Ông tỉnh rồi ạ, à, thu lại quyền cước, Diệp Thành quay người mới nhận ra vẻ mặt thất thần của Trương Phong Niên. Cháu, Trương Phong Niên há hốc miệng, không nói nổi nên lời. Ông ta từng là trưởng lão của hàng nhạc tông, ông ta biết rõ sự lợi hại của roi lửa thế nào, cho dù có linh dược trị thương thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục. Hôm qua rõ ràng ông ta cóng Diệp Thành mình đầy thương tích, mấu thấm toàn thân, vậy mà mới qua một đêm những vết thương trên cơ thể Diệp Thành không những biến mất mà hắn còn xuất hiện với bộ dạng khỏe mạnh cường tráng. Lúc này cho dù là ai trông thấy cũng sẽ kinh ngạc. Thấy Trương Phong Niên thất thần như vậy, Diệp Thành khẽ cười, ông à, ông lại cứu cháu một lần nữa rồi. Vết thương của cháu, đều khỏi cả rồi ạ, à, cháu nói ra cháu dày mà. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, Trương Phong Niên rõ ràng rất kích động, ông ta cũng coi Diệp Thành như người thân của mình, lúc này thấy Diệp Thành không vấn đề gì thì hòn đã nặng chiếu trong lòng như được chút xuống. Nào nào, cất cái này cẩn thận nhé, sau hồi kích động, chỉ thấy bàn tay già nua của Trương Phong Niên thọc vào ngực áo, sau đó ông ta run rẩy lấy ra một cái túi gấm to bằng bàn tay nhét vào tay Diệp Thành, diệp thành lấy làm lạ nhưng hắn vẫn nhận túi gấm kia đợi tới khi mở ra hắn mới phát hiện bên trong túi gấm chỉ có một tấm linh phù trên linh phù còn khắc toàn những phù văn chằng chịt và hai chữ viết hoa rõ ràng thiên linh thiên linh chú diệp thành nhìn ngay sang trương phong niên trương phong niên gật đầu cười niềm nở ông ta biết mấy ngày gần đây diệp thành đã va chạm với quá nhiều người truyền thiên linh chú cho hắn cũng là hy vọng thiên linh chú này có thể giúp hắn thoát nạn trong những thời khắc quan trọng tiền bối món quà này thật sự quá quý giá xin đừng trách vãn bối không thể nhận Diệp Thành rõ ràng biết giá trị của Thiên Linh Chú, hắn đưa túi gấm lại cho Trương Phong Niên nhưng bị Trương Phong Niên từ chối. Thiên Linh Chú cần chân khí mới có thể sử dụng, ta có nó cũng không làm được gì, Trương Phong Niên thở dài. Diệp Thành trầm ngâm hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thiên Linh Chú là một trong tam đại phù chú của Hằng nhạc tông, có khả năng giam giữ chân khí của tu sĩ, vô cùng quý giá. Trương Phong Niên giữ nó lâu như vậy nên đã chịu không ít ấm ức, có điều ông ta không giao nó ra. Đa tạ tiền bối đã tặng nó cho con, con còn trẻ, tiếp tục cố gắng hết mình là được trương phong niên vỗ vai diệp thành cười niềm nở rồi rời đi sau khi trương phong niên rời đi diệp thành mới rút tấm thiên linh chú ra thiên linh chú chính là một đạo hoàng phù hoàng phù được làm bằng giấy những thứ này đều là thứ yếu quan trọng là trên hoàng phù còn khác vô số phù văn rắc rối dị thường mang theo luồng sức mạnh khác thường có thể phong ấn chân khí của con người trong khoảng thời gian ngắn thật là thứ hay ho diệp thành lại nhét tấm bùa chú vào trong túi gấm hắn ăn uống nhanh gọng rồi thay bộ y phục mới sạch sẽ mang theo thanh thiên khuyết trên lưng Cháu à, cháu, Trương Phong Niên định nói gì lại thôi. Ông ta biết Diệp Thành muốn lên núi tìm người tính sổ, trong đôi mắt phần đục của lão già rõ vẻ lo âu. Đại ca, Huynh, Huynh đừng lên kia, đến cả hổ hoa cũng có thể nhận ra, cậu ta cúi đầu, đôi tay xoắn lấy áo quần, biết Diệp Thành lần này đi thì chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí có thể sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Yên tâm, ta không sao đâu, Diệp Thành cười xòa. Ra khỏi tiểu linh viên, Diệp Thành khoác lên mình bộ hắc bào, cả cơ thể ẩn trong lớp áo bào đen khiến người ta không nhận ra dáng người. Hắn ta cứ thế leo một mạch lên núi Linh Hằng Nhạc Tông rồi đi tới ngọn núi phía sau, tìm một nơi bí mật, Diệp Thành cho Thanh Thiên khuyết vào trong túi đựng đồ, sau đó dùng tay chát lớp. Bùn đất lên mặt rồi xoa đầu cho đầu tóc rối bời, đến cả y phục cũng bị hắn xé cho nát tươm. Lúc này, trông hắn chẳng khác gì tên ăn mày hành khất, rất khó có thể nhận ra đây là Diệp Thành. Làm xong xuôi, Diệp Thành mới núp sau bụi cây rậm rạp, thu lại khí thức trên cơ thể vì làm vậy thì kể cả có đệ tử tới núi hái linh thảo cũng sẽ không thể nhận ra nơi này có người ẩn náu được các người chơi ông đây sau lưng, ông đây chơi với các người đến cùng, trong lùm cây, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng. Nói rồi, hắn không quên rút một cây gậy đen bên trong túi đựng đồ ra. Mọi thứ hắn làm với mục đích quá rõ ràng, chính là ôm cây đợi thỏ, hắn phục sẵn ở đây âm thầm đợi đệ tử của địa dương phong xuất hiện, sau đó đánh úp. Chẳng mấy chốc, mục tiêu đầu tiên đã xuất hiện, tên đệ tử của địa dương phong mặc đồ trắng, tu vi trừng tầng ngưng khí thứ năm nhưng lại vinh váo vô cùng. Ngươi, còn các ngươi, đi sang chỗ khác, chỗ linh thảo này là của địa dương phong bọn ta, người này vừa tới đã nạt nộ các đệ tử với tu vi thấp hơn. Nhìn, nhìn cái gì, muốn chất à? Mau cút, các đệ tử ngoại môn hàng nhạc tông không phải đệ tử của tam đại chủ phong, tu vi lại thấp nên đương nhiên bị bắt nạt. Không lâu sau đó, các đệ tử ở khu vực này đều bị đuổi đi, tên đệ tử mặc đồ trắng của địa dương phong đương nhiên bá chiếm khu này. Đúng lúc này, Diệp Thành đột nhiên xông ra, sát phạt về phía sau tên đệ tử mặc đồ trắng. Cảm nhận được có cơ gió lạnh thổi tới phía sau, tên đệ tử kia cao mày. Ai, bản năng mách bảo khiến tên này quay phát lại, chỉ là hắn chưa kịp quay người hoàn toàn thì một cây gậy đen bằng sắt đã giáng xuống, cứ thế nện thật mạnh vào sau đầu hắn. Tên đệ tử kia ngất lịm đi, cả cơ thể to cạch ngã vật ra đất, hắn còn chưa kịp nhìn ra ai đánh lén mình. Tên đầu tiên, Diệp Thành lấy luôn túi đựng đồ của hắn, sau đó lục tìm trên người tên này, chỉ cần là món đồ có giá trị thì hắn đều lấy đi. Đợi tới khi cướp sạch, Diệp Thành mới đạp tên này lăn vào bụi cây rồi rời khỏi đây, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. A, à, không lâu sau đó, ở một góc đằng sau núi Hằng Nhạc Tông vang lên tiếng thét thất thanh, lại là một tên đệ tử của Địa Dương Phong ngã ra đất, đợi tới khi có người nghe thấy tiếng và chạy tới thì không khỏi thảng thốt vì tên này đã bị lột sạch y phục, chỉ còn mặc mình quần lót. Là kẻ nào mà quá quắt như vậy, bị cướp sạch chẳng còn lại gì? A, à, không lâu sau đó, ở một nơi thật sâu trong núi lại vang lên tiếng kêu thất thanh khiến nhiều đệ tử nhanh chóng vây lại xem. Ngày hôm nay đằng sau núi Hằng Nhạc Tông được định là một ngày không yên bình. Tiếng kêu thất thanh cứ thế vang lên, đợi tới khi các đệ tử đi hái linh thảo kịp chạy đến thì cảnh tượng trước mặt bọn họ hiện lên đều tương tự nhau. Người bị đánh ngất đi và những món đồ có giá trị trên người đều bị cướp không còn lại gì. Và lại người đánh lén lại chỉ đánh đệ tử của địa dương phong. Khi màn đêm dần buông xuống, các đệ tử đi hái linh thảo mới ra khỏi núi, người nào người nấy xôn xao bàn tán về sự việc kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay. Đều là đệ tử của địa dương phong, chuyện gì thế không biết. Không phải là đệ tử của hai ngọn núi khác làm chứ. Ai mà biết được, có điều chắc chắn không thể là Diệp Thành, hôm qua hắn bị đánh rất thảm, không thể bình phục nhanh như vậy được. Tới tối, mười mấy đệ tử của địa dương phong đều xôn xao bàn tán là ai làm cắt hồng biết việc thì mặt tối sầm cả lại đây chẳng khác gì việc bôi nhọ địa dương phong cả con không không biết hạ, à, lúc chúng con tới thì các vị sư huynh đã bị đánh lén rồi bên dưới các đệ tử đều bò dạp ra đất không dám thở mạnh sư tôn kẻ to gan đánh lén đệ tử của địa dương phong cũng chỉ có thể là tên diệp thành đó thôi ạ à, có đệ tử lên tiếng quả quyết người bị mất náo à thấy tên đệ tử vừa lên tiếng cắt hồng bèn lên giọng nạt nộ chịu hơn 100 roi lửa Hắn không chất đã là phúc phần lắm rồi, còn có thể đứng dậy nổi hay sao? Sư tôn dậy phải ạ, à, hôm nay con quả thực không hề trông thấy Diệp Thành. Vậy, liệu có phải là người của Thiên Dương Phong và Địa Dương Phong không? Nghe vậy, Cát Hồng hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh khiến người ta nhìn mà sợ hãi, trong đôi mắt hung hiểm kia hiện lên cái nhìn sắc bén. Điều tra cho ta, cho dù là ai, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả cái giá đắt. Lúc này, Diệp Thành kẻ chủ mưu mọi chuyện diễn ra sau núi đã quay về tiểu linh viên từ lúc nào, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo choàng đen ra. Diệp Thành hành sự cẩn trọng, có thể nói là không để xảy ra sai sót. Thứ nhất, mặc áo choàng đen lên núi, không ai biết hắn là Diệp Thành, điều đó cũng có nghĩa rằng không ai nhìn thấy hắn, không ai gặp hắn lên núi, không lên núi có nghĩa rằng không có chứng cứ đổ tội cho hắn. Thứ hai, khi đánh lén trên núi hắn cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng bùn đất chát lên mặt, thay đổi dụng mạo, cho dù có phát hiện ra thì người ta rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, hôm qua hắn chịu hơn 100 roi lửa quật vào người, cho dù là ai thì cũng sẽ nghĩ rằng một kẻ chịu bằng ấy roi không chất cũng sẽ sống trong trạng thái hết sức thảm hại không thể khỏe mạnh mà đánh lén người khác được mọi thứ đều trong tính toán của diệp thành sự thực cũng chứng minh rằng cách làm của hắn rất có hiệu quả chí ít thì cho tới lúc này không ai nghi ngờ hắn sung sướng quá diệp thành không nhịn được mà bật cười hắn lấy mười mấy túi đựng đồ ra để trên giường số túi này đều là chiến lợi phẩm ngày hôm nay của hắn không thể phủ nhận đệ tử của địa đương phong rất giàu có những thứ cần có như linh thạch linh dịch, linh thảo, huyền thuật bên trong túi đựng đồ không thiếu món nào, còn có một cái túi đựng đồ, bên trong chứa cả hơn 2.000 linh thạch. Đủ để ta đột phá lên tầng thứ tư, sau chàng cười sảng khoái, Diệp Thành uống sạch gần 60 bình ngọc linh dịch. Lượng ngọc linh dịch nhiều như vậy vào cơ thể giống như dòng nước thanh khiết chảy khắp các kinh mạch lớn nhỏ, còn chân hỏa trong vùng đan hải lúc này tuôn trào giúp Diệp Thành nhanh chóng luyện hóa linh lực rồi rào bên trong ngọc linh dịch. Cùng với ngọc linh dịch được luyện hóa xoay cuộn bên trong vùng đan hải, khí tức của Diệp Thành theo đó cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Lúc này, lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều nở ra, hấp thu linh khí của đất trời. Trên cơ thể Diệp Thành hiện giờ có chân hỏa bá đạo giúp hắn luyện hóa linh khí của Ngọc Linh Dịch và bên ngoài, khí thế mạnh mẽ giúp tu vi của hắn được đẩy lên cảnh giới giữa tầng ngưng khí thứ ba và thứ tư. Tiến giới, tu vi của Diệp Thành trong chốc lát đột phá lên cảnh giới ngưng khí tầng thứ tư. Hắn không tiếp tục hấp thu linh lực bên trong linh thạch nữa, vì cảnh giới vừa đột phá cần thời gian củng cố, tiến giới quá nhanh cũng không phải là việc tốt. Lúc này, bên ngoài trời vẫn còn tối, Diệp Thành chờ mình nhảy xuống giường, Hắn lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo choàng đen, âm thầm đi ra khỏi Tiểu Linh Viên. Có điều lần này hắn không lên núi Linh Hằng Nhạc Tông mà đi xuống núi, lao điên cuồng tầm một khắc mới dừng chân. Đây là một khe núi, không phải quá dài, chỉ tầm vài trăm trượng nhưng lại là con đường quan trọng dẫn vào khu rừng yêu thú. Vậy thì mục đích Diệp Thành rất rõ ràng, hôm nay hắn không tới Hằng Nhạc Tông đánh lén nữa mà đổi vị trí chiến đấu, tới đây để đợi các đệ tử của Địa Dương Phong vào trong khu rừng rất yêu thú. Về mặt binh pháp thì có thể hình dung cách làm lúc này của hắn chính là Dương Đông kích Tây sau sự việc hôm qua ở ngọn núi đằng sau hàng nhạc tông hắn chắc mầm cát hồng sẽ âm thầm phái các đệ tử với tu vi mạnh âm thầm nấp sau núi để tiện bắt kẻ hành hung đệ tử của ông ta diệp thành biết sau núi có mai phục hắn đương nhiên không ngốc tới mức chui đầu vào dọ cho nên hắn lựa chọn thay đổi vị trí ngày thường những đệ tử của hàng nhạc tông vào khu rừng này rất yêu thú nhiều vô kể trong đó không thiếu người của địa dương phong mai phục ở đây chắc chắn là một lựa chọn không tồi ở đây đi, Diệp Thành lựa chọn một nơi ẩn náu bí mật nhưng lần này hắn không bôi bùn đất lên mặt nữa mà đeo một cái mặt nạ đầu quỷ. Không lâu sau, trời sáng tỏ, Diệp Thành ngồi dậy, hắn quan sát cẩn thận mọi động tĩnh ở vách núi. Chẳng mấy chốc đã có đệ tử của Hàng Nhạc Tông xuất hiện nhưng không phải đệ tử của Địa Dương Phong nên Diệp Thành không ra tay. Thời gian chậm chậm trôi, từng tốp, từng tốp đệ tử từ vách núi đi tới, lúc thì ba người một nhóm, lúc thì năm người một nhóm, tất cả đều làm thành đội đi rất yêu thú. Cuối cùng, Diệp Thành cũng nhắm được mục tiêu nhìn về phía xa có một nhóm ba người đều là người của địa dương phong từ minh từ xa diệp thành đã trông thấy bóng người rất quen trong ba người kia đó chẳng phải là tên từ minh tính mưu hèn kế bẩn với hắn hôm đó sao diệp thành biết mặc dù người gài bẫy hắn là cắt hồng của địa dương phong nhưng tên từ minh này lại là một tên tay sai nghe lệnh hành sự hắn đánh hổ hoa là điều không thể chối cãi chỉ cần điểm này cũng đủ khiến diệp thành quyết không bỏ qua cho hắn rồi tiểu tử có nợ thì phải trả diệp thành cười lạnh lùng hắn lại lần nữa thu khí thức rồi im lặng chờ đợi ba tên kia lại gần trong ba tên, tu vi cao nhất chính là tên đệ tử mặc đồ tím, tu vi đạt cảnh giới ngưng khí đỉnh phong tầng thứ sáu, tiếp theo chính là tên đệ tử mặc đồ xanh gầy chưa xương, và tên có tu vi thấp nhất chính là Từ Minh, chỉ đạt cảnh giới ngưng khí tầng thứ năm. Dương Sư Huynh, Huynh cho rằng việc hôm qua là do ai làm, Từ Minh tỏ thái độ vâng lời với tên vận đồ tím. Có lẽ là người của hai núi khác, để cũng nghĩ vậy, tên đệ tử mặc đồ xanh gật gù, tam đại chủ phong xưa nay tranh giành lẫn nhau, người của hai ngọn núi kia ra tay cũng không có gì là lạ, Cả ba tên vừa đi vừa nói và đã vào vách núi từ lúc nào. Lúc này, trong đôi mắt Diệp Thành chợt sáng lên, hắn đang định ra tay thì cảm nhận được có người hối hả đi tới. Như ông vỡ tổ, Diệp Thành tiếp tục ẩn náu. Chẳng mấy chốc, đệ tử của nhóm thứ hai trong địa dương phong đã vào vách núi, đây là nhóm 5 người, tên có tu vi mạnh nhất là ngưng khí tầng thứ bảy, yếu nhất là ngưng khí tầng thứ tư. Ấy, từ minh nhận ra người đằng sau chính là các vị huynh đệ của mình. Các vị huynh đệ cũng vào rừng bắt yêu thú sao, 8 người đứng lại với nhau, nói mấy chuyện tào lao rất nhiên nhện đỏ, nhện nhện đỏ, đó là loại yêu thú vô cùng hung hãn, cùng đi thôi, nói rồi, cả ba tên cùng đi về hướng cửa hang. Thế nhưng, đúng lúc này, một thứ đồ màu đen xì từ đâu bay tới, nếu nhìn kỹ thì đây là một quả cầu bằng sắt to bằng quả trứng gà. Cẩn thận, tên đệ tử mặc đồ tím đột nhiên lên tiếng, hắn nhanh chóng rút linh kiếm trong tay áo ra và chớm một đạo kiếm hình bán nguyện chúng vào quả cầu sắt đen xì kia. Bụp, tiếng nổ vang lên, quả cầu kia vỡ tung, khói đen dày đặc nhanh chóng lan ra, bao trùm khắp một khu với bán kính rộng gần 20 trượng. Đáng chất, là đạn khói, trong màn khói đen mờ mịt có tiếng mắng chửi vang lên. Không sai, thứ mà Diệp Thành ném ra chính là đạn khói, một món đồ mà hắn có được từ lão già lưng gù. Vốn dĩ hắn không định dùng tới đạn khói, chỉ là đối phương có tới ba người, có trời mới biết có xảy ra sơ suất gì không, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định dùng đạn khói để che lấp tầm nhìn của bọn họ. Là ai, cút ra đây cho ta, trong làn khói đen, giọng nói lạnh lùng của tên đệ tử địa dương phong vang lên. Bịch, hắn vừa dứt lời thì lại vang lên tiếng gậy sắt đập vào phần sau đầu a à, tiếng kêu la thảm thiết vang lên một tên đệ tử lập tức ngã ra đất tên đệ tử mặc đồ tím thấy vậy lập tức ra tay tung một trưởng về phía có tiếng kêu vang lên a à, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết lại vang lên đòn đánh của tên đệ tử mặc đồ tím không hề chúng diệp thành mà ngược lại chúng luôn vào tên đệ tử của địa dương phong khiến hắn lộn nhào người giây phút này diệp thành đã đứng ngay sau tên đệ tử mặc đồ tím cây gậy của hắn giáng thật mạnh vào phần gái tên này quả không hổ là tu vi ở tầng ngưng khí đỉnh phong thứ sáu một gậy của diệp thành không khiến nên này ngất đi luôn Thấy vậy, Diệp Thành nhanh chóng nện một gậy nữa. Lúc này, tên đệ tử mặc đồ tím còn đang lắc lư thì ngã vật ra đất. A, à, sau khi hắn ngã ra đất, xung quanh lại vang lên tiếng kêu, lại một tên nữa bị Diệp Thành đánh cho ngất lịm. Tiếp sau đó lần lượt là tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Trong làn khói đen mờ mịt vốn dĩ đã nhìn không rõ bất cứ thứ gì, lại thêm ra đòn đánh lén nên Diệp Thành đã đạt được kế hoạch. Cho dù là đệ tử của Địa Dương Phong với tầng ngưng khí thứ bảy thì cũng bị một đòn của hắn đánh cho tới mức lảo đảo siêu vẹo, sau đó là một gậy khiến đối phương hôn mê bất tỉnh hiện giờ Diệp Thành đã đột phá lên tầng thứ tư, cho dù là đánh trực diện thì hắn vẫn có thừa tự tin đánh lại với tám tên này. Có điều vì tránh rắc rối không cần thiết nên Diệp Thành vẫn lựa chọn đánh lén. À, sau tiếng hét thất thanh cuối cùng, tám tên đệ tử của Địa Dương Phong đều ngã ra đất. Khói đen do đạn khói tạo ra vẫn rất dày, còn Diệp Thành đã lấy luôn cả tám cái túi đựng đồ của tám tên này, trong tay hắn còn một đoạn xích sắt, hắn đem đoạn xích này trói ba tên thật chặt. Sau khi ném bọn họ vào khu rừng đằng sau khe núi, trước khi đi, Diệp Thành không quên thổi cho mấy tên này một luồng mê hương hôn mê bất tỉnh phòng có tên nào đó đột nhiên tỉnh lại làm hỏng chuyện đại sự của hắn. Làm xong xuôi, Diệp Thành lại chạy tới khe núi, chuẩn bị mai phục nhóm đệ tử tiếp theo của địa dương phong. Trong buổi sáng, có từng tốp, từng tốp đệ tử của hàng nhạc tông hăm hở vào rừng. Trong thời gian này, Diệp Thành cũng đã ra tay vài lần thế nhưng đều chỉ bắt được những tên lật vặt không ra làm sao, chỉ cần ập ra đột xuất, dáng gậy xuống là đã khiến kẻ địch đổ gục, đỡ phải dùng đến đạn khói ngày hôm nay hắn đã đánh ngất hai mươi mấy tên đệ tử của địa dương phong thu hoạch cũng không tồi đủ cho hắn tiêu xài vài ngày trời sắc trời không biết tối dần từ bao giờ diệp Thanh ngẩng đầu nhìn ánh dương buổi chiều tà và quyết định quay về có điều hắn vừa đứng dậy đã thấy ở cửa hang có chân khí cuồn cuộn hai bóng hình mơ hồ di chuyển từ khu rừng yêu thú tới di chuyển từ xa tới gần đi xuyên qua sơn cốc cảnh giới nhân nguyên hai người diệp thành lại lặng lẽ con người chắc mầm bắt được hai con cá lớn đợi tới khi tới gần diệp thành mới nhìn rõ dung mạo của hai người này hai người một cao một thấp người cao hơn tên vương hoành cao to lực lưỡng trong chân khí còn mang theo cơn thịnh nộ cơ bắp toàn thân cuồn cuộn chỉ cần nhìn là có thể thấy đây là tu sĩ có sức mạnh rồi người thấp hơn tên tống ngọc trông hắn có phần ẻo lả dáng người rong dỏng cao mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi người không biết còn tưởng hắn là một cô nương nữa thực lực hơi yếu hơn một chút không sao thấy vương hoành và tống ngọc vào phạm vi mai phục của mình diệp thành liền lấy hai cây châm độc ra cảnh giới nhân nguyên hơn cảnh giới ngưng khí Đánh bại bọn họ mà không để lộ thân phận là việc mà Diệp Thành cho rằng mình không làm được cho nên hắn quyết định dùng chút thủ đoạn hạ đẳng chứ không làm hại tới tính mạng bọn họ. Nghĩ vậy, Diệp Thành liền lấy một quả đạn khói ra. Cẩn thận, Vương Hoành và Tống Ngọc quả là đề cao cảnh giác, thấy có vật dị thường đột. Nhiên bay tới thì lập tức rút linh kiếm ra, bụp, đạn khói nổ tung, làn khói mịt mù lại lần nữa lan tỏa. "Là ai?" Vương Hoành với cơ thể cường tráng lập tức nổi cơn thịnh nộ. Vút, một cây châm độc rất mảnh bay trong không khí, đâm vào cánh tay Vương Hoành thế nhưng hắn vẫn không hề có cảm giác nào. Ở một bên, Tống Ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn bị châm độc đâm trúng phần sau lưng và chẳng cảm nhận được có gì bất thường. Cả hai tên ngã ra đất, quay lưng lại với nhau và đẩy ra chân khí, làn khói cứ thế bay mịt mờ trước mặt. Chẳng mấy chốc, cả hai tên cảm thấy có gì đó bất ổn. Vương Sư Huynh, Huynh có cảm thấy hơi choáng váng không, Tống Ngọc lảo đảo. Đúng, ta thấy hơi choáng, Vương Hoành quay đầu, chỉ thấy toàn thân dã rời châm độc của lão già lương hù kia quả lợi hại diệp thành thầm nghĩ hắn trông thấy bộ dạng lúc này của vương hoành và tống ngọc thì không khỏi tặc lưỡi tự nhủ ít dùng châm độc thì tốt hơn loại châm với tác dụng như vậy mà dùng ở đây thì có phần lãng phí bịch bịch cả hai tên bị đánh vào sau gáy sau đó thì bất tỉnh nhân sự đừng trách ta nên trách sư phụ các người ấy diệp thành đi ra dùng tay lôi chân của hai tên kia nhanh chóng nép vào rừng sâu trong núi cũng giống như hơn 20 tên đệ tử của địa dương phong trước đó túi đựng đồ của vương hoành và tống ngọc đều bị diệp thành lấy đi phàm là vật có giá trị trên người hai tên đều bị diệp thành lục lọi làm xong xuôi diệp thành mới biến mất trong màn đêm trước khi đi hắn không quên giải độc cho vương hoành và tống ngọc a à, a à, không lâu sau đó trong khu rừng tối mù mịt liên tiếp vang lên những tiếng hét thất thanh các đệ tử của địa dương phong bị diệp thành đánh ngất đã tỉnh lại thấy túi đựng đồ và các món đồ có giá trị của mình thậm chí đến quần áo cũng không thấy đâu ai nấy lần lượt kinh ngạc đêm muộn cả toán đệ tử của địa dương phong tránh choáng lên núi hằng nhạc tông chuyện Chuyện gì đây? Thấy đệ tử của Địa Dương Phong, người của Hàng Nhạc Tông nhếch miệng xôn xao bàn tán. Cũng chẳng thể trách bọn họ kinh ngạc đến vậy, vì hơn 20 đệ tử của Địa Dương Phong không muốn người khác để ý tới mình cũng khó bởi trên người bọn họ chỉ còn mỗi cái quần lót. Quan trọng nhất đó chính là bộ dạng thảm hại, không chỉ một người mà hơn 20 người nên đương nhiên sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Bị đánh cả sao, tất cả mọi người đều thắc mắc. Hành động thế này cũng kinh động thật đấy, quần áo bị lột sạch, hung thủ ra tay thật hiểm. Là kẻ nào gây ra, hơn 20 đệ tử vừa lên tới Địa Dương Phong đã nghe tiếng nạt nộ kinh thiên động địa của Cát Hồng. Mà Diệp Thành, kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện lúc này đang phấn khích đếm chiến lợi phẩm trong tiểu linh viên. Thu hoạch ngày hôm nay đúng là gấp đôi ngày hôm qua. Quan trọng nhất chính là sự cống hiến của hai tên cảnh giới Nhân Nguyên Vương Hoành và Tống Ngọc, tài sản đồ sộ từ tầng ngưng khí so với đệ tử ở cảnh giới Nhân Nguyên đúng là cách xa một trời một vực. Trong căn phòng ẩn hiện này lần ẩn lần loại, Diệp Thành đem chỗ linh thạch, linh dược đỉnh và linh khí bó vó tua tuổi đầy, cuối cùng bỏ bỏ quyền là hắn vẫn cảm trong tay. Có quyền trong cơ hội kỳ, có lẽ cũng đã được dùng qua nhiều năm tháng nên bề mặt mới ó vàng. Luyện khí quyết, luyện khí quyết, Diệp Thành xoa xoa cầm, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó, khuôn mặt hắn vui mừng thấy rõ, vì bộ cổ quyền này ghi chép môn pháp luyện chế binh khí, bên trong giới thiệu chi tiết những vật liệu cần dùng cho quá trình luyện binh khí cũng như làm cách nào có thể luyện chế binh khí đây đúng là bảo bối trong lòng diệp thành hân hoan đợi tới khi xem xong một lượt luyện khí quyết diệp thành mới trầm ngâm hồi lâu trong lòng dự định luyện chế ra một loại binh khí kiếm thiên khuyết mặc dù dùng thuận tay nhưng lại quá nặng làm chậm tốc độ ở thời khắc quyết định nếu bỏ đi thanh thiên khuyết thì tốc độ sẽ tăng nhanh hơn nhiều vậy thì nếu lúc đó có một binh khí sắc bén đương nhiên sẽ khiến diệp thành như hổ mọc thêm cánh nghĩ vậy diệp thành lại lần nữa lấy cổ quyển luyện khí quyết ra từ từ lĩnh hội hắn ngồi suốt một đêm tới sáng hôm sau hắn ăn vội chút gì đó rồi lại tiếp tục nhốt mình trong phòng. Mãi tới chưa hắn mới bỏ cổ quyền luyện khí quyết xuống. Luyện khí cần lửa, đúng là được viết ra cho mình, khóe miệng Diệp Thành mang theo nụ cười, hắn thầm nhủ Vương Hoành có bao nhiêu thứ quý giá như vậy nhưng lại chỉ có thể trưng bày, bởi hắn không có chân hỏa. Diệp Thành vỗ vào túi đựng đồ thì liền có âm thanh vang vọng, một linh khí phát sáng bay ra ngoài. Có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại trùy, tất cả đều là bảo bối mà hắn có được sau khi cướp được của đám đệ tử ở Địa Dương Phong. Lúc này hắn đem những binh khí này cho vào lò, dùng những phần tinh túy nhất của chúng để luyện chế. Nói làm là làm, Diệp Thành lập tức triệu gọi chân hỏa, vì sự thay đổi của ý niệm nên chân hỏa cũng thay đổi hình thái, được Diệp Thành ngưng tụ thành lư lửa. Ngay sau đó, một linh kiếm phát sáng được hắn ném vào lư lửa, sau đó hắn thận trọng kiểm soát ngọn lửa, từ từ loại bỏ những tạp chất trong linh kiếm để có được phần tinh túy nhất. Chẳng mấy chốc, linh kiếm được chân hỏa với nhiệt độ cao nung tan thành dịch thể to bằng nắm tay. Dịch thể này sặc sỡ đủ màu sắc, linh kiếm không được coi là thượng phẩm, nguyên liệu luyện chế cũng không phải là hoàn hảo nên bên trong có lẫn quá nhiều tạp chất lúc này khi được nhúng trong chân hỏa toàn bộ tạp chất đều nổi lên ngọn lửa bùng lên diệp thành không hề vội vàng hắn chậm rãi loại bỏ những tạp chất bên trong dịch thể sau nửa canh giờ những tạp chất vốn to bằng nắm tay đã được luyện hóa chỉ bằng cái móng tay mặc dù rất nhỏ nhưng lại là phần tinh túy nhất diệp thành nghĩ bụng rồi gạt bay tạp chất to bằng móng tay kia ra ngoài một khi rời khỏi lư lửa dịch thể kia vì nhiệt độ hạ xuống đột ngột lại quay về trạng thái thể rắn Diệp Thành nắm trong lòng bàn tay, nó giống như tinh thể, phát quang phát sáng, rắn chắc vô cùng. Có khởi đầu tốt đẹp, Diệp Thành càng thêm động lực. Lư lửa cứ thế bốc cháy ngùn ngụt, một cái bố sắt được Diệp Thành cho vào trong, sau đó hắn tiếp tục tôi luyện linh kiếm. Thời gian cứ thế trôi đi, màn đêm bắt đầu buông xuống. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thành cũng thất bại nhiều lần, vì không thể kiểm soát được chân hỏa khiến phần tinh túy nhất bên trong binh khí đều hóa thành cho bụi. Có điều hắn cũng không phải không có thu hoạch gì ở bên cạnh hắn các phiên tinh thể lớn nhỏ rất nhiều đây đều là tinh hoa được luyện ra từ binh khí mãi tới đêm khua diệp thành có thể luyện ra được toàn bộ tinh hoa của binh khí phù hoàn thành bước đầu tiên diệp thành thở ra một hơi mang theo tàn khí trên mặt hắn rõ vẻ mệt mỏi mới một ngày một đêm mà ria mép đã mọc lởm chởm mắt hắn lên từng đường vân mấu tôi luyện ra tinh hoa của rất nhiều binh khí hắn coi như hoàn thành được bước đầu tiên tiếp sau đây còn phải đem những tinh hoa của các loại binh khí này dung hợp lại với nhau sau đó nung bằng chân hỏa mới hoàn thành một chai ngọc linh dịch chút vào cơ thể diệp thành bổ sung lại phần năng lượng tiêu hao đã mất rồi bắt đầu quá trình dung hợp ở bước thứ hai vẫn dùng lư lửa kia diệp thành đem toàn bộ tinh hoa của các loại binh khí đã tôi luyện ra được cho vào trong chẳng mấy chốc dưới ngọn lửa bừng bừng của chân hỏa tinh hoa bằng thể rắn kia lại lần nữa được nung chảy và dưới sự kiểm soát của diệp thành nó không ngừng hòa vào làm một bước này không phải là khó chỉ mất một canh giờ diệp thành đã hoàn thành quá trình dung hợp lúc này trong bàn tay hắn là một khối sắt màu đỏ gạch đây chính là trạng thái của nhiều loại tinh hoa sau khi dung hợp. Khối sắt màu đỏ gạch quả là bất phàm, sau khi dung hợp, nó ánh lên từng ánh sáng đỏ, lại rất kiên cố, chắc chắn là nguyên liệu tuyệt nhất cho quá trình chế tạo binh khí. Thu lại khối sắt màu đỏ gạch kia, Diệp Thành bước ra khỏi cửa phòng, hắn nhảy ra khỏi tiểu linh viên, vì quá trình tôi luyện tiếp theo nhất định sẽ có tiếng động, hắn không muốn làm phiền Trương Phong Niên và Hổ Hoa nghỉ ngơi. Diệp Thành tìm một nơi bí mật, tiếp tục dùng chân hỏa ngưng tụ thành lư lửa, sau đó đem khối sắt kia cho vào trong hắn hít vào một hơi thật sâu thận trọng kiểm soát ngọn lửa và không ngừng tôi luyện khối sắt kia về hình cây kiếm đây là cả quá trình tiêu tốn rất nhiều thời gian diệp thành mất 6 canh giờ mới có thể luyện ra được một thứ miễn cưỡng có thể coi là phôi kiếm thân kiếm vẫn còn thô giáp vô cùng cho dù nói thế nào thì cũng ra hình kiếm rồi diệp thành lau mồ hơi tiếp tục luyện kiếm cả quá trình diễn ra rất lâu từ tối tới sáng rồi sáng lại tới tối đêm cứ thế mất 3 ngày ba đêm liền diệp thành không hề ngưng nghỉ lấy một giây trong quá trình đó phôi kiếm cũng dần được tôi luyện những vết thô sần trên thân kiếm cũng theo đó mà được mài bằng hắn giống như một nhà điêu khắc không cho phép thanh kiếm của mình có bất cứ tỷ vết gì keng không biết từ bao giờ khi âm thanh từ thanh kiếm vang lên mọi mệt mỏi trên khuôn mặt diệp thành mới được thay bằng nụ cười mãn nguyện kiếm của hắn sau 4 ngày 4 đêm cuối cùng cũng được luyện xong diệp thành cầm trong tay thanh kiếm màu đỏ gạch sau đó hắn rạch vào lòng bàn tay mấu tươi cứ thế chảy ra chảy vào chuôi kiếm rồi tới thân kiếm đây chính là dùng mấu tế kiếm chính là bước cuối cùng trong quá trình luyện binh khí. Zeng, thanh kiếm khẽ rung và còn phát ra âm thanh, trên thanh kiếm có ánh sáng màu đỏ gạch bao quanh, thậm chí còn có độ đàn hồi. Dưới ánh trăng, thanh kiếm càng trở nên sắc lạnh, mang theo sức mạnh vô hình. Diệp Thành tay cầm kiếm chớm ra một nhát, vút, ở phía xa, một tảng đá to gạch sau khi chúng nhát kiếm vừa rồi thì bị chớm như thanh độ phụ mục nát, thanh kiếm màu đỏ gạch sắc vô cùng. Từ nay mày có tên là Xích Tiêu, Diệp Thành khẽ lướt tay trên thanh kiếm, hắn thích thanh kiếm đến mức không nỡ bỏ ra. Đây chính là tâm huyết mấy ngày nay hắn bỏ ra, là thành phẩm binh khí đầu tiên hắn luyện ra được, đối với hắn vô cùng ý nghĩa. Cầm thanh thiên khuyết và xích tiêu, Diệp Thành mãn nguyện nằm trên một tảng đá. Ngày mai tiếp tục đánh lén, hắn nhếch miệng, không quên ngẩng đầu nhìn địa dương phong sừng sướng trên núi Linh Hằng Nhạc Tông. Tính kế với ta, phải trả giá, Diệp Thành cười lạnh lùng. Từ sau khi đánh lén ở ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông tới hôm nay cũng đã 5 ngày trôi qua, Diệp Thành chắc chắn Cát Hồng đã lơ là cảnh giác, điều này cũng có nghĩa rằng thời cơ của hắn đến rồi. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Diệp Thành đã khoác lên mình chiếc áo choàng đen lên núi Hằng Nhạc Tông. Vẫn như lần đầu tiên, hắn đi một mạch ra đằng sau núi, sau đó mặc lên bộ y phục rách nát, làm cho đầu tóc rối tung và chát bùn đất lên mặt, xong xuôi mới trốn vào bụi cây rậm rạp. Làm nốt lần này thì nghỉ, vừa chăm chú quan sát đệ tử của Hằng Nhạc Tông, trong lòng Diệp Thành vừa thầm đưa ra quyết định. Hắn tự nhận mình tính toán tỉ mỉ, kế hoạch chu toàn. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Diệp Thành không ngờ mình chỉ sơ suất nhất thời mà gây họa diệt thân. Trời sáng tỏ, bóng người xuất hiện ở ngọn núi đằng sau hàng nhạc tông ngày càng nhiều lên. Có điều, Diệp Thành nhận ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, đó chính là các đệ tử của địa dương phong hôm nay đi hái linh thảo không hề đi một mình. Hoặc đi theo nhóm ba người, năm người mà đi cả đoàn người rất đông. Hái linh thảo thôi mà còn phải đi cả đoàn như vậy, trong bụi cây, Diệp Thành nhếch miệng cười lạnh lùng. Xem ra đệ tử của địa dương phong thông minh lên rồi đấy, chỉ sợ có người đánh lén sau lưng nên mới đi theo đoàn như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thành có phần phân vân. Mặc dù hắn tự nhận tu vi cảnh giới và thực lực hiện tại của mình không có gì phải kiêng dè bất kỳ đệ tử nào của Địa Dương Phong, cho dù bọn họ đi theo nhóm 3 đến 5 người thì Diệp Thành cũng tự tin có thể xử lý hết tất cả. Thế nhưng nơi này không phải khe núi, một khi không thể đánh ngất toàn bộ số người này trong cùng một thời điểm thì nhất định sẽ trúc thêm phiền phức, càng có khả năng gây sự chú ý cho thêm nhiều người hơn, và đây chính là điểm mà hắn còn phân vân. Ừm, đương lúc suy nghĩ, Diệp Thành trông thấy bóng hình rất quen từ phía xa với đôi mắt đỏ ngầu sắc mặt tối sầm muốn dọa người, như thể có người nào đó lừa hắn mất cả trăm linh thạch vậy. Nếu nhìn kỹ thì đây há chẳng phải là triệu long sao. Còn dám ra ngoài một mình, to gan đấy, trong lùm cây, Diệp Thành cười nhạt, hắn đã rút ra cây gậy sắt màu đen bên trong túi đựng đồ. Có điều Diệp Thành vừa cử động thì phát hiện ra Triệu Long cũng rút một cây gậy đen trong túi đựng đồ ra. thấy vậy, hắn chợt xứng người, Diệp Thành không hề cử động mà thua người lại, hướng ánh mắt về phía Triệu Long hắn thấy triệu long cầm gậy sắt đi một mạch ra phía sau đệ tử của thiên dương phong sau đó vung mạnh một cái tên đệ tử kia lập tức nằm bỏ ra đất ôi chao diệp Thành há miệng thẫn thờ ai bảo đệ tử thiên dương phong các người dám bày mưu tính kế với địa dương phong bọn ta khi diệp thành còn đang thẫn thờ thì triệu long lại lần nữa vung gậy nện thật mạnh vào người tên đệ tử của thiên dương phong khiến hắn ngất lịm đi hay đấy hai vụ đánh lén cát hồng của địa dương phong tính hết tội cho thiên dương phong rồi thấy cảnh này diệp thành đang núp trong bụi rậm không khỏi dai dai chán đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới, mục tiêu của hắn là Địa Dương Phong, không ngờ Địa Dương Phong lại nhận định Thiên Dương Phong là hung thủ. Trong phút chốc, khuôn mặt Diệp Thành càng thêm thú vị hơn, hắn coi như hiểu ra vì sao hôm nay đệ tử của Địa Dương Phong lại đi theo đoàn ra sau núi rồi. Bọn họ đâu phải tới để hái linh thảo, rõ ràng đi như vậy để tiện bề đánh người khác. A, à, quả nhiên, phía đông bắc vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. A, à, lại là tiếng kêu gào vang lên từ phía tây bắc. A, à, tiếng kêu gào từ phía đông nam cũng vang lên a à, sau đó là tiếng kêu từ phía tây nam chẳng mấy chốc tiếng kêu hỗn loạn vang lên từ khắp các phía các đệ tử của địa dương phong mặt tái nhợt tên nào tên nấy rút ngay ra một cây gậy sắt màu đen ta xử lý hai tên thiên dương phong ta đánh được ba tên nhân dương phong ta đánh được một tên thiên dương phong một tên nhân dương phong các đệ tử của địa dương phong đã báo cáo chiến tích của mình với vẻ mặt hoặc là phẫn nộ hoặc là sảng khoái hoặc là rất hưng phấn tản ra triệu long vung tay các đệ tử của địa dương phong lần lượt tản ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông sau khi bọn họ rời đi, Diệp Thành mới nhảy ra khỏi lùm cây. Hắn ho hắng gại gại tai, không thể trách ta được. Nói rồi, hắn khoác lên chiếc áo bảo đen, chuồn ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông, nơi này chính là nơi thị phi, không thể ở đây thêm được. Hắn biết, nhiều ngày về sau, ngọn núi phía sau hàng nhạc tông sẽ không còn yên bình như trước nữa. Người của địa dương phong tưởng rằng kẻ đánh lén bên mình là đệ tử của nhân dương phong và thiên dương phong, còn nhân dương phong lại cho rằng thiên dương phong dở trò. Thiên dương phong cũng cho rằng nhân dương phong dở trò tam đại chủ phong ngoại môn hằng nhà tông nghi kỵ lẫn nhau âm thầm tranh đấu lúc này cho dù người đánh trước là ai thì cũng rất khó có thể nói trước hai diệp thành dai chán tạo nghiệp mà hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng của mấy ngày tiếp theo đệ tử của tam đại chủ phong tới sau núi hái linh thảo hắc chắn sẽ mang theo cây gậy sắt màu đen ra khỏi ngọn núi phía sau hàng nhạc tông diệp thành đi thẳng tới vạn bảo các vừa vào trong bàng đại hải đang tập trung nghiên cứu cổ thư phía quầy kệ liền ngẩng đầu liếc nhìn diệp thành ông ta nói bằng giọng chẳng mấy dễ chịu tiểu tử ban ngày ban mặt, người mặc cái áo choàng đen làm gì? Ôi, Diệp Thành cười hi hi, hắn không muốn cho người khác biết mình đã hồi phục nên mới mặc áo choàng đen, nào ngờ dù mặc vậy rồi mà vẫn không qua khỏi con mắt nhìn của bàng đại hải. Chịu hơn 100 roi lửa mà đã có thể xuống khỏi giường nhanh như vậy. Tiểu tử, xương cốt của người cũng cứng đấy, bàng đại hải đặt cổ thư xuống, nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân như thể muốn tìm ra manh mối. Trưởng lão, việc con bị đánh bằng roi lửa người cũng biết sao. Thưa lời, cả cái ngoại môn này có ai mà không biết. Nghe vậy, Diệp Thành bèn ho hắng một tiếng sau đó đưa một cái túi đựng đồ ra, nói trưởng lão, tuyết ngọc lan hoa. Nhận lấy túi đựng đồ, bàng đại hải liếc nhìn vào bên trong và phát hiện có tới hơn 6.000 linh thạch. Kể cả là ông ta thì cũng không khỏi kinh ngạc, một đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí mà lại có nhiều linh thạch như vậy, không có vấn đề mới là lạ. Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy, mặc dù bàng đại hải không có thói quen hỏi cặn kẽ căn nguyên vấn đề nhưng ông ta vẫn không khỏi tò mò. Con nhặt được à, nhặt được, ngươi nhặt được cũng nhiều thật đấy con may mắn thôi, diệp thành xoa xoa mũi. hôm nào nói cho ta biết, ta cũng đi nhặt xem thế nào. bàng đại hải liếc nhìn diệp thành, ông ta không hỏi thêm nữa mà rút ra một cái túi đựng đồ ở bên trong áo ngực đưa cho diệp thành. diệp thành nhận lấy, nhét lại vào ngực mình nhưng không rời đi luôn mà hỏi bàng đại hải, trưởng lão, tàng thư các ở hàng nhạc tông chúng ta có mở cửa cho đệ tử thực tập không ạ? ngày cuối cùng của mỗi tháng chỉ có ngày hôm đó mới mở cửa cho đệ tử thực tập. nói vậy là ba ngày nữa ạ, diệp thành khẽ giọng hỏi, sau đó quay người ra khỏi vạn bảo các. Sau khi Diệp Thành rời đi, bàng đại hải mới vuốt vuốt sâu, trong mắt ông ta mang theo ý tứ, tên tiểu tử này đúng là quái thai. Quay về tiểu linh viên, Diệp Thành tự nhốt mình trong phòng. Lần này hắn mua được rất nhiều tuyết ngọc lan hoa, hắn quyết định đem toàn bộ số tuyết ngọc lan hoa này để luyện chế thành ngọc linh dịch, mục đích là chuẩn bị cho lần đột phá lên tầng cảnh giới thứ năm. Chân hỏa xuất hiện, từng cây linh thảo được thả vào trong. Diệp Thành luyện một mạch tới khi màn đêm buông xuống, sau khi uống một bình ngọc linh dịch hắn mới bắt tay vào việc. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau. Hôm nay hàng nhạc tông náo nhiệt vô cùng, nói đúng hơn là ngọn núi phía sau hàng nhạc tông náo nhiệt. Hôm qua, các đệ tử của Thiên Dương Phong và Nhân Dương Phong bị đánh ngất sau núi, Trung Lão Đạo và Thanh Dương Chân Nhân nổi trận lôi đình, lệnh cho các đệ tử đề cao cảnh giác đệ tử của hai ngọn núi còn lại, trong lời nói còn mang theo ý tứ cho phép đệ tử của mình xử lý đệ tử của phía đối phương. Nếu theo như những gì Diệp Thành dự liệu thì ngọn núi phía sau hàng nhà tông sẽ trở thành chiến trường trong vụ tranh đấu của Tam Đại Chủ Phong, do vậy mới dẫn đến hiện tượng chỉ cần là những đệ tử đi hái linh thảo thì trong người đều mang theo một cây gậy sắt màu đen người đánh lén thì ta đây có chất cũng phải đánh trả gần như các đệ tử bị đánh lén đều mang theo tâm lý này dù sao cũng không thể để bản thân phải chịu thiệt cơn ấm ức trong lòng khiến cho các đệ tử có suy nghĩ thả đánh nhầm còn hơn bỏ sót a à, a à, tiếng kêu gào thảm thiết đằng sau núi từ ngày mai vang lên tới tận tối khiến các đệ tử và trưởng lão của hàng nhạc tông đều khó hiểu tam đại chủ phong định làm phản sao từ nay về sau không được tùy tiện đi vào ngọn núi phía sau, có trời mới biết hôm nào bị đánh lén. Muốn đánh ai thì đánh, không đánh ta là được. Hết một ngày, chỉ cần là những đệ tử tới ngọn núi phía sau thì gần như đều ôm phần sau gáy đi ra, có người mặt mày sưng vù, hoặc có người mình đầy dấu chân, vết thương chi chít. Cuộc tranh đấu âm thầm phía sau núi ngày càng nghiêm trọng. Thời gian cứ thế dần trôi, cuộc tranh đấu âm thầm trở thành tranh đấu ngoài mặt, chiến trường từ ngọn núi phía sau hàng nhạc tông chuyển sang phong vân đài của hàng nhạc tông. Thiên dương phong không lạc, Ngươi ra đây cho ta, ta đợi ngươi trên Phong Vân Đài. Trời vừa sáng, đệ tử của Địa Dương Phong đã gửi chiến thư. Lời thách đấu của bọn họ gần như kéo theo sự phản ứng dây chuyền, giọng nói khiêu chiến vang lên không ngớt. Nhân Dương Phong Nhạc Khang, ông đây đợi ngươi trên Phong Vân Đài. Địa Dương Phong Triệu Long, mở kiếp, ông đây đấu với ngươi đến cùng. Mở kiếp, đừng có mà chơi trò đâm sau lưng, có gan thì lên chiến đài. Giữa các đệ tử của Tam Đại Chủ Phong có tư thủ riêng. Việc đánh lén đã trở thành mồi lửa cho cuộc khai chiến cả một ngày trời, trên phong vân đài người ta đánh nhau sôi sục đất trời. Cuộc khiêu chiến của bọn họ khiến phong vân đài vốn đã náo nhiệt lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Đánh nhau nảy lửa, có lẽ từ ngày hàng nhạc tông lập phái đến nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng thế này. Tam đại chủ phong sao có thể hồ đồ mà đánh nhau như vậy chứ? Tư thù đã lâu, cho dù không có sự việc đánh lén thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến. Còn Diệp Thành, kẻ gây ra mọi chuyện lúc này lại đang ở trong tiểu linh viên chuyên tâm luyện chế ngọc linh dịch. Mùi thuốc thơm nồng bay khắp nơi, thơm quá, Hổ oa tròn mắt, đứng ngay ngoài cửa phòng Diệp Thành, cậu ta hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ căn phòng. Ngọc Linh Dịch từng là trưởng lão của hàng nhạc tông, Trương Phong Niên đương nhiên rất quen với mùi hương này. Trương Phong Niên tỏ vẻ khó hiểu, Ngọc Linh Dịch thanh mát ôn hòa, còn mùi Ngọc Linh Dịch bay từ trong phòng ra lại mang theo khí nóng, rõ ràng là Ngọc Linh Dịch vừa ra lò. Điều này khiến Trương Phong Niên trầm ngâm vuốt râu suy nghĩ hồi lâu. Đêm khuya, Diệp Thành mới mở cửa phòng đi ra, hắn bước ra trong trạng thái lôi thôi lếch đầu tóc rối bời, mặt mày rõ vẻ mệt mỏi và ria mép mọc lởm chởm. Sau khi vươn vai, cơ thể hắn vang lên từng âm thanh rắc, rắc. Ba ngày ba đêm, hắn đã luyện chế được hơn 100 bình ngọc linh dịch, khả năng kiểm soát ngọn lửa, khả năng luyện chế ngọc linh dịch của hắn ngày càng thuần thục. Quác, quác, linh thú tiểu ưng có vẻ như chưa ngủ, nó vung cánh đi tới, cái đầu lông mượt như nhung chốc chốc lại gãi gãi vào người Diệp Thành. Vết thương của nó vẫn chưa bình phục hẳn, muốn bay lượn trong không trung ít nhất cũng phải vài tháng nữa. Mày đói à, Diệp Thành khẽ vuốt vuốt đầu nó quác quác tiểu ưng với linh tính không tồi nó như nghe hiểu diệp thành nói gì rồi gật đầu lia lịa diệp thành khẽ mỉm cười hắn lấy cái túi đựng đồ ra lấy một miếng thịt và đưa tới trước mặt nó mắt tiểu ưng sáng cả lên nó ăn lấy ăn để tao giúp mày nhé diệp thành vuốt phe tiểu ưng sau đó chút một bình ngọc linh dịch vào cơ thể nó ngọc linh dịch vào cơ thể toàn thân tiểu ưng nóng rực sức mạnh dồi dào đến bất chợt khiến nó ngẩng đầu nhìn diệp thành trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi chỉ sợ cơ thể nổ tung không sao có tao diệp thành mỉm cười triệu gọi chân hỏa. Thấy ngọn lửa, tiểu ưng có vẻ sợ hãi, nó có vẻ như biết được sự khủng khiếp của chân hỏa trong tay Diệp. Thành nên cơ thể bất giác run lên, đừng sợ, Diệp Thành cho chân hỏa bao quanh thân hình tiểu ưng, sau đó ngọn lửa thâm nhập vào trong cơ thể nó, giúp nó luyện hóa ngọc linh dịch. Quác, quác, cơn đau đớn ập đến khiến cơ thể tiểu ưng nóng ran, cơ thể run rẩy kia cứ thế hồi phục lại nguyên trạng còn ngọc linh dịch sau khi được luyện hóa tạo thành linh lực rồi rào giúp nó chữa lành vết thương. Không tới một khắc, Đôi cánh khập khiếng của nó đã có thể vung mạnh hơn và có thể bay trong không trung dù là có phần hơi khó khăn. Quác, quác, con linh thú này rất nhanh nhẹn, vì được bay lại lần nữa nên nó không từ cơ hội, cứ thế bay lượn một lúc lâu trong không trung mới đáp đất. Có lẽ vì mệt nên mới ngủ say. Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi, Diệp Thành xoa xoa đầu con chim, sau đó quay người đi vào phòng hổ hoa. Hổ hoa thật thà chất phác, cậu ta nằm trên giường ngủ rất ngon lành, đương nhiên không phát hiện ra Diệp Thành đi vào. Tới bên giường, Diệp Thành kiểm tra cẩn thận cơ thể của hổ hoa, hắn phát hiện cậu nhóc này trời sinh linh khiếu bị tắc nghẽn vài kinh mạch lớn đều chưa được đả thông chứ đừng nói tới việc mở ra đan điền một người có thể chất như hổ oa được định sẵn sẽ không thể trở thành tu sĩ thông thường kinh mạch của con người đều thông mới có thể đả thông linh khiếu linh khiếu chính là cánh cửa dẫn tới vùng đan điền chỉ cần linh khiếu được đả thông đan điền được mở thì mới có thể hấp thu được linh khí của đất trời vào cơ thể và có thể trở thành tu sĩ thực thụ nhưng nếu như kinh mạch của con người bẩm sinh tắc nghẽn muốn trở thành tu sĩ thì buộc phải có người đả thông kinh mạch toàn thân mới được Diệp Thành nghĩ một hồi, sau đó dùng chân hỏa chút vào cơ thể hổ hoa. Không sai, hắn muốn hổ hoa tôi luyện cơ thể, tiếp sau đó, hắn tiếp tục đả thông kinh mạch mở ra linh khiếu rồi mở ra đan điền. Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt hổ hoa xuất hiện vẻ đau đớn. Cậu ta muốn tỉnh lại nhưng lại bị mê hương của Diệp Thành đưa vào cơn mơ. Kiểm soát chân hỏa, Diệp Thành thận trọng tôi luyện cơ thể cho hổ hoa, chỉ sợ chân hỏa làm hổ hoa bị thương. Không lâu sau, hổ hoa mồ hôi ứa ra đầm đìa, có điều mọi vất vả của Diệp Thành cũng không uổng công vô ích thông qua việc dùng chân hỏa tôi luyện các kinh mạch của hổ hoa càng dẻo dai hơn đường kinh mạch tắc nghẽn cũng giãn hơn được diệp thành dùng chân khí từ từ đả thông cả quá trình diễn ra rất lâu trước khi trời sáng diệp thành mới đả thông được toàn bộ kinh mạch của hổ hoa và thông qua việc dùng chân hỏa tôi luyện các tạp chất bên trong cơ thể của hổ hoa cũng theo đó được đẩy ra ngoài hổ hoa trong cơn mê cũng nở nụ cười nhẹ nhàng thoải mái diệp thành hà hơi cơ thể cứng ngắc của hắn lúc này cũng được cử động thoải mái vậy thì tiếp theo sẽ đả thông linh khiếu Diệp Thành mỉm cười, hắn đã thành công một nửa. Hơi đau đớn một chút, cố gắng nhé, Diệp Thành nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu đẩy chân khí vào người hổ hoa, sau đó thông qua các kinh mạch của hổ hoa, phá bỏ phần chắn dẫn tới vùng đan điền. Hự, lần đầu tiên xung phá, khuôn mặt hổ hoa hiện lên nét đau đớn. Lại lần nữa, Diệp Thành cẩn thận từng bước, không dám sơ suất vì một khi không cẩn thận sẽ làm hại tới tính mạng hổ hoa. Phần chân khí hắn đẩy vào người hổ hoa giống như thanh kiếm sắc không ngừng xung phá, lực công kích vô cùng dữ tợn mạnh, khuôn mặt hổ hoa cháy đỏ bừng, từng hơi thở gấp. Nếu không phải Diệp Thành dùng nhẹ nhàng phương khiến của ta ngụy tạo thì cậu ta đã nhất thời mất tính thần. Cố lên, vận mệnh của cậu ta có thể thay đổi từ đây, Diệp Thành không ngừng vận chân khí phá bờ bức chắn kia. Trời đã sáng tỏ, kể cả là Diệp Thành thì sắc mặt cũng tái nhợt đi. Bụp, cơ thể hộ oa phát ra âm thanh như vậy, linh khí yêu thông với cảnh hà mới thực sự được Diệp Thành đã thông. Đột nhiên, linh khí của đất trời di chuyển, cả thế hệ tụ về cơ thể hộ oa, hình thành nên vòng xoáy linh khí, giống như tim được đã khởi thông được, thông qua các lỗ chân lông trên cơ thể hổ hoa thấm nhập vào cơ thể không thể trời không phụ lòng người diệp thành thở phào lau mồ hôi trời sáng tỏ diệp thành không hề nghỉ ngơi hắn bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Trương phong niên và hổ hoa cánh cửa phòng mở ra Trương phong niên cầm cây gậy đi ra trông thấy diệp thành thì cười ôn hòa cháu dậy sớm thế cháu không ngủ được nên dậy ạ à? Diệp thành tươi cười, cười một người cần cù như cháu quả là hiếm thấy tiền bối chê cười cháu rồi ông cuộc nói chuyện của hai người bị hổ hoa làm gián đoạn Hổ Hoa trông có vẻ khác thường, đi tới bên Trương Phong Niên và Diệp Thành, cậu ta chỉ vào khí lưu xung quanh cơ thể mình và nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu, cháu làm sao vậy? Cháu cảm thấy có thứ gì đó len lỏi vào cơ thể mình khiến toàn thân cháu ngứa ngáy. Linh khí, Trương Phong Niên nhìn Hổ Hoa và ngỡ ngàng. Sao có thể? Trương Phong Niên thẫn thờ, cháu, cháu có thể tu luyện sao? Hổ Hoa ngách đầu nhìn Diệp Thành và Trương Phong Niên. Có thể, có thể, đương nhiên có thể rồi, Trương Phong Niên kích động. Từ nay trở đi đệ chính là một tu sĩ, Diệp Thành vỗ vai Hổ Hoa, đệ là tu sĩ rồi, đệ là tu sĩ rồi. Hổ Hoa nhảy nhót vui mừng, quả là một đứa trẻ ngây thơ. Hổ Hoa cứ thế nhảy nhót một hồi rồi cuối cùng chạy tới phía trước linh thú tiểu ưng hoa chân múa tay. Tiểu ưng, tao có thể tu luyện rồi, sau này tao có thể bảo vệ mày. Quác, quác, tiểu ưng như nghe hiểu tiếng người, tiếng kêu của nó như hân hoan vui mừng. Trời có mắt, trương phong niên cười vui, trông bóng dáng Hổ Hoa nhảy nhót mà sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Diệp Thành ở bên lặng lẽ nhìn Hổ Hoa, hắn cũng đang mừng cho Hổ Hoa nhưng trong lòng hắn lại có phần mâu thuẫn làm như vậy có thực sự tốt cho hổ hoa hay không? Con đường tu luyện của tu sĩ gian khổ hơn rất nhiều so với người phàm. Đã chọn bước đi trên con đường này thì có nghĩa rằng sẽ có tuổi thọ lâu hơn người phàm, có điều điều đó cũng đồng nghĩa cuộc sống cô đơn hơn. Con đường của tu sĩ đi khốc liệt hơn, Diệp Thành không biết việc tự thay đổi vận mệnh của hổ hoa là đúng hay sai, hoặc có lẽ khi hổ hoa thật sự hiểu được con đường gian khổ của tu sĩ thì mới hiểu được làm một người phàm có cuộc sống tự do hơn tu sĩ nhiều lần. Diệp Thành ăn uống nhanh chóng rồi ra khỏi tiểu linh viên. Hôm nay hắn không mặc áo choàng đen nữa vì hắn biết lúc này hắn không cần phải che giấu gì. Đệ tử của Tam Đại Chủ Phong đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán, cho dù hắn có tới núi Linh Hằng Nhạc Tông thì cũng rất khó có thể khiến cho người của Tam Đại Chủ Phong chú ý tới mình. Có điều, sự xuất hiện của hắn cũng vẫn kéo theo những ánh nhìn chú ý. Đây, chỉ cần là đệ tử của Hằng Nhạc Tông nhìn thấy Diệp Thành thì đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chịu hơn 100 roi lửa mà đã, đã khỏi rồi. Hắn lại yêu nghiệt sao, toàn thân không có lấy vết thương, mới có mấy ngày chứ. Cái gì, khi nghe thấy diệp thành vẫn còn sống sờ sờ và rất khỏe mạnh xuất hiện doãn Chí bình của giới luật dường đột nhiên đứng dậy trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc không chỉ mình hắn mà các đệ tử và trưởng lão của thiên dương phong địa dương phong nhân dương phong nghe được tin này cũng hết sức bất ngờ mới có mấy ngày mà vết thương đã hồi phục hoàn toàn từ khi hàng nhà tông lập phái đến nay chưa từng có người nào có thể làm được như vậy mau 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 đệ tử của nhân dương phong và thiên dương phong lại đánh nhau trên phong vân đài rồi nghe nói vậy đệ tử của địa dương phong cũng đi theo Nghe nói lần này còn có đệ tử với cảnh giới nhân nguyên tham gia. Chẳng mấy chốc, từng nhóm người túm năm tụm ba đổ xô về phong vân đài. Điều này cũng có nghĩa rằng mọi sự kinh ngạc khi thấy Diệp Thành hồi phục. Đã bị việc đánh nhau trên phong vân đài xóa tan ngay lập tức. Cho dù cuộc chiến trên phong vân đài có kịch liệt thế nào đi nữa thì Diệp Thành cũng không dừng bước. Hôm nay chính là ngày tàng thư các của hàng nhạc tông mở cửa cho đệ tử thực tập. Hắn không muốn vì tò mò xem mấy trò náo nhiệt mà lãng phí thời gian. Đứng trước lầu các với khí thế hùng hồn, Diệp Thành không dừng bước chân. So với trước kia, tàng thư các của hiện tại tính lặng hơn nhiều, đến cả bóng người xuất hiện ở đây cũng không có, có lẽ đều đã chạy tới phong vân đài đi xem cuộc chiến cả rồi. Không có ai càng tốt, khó lắm mới được yên tĩnh. Diệp Thanh khẽ mỉm cười rồi xảy bước đi vào tàng thư các. Bên trong tàng thư các là một thế giới mới rộng lớn vô cùng, trên mỗi hàng giá sách xếp đầy cổ quyền, cũng phải hơn 100.000 quyền, tất cả số sách này đều do người của hàng nhạc tông thu thập được. Người trông coi tàng thư các là một lão già dâu bạc phơ, đầu rối xù, người của hàng nhạc tông gọi ông ta là Hoàng Thạch Chân Nhân trưởng lão, Diệp Thành cung kính hành lễ, vào đi, để lại thẻ bài thân phận ở chỗ ta, Hoàng Thạch chân Nhân nhìn Diệp Thành một lượt từ đầu tới chân, khi nói chuyện còn để lộ ra bộ răng ngả vàng. Diệp Thành đưa thẻ bài thân phận rồi tiến vào trong, trên các giá sách rất nhiều cổ quyển, hắn tiện tay lấy một quyển rồi mới phát hiện ra đó là một bộ cổ quyển giới thiệu về linh thảo. Diệp Thành khẽ lắc đầu rồi đặt nó về chỗ cũ, tàng thư các yên ắng vô cùng, Diệp Thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Hắn lựa tới lựa lui như đi mua rau, từng cổ quyển được hắn cầm lên rồi lại đặt lại vị trí cũ. Qua ba canh giờ, hắn không tìm được một bộ công pháp huyền thuật nào. Xem ra công pháp huyền thuật đều ở tầng trên, Diệp Thành thầm nghĩ. Ở hàng nhạc tông, đệ tử thực tập chỉ có thể vào tầng 1 của tàng thư các, dựa vào thân phận hiện giờ của hắn thì không đủ tư cách vào các tầng bên trên. Diệp Thành có phần thất vọng, hắn lại cầm một cổ quyển lên đọc. Hoàng Thạch Lão còn nhớ con không, bầu không khí yên ắng của tàng thư các bị khuấy động bởi một giọng nói, xem ra lại có người tới tàng thư các rồi. Tiểu tử, còn dám trộm đồ ở đây, cẩn thận ta xử ngươi, Hoàng Thạch chân nhân mắng xối xả xem cách người nói chuyện kìa, con là loại người đó sao? Cốt, sau vài lời nói qua lại, Diệp Thành mới nhìn ra người tới là ai? Diệp Thành nhếch miệng, tên này ăn cái gì mà ra thế này nhỉ? Không thể trách hắn có thái độ như vậy, bởi người tới trông cũng thật là. Đó là một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi, không cao bằng hổ hoa nhưng trông lại béo bất thường. Khi hắn ta di chuyển qua lại, từng thớ thịt cứ thế nảy lên, trông từ xa y như một đụn thịt. Lại nói tới cách ăn mặc của, đó mới là điểm khiến Diệp Thành cảm thấy kỳ lạ nhất. Phần thân trên, hắn ta mặc một cái áo lót, bên dưới vận cái quần cọc to đùng, đôi mắt híp lại gần như chẳng nhìn thấy gì, lại để lộ ra bộ ngực với hai cái ti, trông giống hệt vị Phật di lạc. Hàng nhạc tông quả là lắm nhân tài, thấy tên thanh niên béo mập kia, Diệp Thành suýt xoa. Vừa dứt lời, hắn ta đã đi tới, khi đi qua Diệp Thành còn không quên liếc Diệp Thành từ đầu tới chân. Đôi mắt hắn mặc dù nhỏ nhưng lại rất sáng, trông gì cũng đảo liên lịa như tên trộm. Sao ta chưa gặp ngươi bao giờ? Ta vừa mới đến, thiếu niên kia tùy hứng hỏi một câu sau đó bước qua. Thế nhưng vừa đi qua được hai bước thì bèn quay lại, cái mũi nhếch lên hít lấy hít để y như con chó đang ngửi mùi. Rồi rất nhanh sau đó, hắn ta ngửi tới người Diệp Thành. Chân hỏa, hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ tí hí kia như cháy bừng lên ngọn lửa, cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Thành. Người có chân hỏa, nghe vậy, Diệp Thành bất giác cau mày, chân hỏa chính là bí mật lớn nhất của hắn, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn giấu tất cả mọi người. Kể cả thủ tỏa của Tam Đại, Chủ Phong và Chu Đại Phúc cũng không nhìn ra, thế mà tên béo trước mặt hắn lại có thể ngửi ra diệp thành thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên có phải ngươi có chân hỏa không thiếu niên kia dùng hai bàn tay béo múc của mình nắm lấy vai diệp thành đến giọng nói cũng khẽ hơn chỉ sợ hoàng thạch chân nhân bên ngoài nghe thấy chân hỏa quý giá như vậy một đệ tử thực tập như ta lấy đâu ra mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc nhưng diệp thành vẫn tươi cười đáp lời ngươi đừng có lừa ta ta có thể ngửi ra có lẽ ngươi ngửi nhầm rồi không phải chứ vậy ta tìm một người kiểm chứng nói rồi tên béo kia quay người hét ra ngoài cửa hoàng lão tên tiểu này có chân u u hắn ta còn chưa kịp hét từ hỏa thì Diệp Thành đã bịt miệng hắn ta lại. Bảo Hoàng Thạch chân nhân tới kiểm chứng thì chân hỏa của hắn chắc chắn không thể giấu thêm được. Này mập, người biết cũng nhiều đấy nhỉ, Diệp Thành hỏi. Xem kìa, ta nói không sai chứ, tên béo vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay Diệp Thành rồi xoa xoa đôi bàn tay múc míp của mình, đôi mắt ti hí sáng cả lên. Coi như người giỏi, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cố gắng kiểm soát mọi sự kích động của tên béo kia. Giỏi cái gì mà giỏi, Hoàng Thạch chân nhân đi vào lên tiếng mắng chửi, trợn trừng mắt nhìn tên béo có phải ngươi ăn no rừng mỡ không hả? Con, con luyện giọng, tên béo gãi gãi tai, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra việc của Diệp Thành. Trật tự cho ta, Hoàng Thạch chân Nhân mặt mày tối sầm, quay người rời đi. Ông ta vừa đi được mấy bước thì lại quay đầu nhìn tên béo, đúng rồi, ngươi vừa nói hắn có chân gì? Bị Hoàng Thạch chân Nhân hỏi đột ngột, tên béo đảo mắt chân, chân khí ạ. À? Nghe hắn ta nói vậy, đến Diệp Thành cũng không nhịn được mà bật cười. Khón khiếp, Hoàng Thạch chân Nhân vung tay, gần giọng người của hàng nhà tông làm gì có ai không có chân khí, có gì mà kinh ngạc. Nói rồi, ông ta quay người vừa đi vừa lầm bẩm. Sau khi Hoàng Thạch chân Nhân rời đi, tên béo bị đánh ngã ra đất mới lồm cồm bò dậy, khuôn mặt béo phệ của hắn vẫn còn hẳn dấu tay. Lão già đáng chất, ông cứ đợi đấy cho tôi, tên béo bưng mặt chửi bới sau lưng. Ở bên, Diệp Thành liếc hắn, toàn bỏ đi, người không được đi, thấy Diệp Thành định bỏ đi, tên béo liền kéo hắn lại. Ngươi còn có việc gì nữa? Có, 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 tên béo lập tức lên tiếng, dùng chân hỏa của ngươi giúp ta luyện hóa một bảo bối. Không rảnh, hoàng lão, tên tiểu tử này, luyện, 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 Diệp Thành thật sự chẳng còn cách nào khác. Cả hai người một người đi trước một người đi sau đi thẳng tới ngọn núi phía sau. Ngày thường, vào khung giờ này, ngọn núi này không không thiếu bóng dáng của các đệ tử tới hái linh thảo, thế nhưng hôm nay nơi đây lại không một bóng người, tất cả đã đổ xô tới phong vân đài rồi. Việc giữa hai chúng ta thống nhất trước, ta giúp người luyện cũng được nhưng việc ta có chân hỏa ngươi không được tiết lộ ra ngoài, trên đường, Diệp Thành nhắc đi nhắc lại chuyện này. Việc này thì ngươi yên tâm, ta rất kín miệng hi hi hi, tên béo vỗ ngực. Còn nữa, ta cũng không thể luyện không cho ngươi được, đưa 500 linh thạch cho ta, nếu không thì miễn bàn. Giao dịch thành công, tên béo rất hào phóng khiến Diệp Thành không khỏi hiếu kỳ về món bảo bối mà tên này muốn luyện, 500 linh thạch mà đồng ý không chấp mắt, bảo bối đó chắc hẳn bất phàm. Cả hai tìm một hang động bí mật, tên béo lúc này mới rút ra bảo bối mà mình nói. Đó là một chiếc gậy răng sói, màu đen xì, trông có vẻ dày dặt, đây chắc chắn là loại binh khí vô cùng hung hãn. Thấy chưa, trên này còn có một dòng khí đen, tên béo cầm chiếc gậy giang sói tới gần, chỉ vào dòng khí đen đang quấn quanh chiếc gậy. Diệp Thành ghé sát nhìn, dòng khí kia chỉ mảnh như sợi tóc, nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thể nhận ra. Khí đen kia cho hắn cảm giác u, ám, hắn ngửi ngửi, nó còn có mùi mấu tanh nữa. Đây là cái gì, Diệp Thành chỉ vào khí đen kia mà hỏi. Trên gậy giang sói có tàn niệm của chủ nhân trước kia, vì sự tồn tại của nó nên gậy không nhận chủ. Tà niệm, nghe vậy, Diệp Thành thoáng qua ánh nhìn kinh ngạc, tàn niệm trước kia vẫn có thể tồn tại trong binh khí, như vậy có thể tưởng tượng được chủ nhân trước kia của gậy răng sói mạnh tới mức nào, còn chiếc gậy răng sói nhất định là thứ binh khí khủng khiếp. Người chắc chắn dùng chân hỏa có thể luyện hóa nó chứ, Diệp Thành nhìn tên béo. Có thể, có thể, tên béo khẳng định, chỉ cần là tàn niệm thì đều là vật trí dương, nó sợ nhất là vật trí dương, chân hỏa sinh ra từ đất trời, chắc chắn là một loại trí dương, nhất định có thể luyện hóa, vậy thì bắt đầu đi diệp thành nói rồi tâm niệm triệu gọi chân hỏa chân hỏa cháy rực khiến nhiệt độ bên trong hang động tăng lên chiếu vào bốn bức tường xung quanh chân hỏa mạnh quá chắc chắn có thể luyện hóa hi 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 thấy chân hỏa của diệp thành tên béo tự tin đầy mình hắn ta hoang mang cho gậy răng sói lơ lửng giữa không gian có chân hỏa thiêu đốt khí đen kia cứ thế xoay vần a à, trong bóng tối lập lòe vang lên tiếng thét khiến diệp thành và tên béo giật mình nhìn kia ta nói mà thấy khí đen kia đang vẫy vùng tên béo xoa xoa bàn tay múc níp ta niệm quá mạnh cần một canh giờ diệp thành dự tính thời gian không sao ta có thừa thời gian tên béo quỳ xuống hai con mắt hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc gậy răng sói tên này đúng là béo quá thể vừa quỳ xuống mỡ thịt toàn thân đã xô lại với nhau trông y như ụ thịt ta tên là hùng nhị tên béo vừa nhìn chiếc gậy vừa nói tên mình hùng hùng nhị ở nhà ta sịnh ra là thứ hai cho nên cha ta gọi ta là hùng nhị nghe vậy diệp thành liếc nhìn tên béo hỏi một câu thăm dò vậy ca ca của ngươi tên hùng đại vậy tiểu đệ của ngươi không phải tên là hùng tam chứ ta không có tiểu đệ diệp thành không hỏi tiếp nữa hắn tưởng rằng hùng nhị đã đủ kỳ lạ rồi không ngờ cha hắn còn kỳ lạ hơn nếu không thì cũng không đặt cho hắn và ca ca hắn cái tên vô thiên vô pháp như vậy đúng là tạo nghiệp mà a à, trên chiếc gậy răng sói lại một lần nữa vang lên tiếng hét thất thanh lại nhìn làn khói đen lúc này đã mỏng manh đi rất nhiều chỉ có điều chân hỏa chính là khắc tinh của tà niệm kia cho dù nó có vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục bị luyện hóa sau một canh giờ, Diệp Thành mới thu lại chân hỏa. Không tồi, không tồi, hi hi hi, Hùng Nhị nhận lấy gậy răng sói sau đó không đợi thêm được nữa, hắn ta lập tức cho mấu tươi nhỏ vào chiếc gậy răng sói. Chẳng mấy chốc, mấu tươi bị hấp thu, tiếp sau đó, chiếc gậy răng sói rung lên. Đại, đại biến, Hùng Nhị đã trở thành chủ nhân của gậy răng sói, tâm niệm vừa xuất hiện, chiếc gậy răng sói trong chớp mắt biến to hơn, cuối cùng thì to như cái cây, và còn cao hơn một con người, xung quanh có còn có lớp khí dày. Nếu mà dáng một gậy xuống thì không ai có thể cự lại nổi nhỉ, Diệp Thành xoa xoa cầm, nhận xét về cây gậy này. Ở bên, Hùng Nhị đã thu lại gậy răng sói, tâm trạng hắn rất tốt, hắn vỗ vai Diệp Thành, hôm nay tâm trạng ta tốt, ta mời ngươi uống rượu. Diệp Thành liếc nhìn Hùng Nhị, tên nhóc nhà ngươi có phải không muốn đưa tiền cho ta không? Ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen từ lâu rồi, nói mấy chuyện tiền nong chẳng phải làm ảnh hưởng tới tình cảm sao? Ôi chao, không ngờ Hùng Nhị cứ thế lôi cổ Diệp Thành, ngươi có chân hóa, hay là làm việc lớn với ta? đưa tiền cho ta, Diệp Thành tối sầm mặt lại, người có thiếu tuyết ngọc lan hoa không, Hùng Nghị nháy mắt. Nghe vậy, Diệp Thành nhướng mày, hắn đã giành giá quá thấp tên béo này rồi, tên giao hóa biết hắn có chân hóa, nhất định biết hắn có thể luyện chế ra ngọc linh dịch và thừa biết cái mà Diệp Thành. Thiếu chỉ có luyện chế ngọc linh dịch chính là tuyết ngọc lan hoa. Trưởng lão trông coi linh thảo viên chính là kẻ của ta, Hùng Nghị nói câu này khiến đôi mắt Diệp Thành sáng bừng lên. Đêm muộn, Diệp Thành và Hùng Nghị tới linh thảo viên ở ngoại môn hàng nhạc tông. Diện tích linh thảo viên rất rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa cả linh thảo viên bồng bềnh giữa mây và sương các loại linh thảo với đủ thứ màu sắc khác nhau còn chưa vào trong là đã ngửi thấy mùi hương thảo nồng nàn đương nhiên xung quanh linh thảo viên được bố trí cấm chế không phải ai cũng có thể đi vào ta nói này liệu có được không vậy diệp thành nhìn hùng nhị béo mập ở bên hắn luôn cảm thấy tên này không đáng tin nhất định được hùng nhị vỗ ngực sau đó đi vào linh thảo viên trước diệp thành liếc nhìn xung quanh một lượt sau đó cũng đi theo giữa linh thảo viên có một đình đài lầu các được cây linh quả che lấp ở nơi rất sâu. A, à, ô, ô, hự, Diệp Thành và Hổ Hoa còn chưa lại gần thì bên trong lầu các đã vọng ra tiếng rên rỉ của nữ nhân, cả hai thậm chí còn có thể trông thấy lầu các đang lay động. Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Thành giật giật, vì âm thanh này hết đối quen thuộc, đêm hôm đó ở Sơn Động, nữ nhân tuyệt sắc ở cảnh giới không minh còn rên rỉ hơn thế này nhiều. Ta nói này, cậu của ngươi đúng là chuyên nghiệp, Diệp Thành quay sang liếc nhìn Hùng Nhị. Nhưng ta nghe không giống giọng thím lắm, Hùng Nhị gãi gãi đầu. Nói rồi, hắn ta di chuyển thân hình thô kệch của mình tới trước vài bước, sau đó hô lên một tiếng về phía lầu các với ý định thăm dò, cậu ơi. Mau, mau, mặc đồ vào, bên trong lầu các vang lên giọng thúc giục của nam giới. Không lâu sau đó, tiếng bước chân hối hả vang lên, một nam đệ tử quần áo sộc sạch và một nữ đệ tử y phục không chỉnh tề xuất hiện ở cửa lầu các. Hùng béo, là ngươi à, nam đệ tử với vẻ mặt hoang mang nhìn thấy hùng nhị thì thở phào, vừa nói còn không quên xua tay với nữ đệ tử bên cạnh, tiểu bảo bối, muội về trước đi, ngày mai muội lại đến nhé nữ đệ tử kia mặt đỏ lượng nói rồi cô ả quay người một cách hiểu điệu đi ra ngoài khi đi qua diệp thành còn không quên trước mắt nháy nháy với hắn diệp thành cứ thế ngó lơ hoặc có lẽ từ đêm hôm đó trở đi trong lòng hắn không thể còn chỗ trống cho bất kỳ nữ nhân nào nữa ta nói này lý tam nhi cái gan ngươi cũng to đấy nhỉ ngươi không sợ cậu ta xử ngươi sao ở một bên hùng nhị bắt đầu lên tiếng mắng chửi người không biết còn tưởng nơi này là lầu xanh nữa đấy sư phụ đi vân du rồi có trời mới biết hôm nào sư phụ về ta cô đơn quá nên phải tìm người bầu bạn cậu ta đi vân du rồi sao đi nửa tháng trước rồi ồ vậy thì lại hay hùng nhị tiến lên trước một bước rút ra một cây gậy sắt sau đó nam đệ tử kia lập tức bị đánh ngất cả cơ thể ngã vật ra đất ôi chao diệp thành ở bên thấy thế thì giật mình đây là cách ngươi lấy linh thảo sao tên nhóc nhà ngươi có khác gì đi cướp đâu quan tâm trộm hay cướp làm gì lấy được linh thảo là được rồi hùng nhị ra tay lôi nam đệ tử kia vào bụi cây phủi phủi tay nói cậu ta mà trách tội xuống thì không phải còn có ta sao và lại chúng ta cũng không lấy nhiều, ở đây nhiều linh thảo như vậy, không phát hiện ra đâu. Sao ta lại thấy như mình lên cùng một thuyền với cướp rồi vậy? Đừng nói những thứ vô dụng đó nữa đi, đi thôi. Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng Diệp Thành quyết định đi theo. Linh thảo ở linh thảo viên quả là nhiều loại, khiến Diệp Thành nhìn mà thấy hoa mắt. Có rất nhiều loại Diệp Thành chưa từng thấy ở sau núi, nhiều loại vô cùng quý giá, những linh thảo quý giá đều có cấm chế, hắn không dám đụng vào. Chẳng mấy chốc, cả hai tên đã tới khu đất trồng tuyết ngọc lan hoa. Đúng như Hùng Nhị nói, tuyết ngọc lan hoa ở đây nhiều vô kể, mỗi cây đều rực rỡ phát sáng, trộm một ít cũng chẳng thể nhận ra được. Điều quan trọng nhất đó chính là tuyết ngọc lan hoa không phải là linh thảo quý nên không bị lập cấm chế. Lật tung cả ngọn núi kia cũng chỉ thấy vài cây tuyết ngọc lan hoa, vậy mà ở đây lại nhiều thế này. Diệp Thanh suýt xoa, hắm thầm nhủ hàng nhạc tông quả là giàu có, nếu như đem chỗ tuyết ngọc lan hoa này luyện thành ngọc linh dịch thì chắc chắn là cả một tài sản khổng lồ. Đáng tiếc, linh thảo viên này lại chẳng phải của hắn. Đừng ngây ra đấy nữa, hái đi hùng nhị thúc giục nói rồi hắn liền ra tay rút ra một cái túi đựng đồ sau đó giống như một tên trộm mỗi lần ra tay là có cây tuyết ngọc lan hoa bị hái thấy vậy diệp thành cũng không trần trừ thêm nữa hắn lấy túi đựng đồ ra tiến vào trong đừng có hái nguyên một đám gần nhau như vậy dễ lộ thừa lời ta biết rồi dưới ánh trăng cả hai tên hái không ngừng tay giống như hai tên trộm vậy đợi tới khi nhét đầy cả túi đựng đồ thì hùng nhị mới phất tay rút diệp thành hiểu ý nhét túi đựng đồ vào ngực vừa định rời đi thì chân hỏa trong cơ thể di chuyển. Có bảo bối, đây chính là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Thành. Mắt hắn nheo lại, hắn nhìn xung quanh nhưng thị lực có hạn, cuối cùng không nhìn ra có thứ gì khác thường. Đi thôi, đi thôi, Hùng Nhị kéo Diệp Thành đi ra ngoài. Mặc dù nhìn về nơi thâm sâu giò la nhưng Diệp Thành vẫn đi theo Hùng Nhị. Nếu có người nào đó biết bọn chúng tới đây để trộm linh thảo thì có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Có điều cả hai tên vừa đi tới phía dưới lầu các thì trên bầu trời đột nhiên có thần hồng xuất hiện hỏng rồi, cậu ta về rồi, hùng nhị thầm rít lên. Đúng là đen tám đời, Diệp Thành thầm mắng chửi, về lúc nào không về, lại cứ chọn đúng lúc này cơ chứ. Hắn vừa dứt lời, một bóng hình từ trên trời giáng xuống. Người này trông cũng đứng đắn, dáng người rong ròng, có phong cách của bậc tiền bối cao nhân, có điều miệng hơi rộng một chút. Người này chính là Lâm Thanh Sơn, cậu của Hùng Nhị, trưởng lão canh giữ linh thảo viên. Cậu về rồi ạ, à, Hùng Nhị xoa xoa tay cười xòa. Hùng Nhị, Lâm Thanh Sơn giật mình, đêm hôm cháu chạy tới linh thảo viên làm gì? Cũng, cũng không có việc gì ạ. À. Cha cháu muốn cưới vợ, bảo cháu tới gửi thiệp mời. Cái gì? Sắc mặt Lâm Thanh Sơn chợt tối sầm cả lại, ông ta nổi trận lôi đình khiến Diệp Thành ở bên suýt chút nữa thì quỳ xuống lại hùng nhị. Tên này nói dối cũng không biết chớp mắt, lừa thì lừa, sao lại đi lấy lý do từ bố mình như vậy chứ? Hùng Đại Hải, tôi thấy anh chán sống rồi đấy, Lâm Thanh Sơn phẫn nộ, lập tức quay người hùng hổ bay về một phương, trông bộ dạng rõ vẻ đi tìm bố của Hùng Nhị tính sổ. Diệp Thành có thể tưởng tượng được bố của Hùng Nhị sẽ phải gặp cái kết rất thảm. Ngươi ra đấy làm gì, đi thôi, thấy Lâm Thanh Sơn rời đi, Hùng Nhị lập tức kéo Diệp Thành đi ra khỏi linh thảo viên. Ta nói này, ngươi không sợ cha ngươi xử ngươi sao, Diệp Thành nhìn Hùng Nhị tò mò hỏi. Không sao, ngày nào ta cũng bị đánh. Đêm khuya, Diệp Thành và Hùng Nhị lại lần nữa ra sau núi Hằng Nhạc Tông. Vẫn tại Sơn Động lần trước, cả hai lúc này đang đếm số lượng tuyết ngọc lan hoa hái được. Hơn 900 cây, sắp phát tài rồi, luyện hết thành ngọc linh dịch, chia mỗi bên một nửa, thế nào? Đồng ý, thế rồi cả hai tên tìm kiếm một lượt ở sau núi. Những linh thảo cần cho việc luyện chế ngọc linh dịch không chỉ có mình viết ngọc lan hoa mà còn có vài linh thảo khác, cũng may chúng đều sinh trưởng ở sau núi. Gần tới sáng, cả hai tên mới quay về sơn động trong trạng thái mệt nhoài. Bận rộn cả đêm, chúng cũng thu hoạch được đủ 500 phần dược thảo cần có để luyện chế ngọc linh dịch. Bắt đầu, Diệp Thành cố gắng tập trung, triệu gọi chân hỏa, hóa thành hình thái cái lư. Ở bên, Hùng Nhị cũng lấy lại tinh thần làm trợ thủ cho Diệp Thành, lần lượt cho Linh Thảo vào lư lửa theo lời dặn của Diệp Thành. Một, ngày mới lại đến, một sự khởi đầu mới bắt đầu. Đệ tử của Tam Đại Chủ Phong vẫn chiến đấu nảy lửa trên phong vân đài, có điều những việc này không thể ảnh hưởng tới Diệp Thành và Hùng Nhị. Hai tên hiện giờ đang dốc sức luyện chế ngọc linh dịch, mùi dược thảo thơm nồng trong hang động làm người ta mát lòng mát dạ. Hết ngày này qua ngày khác, trong 9 ngày này, cả hai tên cứ cách một lúc lại nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục luyện chế. Lại là một đêm đầy sao, Diệp Thành và Hùng Nhị mệt mỏi nằm vật ra đất. Tiếng thở hổn hển vang lên, sự nỗ lực của cả hai cũng không phải uổng phí, vài trăm bình ngọc linh dịch đặt bên cạnh, trông mà hồ hởi trong lòng. Có một vấn đề ta rất muốn hỏi, Hùng Nhị nhìn Diệp Thành với ánh mắt nghi hoặc. Người có chân hỏa, đối với một tông môn mà nói là một món hời, sao ngươi lại chỉ là một đệ tử thực tập? Ta không muốn liên can tới ai, Diệp Thành nhướng vai. Nếu trách thì trách chân hỏa khiến người ta nhìn mà nóng mắt, người muốn có nó quá nhiều, ta lại không muốn vì sự tồn tại của nó mà chúc thêm phiền phức. Nói cũng có lý, trước khi phe cánh của ta chưa được mạnh thì ta không định để lộ chân hỏa trước mặt người khác. Một tháng sau sẽ diễn ra cuộc so tài của ngoại môn, nếu người muốn vào nội môn mà không dùng đến chân hỏa thì ta thấy viển vông đấy, hùng nhị xoa xoa cái cảm ngấn mỡ của mình. Trận so tài ngoại môn, Diệp Thành hạ giọng hàng nhạc tông có lẽ giống với chính Dương Tông, cứ ba năm một lần lại tổ chức cuộc so tài ngoại môn, người đánh được tới cuối cùng mới đủ tư cách vào nội môn. Nghĩ tới cuộc so tài này, Diệp Thành lại có phần thất vọng, mới đó mà hắn đã bị đuổi khỏi chính Dương Tông hơn một tháng rồi nếu lúc này hắn còn ở chính dương tông thì có lẽ đã vào nội môn rồi mọi việc trên đời quả biến hóa vô thường diệp thành lại không khỏi cảm khái về cơ duyên của mình môn phái bỏ đồ đệ hắn phải chịu sự tủi nhục nhưng trời cao lại công bằng cho hắn cơ hội lần thứ hai để hắn được tỏa sáng ở hàng nhạc tông một lần nữa ta đi đây hùng nhị vỗ mông đứng dậy hắn gại gại mũi nói không chừng giờ cha ta đang truy bắt ta khắp nơi cũng nên nói rồi hùng nhị nhảy ra khỏi sơn động sau khi hắn đi diệp thành mới bế quan sơn động sau đó ngồi khoanh chân Chẳng mấy chốc, 30 bình ngọc linh dịch đã được hắn chút vào cơ thể, chân hỏa lập lức xoay chuyển, giúp hắn luyện hóa chân khí trở nên tinh túy hơn. Cùng với luồng chân khí rồi rào chảy vào đan hải, biển chân khí trong vùng đan hải bắt đầu sôi sục trào dâng, một vùng mang theo ánh sáng vàng kim cứ thế tăng lên theo số lượng chân khí. Tu vi của Diệp Thành cũng được đẩy lên tầng ngưng khí đỉnh phong thứ tư. Lúc này, các lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở rộng, hút trọn linh khí của đất trời. Hự, không biết từ bao giờ, cơ thể hắn vang lên âm thanh này, hắn đã đột phá lên tầng ngưng khí thứ năm. Phù, Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Quan sát bên trong cơ thể, Diệp Thành phát hiện ra các kinh mạch của mình dẻo dai và to hơn, xương cốt cũng rắn giỏi hơn nhờ quá trình dùng chân hỏa tôi luyện, và lại trên kinh mạch và xương cốt đều có ánh vàng kim rực rỡ. Vì tu vi tiến giới nên dung lượng đan hải lại càng to thêm. Lần tới đột phá, ít nhất cần 100 bình ngọc linh dịch, Diệp Thành tự ước chừng số lượng chân khí cần có cho cảnh giới tiếp theo hắn biết ngưng khí tầng thứ năm chính là một thử thách đầy gian khổ. Bốn tầng ngưng khí trước hắn đột phá không quá khó, nhưng từ tầng thứ năm trở đi lại là sự thay đổi vô cùng lớn khiến mỗi một tầng cảnh giới đột phá đều khó khăn hơn gấp nhiều lần, đặc biệt là vùng đan hải mà hắn có càng như khó khăn trồng chất khó khăn. Cũng may chân hỏa có thể luyện chế ngọc linh dịch, nếu không thì chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí của đất trời, có trời mới. Biết được bao giờ hắn mới có thể đột phá, nghĩ vậy, hắn lại nhảy bật dậy, vận thân hình cứng ngắc của mình hai đương lúc hắn xoay hông thì một vật bên trong túi đựng đồ di chuyển diệp thành mở túi đựng đồ ra nhìn vật khẽ động đẩy kia chính là tiểu hồ lô tử kim mà hắn mua được ở vạn bảo các từ khi có nó nó chưa từng lay động diệp thành lấy làm lạ hắn lấy bình hồ lô ra bình hồ lô có sự thay đổi khác thường nhưng ánh sáng tím lấp lánh trên bề mặt nó như ẩn như hiện các phù văn khác trên đó cũng quay vòng theo lẽ nào vì ta đột phá cảnh giới nên khiến nó thức tỉnh diệp thành thầm nhủ sau đó khẽ mở nắp bình ra đột nhiên bình hồ lô lại rung lên chẳng mấy chốc miệng bình xuất hiện một vòng xoáy nhỏ linh khí của trời đất đều bị vòng xoáy này hút vào điều này khiến mắt diệp thành sáng lên hắn không đậy nắp bình mà lặng lẽ quan sát sự thay đổi của bình hồ lô bình hồ lô này giống như cơ thể của con người vậy hấp thu linh khí của đất trời thấy vậy diệp thành lại mở cửa động chạy ra bên ngoài so với ở trong hang động linh khí bên ngoài dày đặc hơn nhiều hắn đặt bình hồ lô tử kim lên trên tảng đá linh khí của trời đất trong chốc lát bị nó hút trọn vào trong không biết mất bao lâu Diệp Thành mới tiến lên trước, nhìn vào bên trong bình hồ lô thông qua miệng bình. Hắn kinh ngạc nhận ra linh khí được cái bình hút vào đột nhiên hóa thành vài giọt dịch thể linh khí, số lượng mặc dù không nhiều nhưng lại tinh túy vô cùng. Mày còn có khả năng này sao? Diệp Thành ngỡ ngàng, ngẩng đầu, dốc linh khí bên trong bình vào miệng mình. Linh khí vào trong cơ thể giống như dòng nước trong mát, chảy khắp các kinh mạch trong cơ thể Diệp Thành, bồi bổ cho cơ thể hắn. Không hề kém cạnh so với Ngọc Linh Dịch, nét mặt Diệp Thành hiện lên vẻ hân hoan. Sau đó, Hắn lại đặt bình hồ lô lên tảng đá để nó hút linh khí của đất trời. Không chỉ có vậy, hắn dốc cả vài bình ngọc linh dịch vào bên trong và nhận ra ngọc linh dịch với linh khí dịch thể dung hợp lại với nhau và lại còn trông rất thuần túy khiến đôi mắt Diệp Thành càng như có ngọn lửa dạo rực thiêu đốt. Diệp Thành tiếp tục đổ hết những bình ngọc linh dịch mình có bên trong túi đựng đồ vào bình hồ lô. Tuyệt quá, Diệp Thành khẽ vứt phe bình hồ lô, hắn thầm nghĩ bỏ ra 1.300 tệ mua cái bình này quả không phung phí sau này chỉ cần lấy bình hồ lô tử kim ra, đặt ở nơi có linh khí dày đặc là nó sẽ tự động hút linh khí rồi chuyển hóa thành linh khí dịch thể. Mặc dù bình hồ lô này chuyển hóa linh khí của đất trời có hơi chậm nhưng dù sao thì nó cũng không ngừng hấp thu, lâu dần nhất định tích tiểu thành đài, và quan trọng nhất chính là nó không làm mất thời gian của Diệp Thành. Bảo bối, đúng là bảo bối, Diệp Thành cười khúc khích, hắn cất bình hồ lô tử kim đi rồi đi ra khỏi núi. Quay về tiểu linh viên đã là đêm khuya nhưng Diệp Thành vừa vào tới nơi liền phát hiện hổ hoa vẫn còn chưa ngủ, đang khoanh chân trên chiếc đệm hương bổ hấp thu linh khí của đất trời. nhìn kỹ, hắn nhận ra tu vi của Hổ Hoa đã ở tầng ngưng khí thứ nhất. quả là cậu bé chăm chỉ. Diệp Thành khẽ mỉm cười. nghe vậy, Hổ Hoa liền mở mắt, thấy Diệp Thành thì vội vàng đứng dậy. đại ca, huynh về rồi sao? để thấy thế nào, Diệp Thành vỗ vai Hổ Hoa. để thấy rất tốt, hi hi, Hổ Hoa tươi cười để lộ hàm răng trắng tinh. một người chất phác đôn hậu như Hổ Hoa không biết cách che giấu cảm xúc nên những gì cậu ta thể hiện đều là tình cảm thật của mình đệ thấy toàn thân đều sung mãn sức mạnh và lại lượng ăn của đệ còn thay đổi hơn trước rất nhiều sau này đệ sẽ mạnh hơn bây giờ nữa diệp thành cười động viên sau đó hắn rút ra ba bình ngọc linh dịch từ trong túi đựng đồ đưa cho hổ hoa cứ cách một canh giờ lại uống ba giọt ba giọt là nhiều nhất không được uống thêm nhé đa tạ đại ca hổ hoa rất hào hứng còn không quên dùng vạt áo lau lau cái bình dùng xong thì tìm huynh để lấy thêm vâng thưa sư huynh Hổ Hoa gật đầu sau đó lại ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thành, đại ca, để có thể tới Linh Sơn tu luyện giống huynh được không? Diệp Thành trầm ngâm, là đệ tử môn phái, hắn biết rõ sự hiểm ác bên trong môn phái thế nào, thực lực yếu sẽ bị bắt nạt, thực lực mạnh sẽ bị đố kỵ, âm mưu quỷ kế càng khiến người ta khó mà đề phòng. Hổ Hoa là một đứa trẻ thật thà đôn hậu, hắn thật sự không muốn để Hổ Hoa tiếp xúc với những điều xấu này từ sớm. Đệ chỉ muốn nhìn ngắm thế giới bên trên ấy thôi, thấy Diệp Thành không nói gì, Hổ Hoa lại cúi đầu trong bộ dạng đó của Hổ Hoa, mặc dù trong lòng Diệp Thành khúc mắt nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười. Hắn xoa đầu Hổ Hoa, cười nói: "đệ chuẩn bị đi, sáng mai ta đưa đệ lên núi." "Thật sao ạ?" À? Hổ Hoa lại lần nữa ngẩng đầu. "Đi đi." "Vâng, vâng." Hổ Hoa nhanh nhẹn chạy tuột vào phòng mình. Hai. Hổ Hoa vừa đi, Diệp Thành không khỏi thở dài, không biết giúp đệ trở thành một tu sĩ rốt cục là đúng hay sai nữa. Cuối cùng, hắn đảo mắt nhìn vào căn phòng của Hổ Hoa và chữa trị vết thương cho linh thú tiểu ưng. Nhân lúc trời tối hắn vào phòng trương phong niên đem một bình ngọc linh dịch chút vào cơ thể ông ta giúp ông ta được bồi bổ làm xong xuôi diệp thành quay lại phòng mình đặt bình hồ lô tử kim lên đầu giường rồi từ từ nuốt trọn linh khí cuối cùng hắn mới nhắm mắt vận chuyển man hoang luyện thể ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng hắn đã đi ra khỏi phòng trong tiểu linh viên hồ oa đã dậy từ lâu còn thay một bộ quần áo sạch sẽ lên trên kia nhớ tu luyện nghiêm túc đừng gây chuyện nhớ là về sớm nhé cháu trương phong niên cầm cây gậy giận đi giận lại chỉ sợ hồ oa lên kia bị bắt nạt Diệp Thành chậm rãi đi tới, cười nói tiền bối yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho đệ ấy. Diệp Thành ăn chút gì đó rồi cùng hổ hoa ra khỏi tiểu linh viên. Lần đầu tiên lên núi Linh Hằng Nhạc Tông, đôi mắt hổ hoa không ngừng liếc khắp mọi nơi. Núi cao sừng sững, cung điện rồi rào đại khí, linh thụ rực rỡ sắc màu, tất cả mọi thứ trong mắt cậu ta đều trở nên hết sức mới mẻ. Trên núi Linh Hằng Nhạc Tông hôm nay có nhiều người hấp thu linh khí. Có lẽ cuộc hỗn chiến trên phong vân đài của các đệ tử không còn gì thú vị nên bọn họ mới quay về tu luyện, cũng có thể là một tháng sau sẽ diễn ra cuộc so tài của ngoại môn nên bọn họ cảm thấy áp lực, do vậy mới tập trung tu luyện. Có điều sự xuất hiện của Diệp Thành vẫn khiến nhiều người chú ý. Tên đệ tử thử tập này từ khi tới Hàn Nhạc Tông đã gây ra không ít chuyện khiến người ta kinh ngạc, đấu với Triệu Long trên phong vân đài, công khai khiêu khích địa dương phong, đánh vệ dương thảm bại, chịu phạt từ giới luật đường. Sao hắn lại dẫn hổ hoa lên đây? Dám to gan coi thường môn quy vậy sao? Người mù sao? Bên trong cơ thể tên thiếu niên hổ hoa kia có chân khí kia. Có thể tu luyện rồi sao? quả là một chuyện bất ngờ nghe những lời bàn tán xung quanh diệp thành cứ thế ngó lơ hắn kéo tay hổ hoa chậm rãi đi qua chỉ có hổ hoa khi nghe thấy những lời xì xào và trông thấy người khác chỉ trỏ thì nét sau lưng diệp thành không dám có thêm bất cứ hành động nào thừa thãi đừng sợ diệp thành mỉm cười đệ đệ không sợ đi một vòng diệp thành dẫn hổ hoa tới cửu thanh các định lấy một tấm bài thân phận cho hổ hoa. bên trong đại điện vẫn là thanh y chân nhân với dáng vẻ chẳng ra sao đó thấy diệp thành đi tới thanh y chân nhân bật cười tiểu tử cậu nghĩ ta trí nhớ tồi thế sao? thanh y chân nhân còn nhớ hôm đó khi diệp thành lần đầu tiên tới đây, thủ tọa của tam đại chủ phong cũng có mặt, nhưng vì diệp thành với tu vi thấp kém nên không ai nhận hắn. chỉ là việc sau đó xảy ra khiến ông ta ngạc nhiên, một tên đệ tử thực tập mà tam đại chủ phong không thu nhận lại có khả năng đáng kinh ngạc như vậy, điều đó không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. tiền bối chê cười rồi ạ, à, diệp thành cười nói, nói rồi hắn dẫn hổ hoa tới phía trước tiền bối, cậu nhóc này tên hổ hoa đến để nhận thẻ bài thân phận ạ. À ồ nghe vậy thanh y trưởng lão lập tức nhìn hổ hoa ông ta vừa nhìn vừa bóp bóp cánh tay và bờ vai nhỏ nhắn của hổ hoa ông ta đã nhìn nhầm một lần và không muốn nhìn nhầm lần thứ hai có điều lần này ông ta quan sát tỉ mỉ nhưng xét về tư cách và khả năng thiên bẩm của hổ hoa thì quả thực là quá bình thường so với diệp thành còn kém xa tiểu hoa người chỉ có thể làm một đệ tử thực tập cuối cùng thanh y trưởng lão nhìn hổ hoa hỏi người có đồng ý không có ạ à, hổ hoa vội gật đầu thưa ông chỉ cần có thể tu luyện trên núi thì con đều đồng ý ạ à thanh y trưởng lão bật cười rồi đi vào trong chẳng mấy chốc ông ta đã lấy ra một cái túi đựng đồ diệp thành nhận lấy túi đựng đồ sau đó chắp tay cung kính với thanh y trưởng lão tiền bối phiền người rồi nói rồi diệp thành quay người rời đi nhưng lại bị thanh y trưởng lão gọi lại câu nhóc nếu thời gian thực tập hết rồi thì cậu có đồng ý làm đệ tử của ta không thanh y trưởng lão hỏi quy định từ trước tới nay ở hàng nhạc tông cho dù là tam đại chủ phong hay là trưởng lão của các đại các thì đều có thể thu nhận đệ tử còn lời này của thanh y trưởng lão có nghĩa là muốn thu nhận môn hạ về cửu thanh các của mình đa tạ trưởng lão khen ngợi khi hết thời gian thực tập con sẽ suy nghĩ ạ à, diệp thành mỉm cười nói với giọng rất hoàn nhã hắn không đồng ý cũng không từ chối ta đợi câu trả lời của cậu diệp thành gật đầu dẫn hổ oa ra khỏi cửu thanh các. đối diện với hắn là một người quen mặt nói chính xác hơn là kẻ thù người này thong dong tự tại mặc bộ y phục màu trắng khóe miệng lúc nào cũng mang theo vẻ cợt nhả nếu nhìn kỹ thì đây há chẳng phải là tên tề hạo của nhân dương phong đánh lén diệp thành ở sau núi sao ồ thấy diệp thành tề hạo bật cười trái đất tròn thật đấy tới đâu cũng gặp tên phế vật nhà ngươi diệp thành nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ hắn định đấu với tề hạo trên phong vân đài nhưng cân nhắc suy đi tính lại thì hắn vẫn tạm thời bỏ đi suy nghĩ này vì hỗ hoa đi theo hắn hắn không muốn cậu ta thấy cảnh mua mấu như vậy sao rơi lửa không đánh chất được ngươi à tề hạo cười gian rảo hắn không tốt một mình đáng sau còn có một thiếu niên tên Tề Vân, tên này cũng chạc tuổi với Hỗ Hoa nhưng bộ dạng lại ngông và vô cùng. Tên này liên hiệp Hỗ Hoa và tỏ ra khinh khi, thật là yếu. Bị Tề Vân nhục mạ như vậy, Hỗ Hoa cúi đầu tuổi tuổi, cho dù là thiếu trẻ thì về chính giới, khí chất hay tư cách thì vẫn còn kém xa Tề Vân. Diệp Thành kéo Hỗ Hoa rời đi nhưng một âm thanh lạnh lùng vang lên, "Tề Hạo, ngày mai trên Phong Vân Đài, ta đợi ngươi." Ra khỏi cửu thanh các, Diệp Thành kéo Hỗ Hoa đi về phía linh khí khác, định chọn cho Hỗ Hoa một binh khí đại ca đệ làm huynh mất mặt rồi đang đi hổ hoa đột nhiên cúi đầu nói nghe vậy diệp thành chợt xứng người nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới nguyên do hổ hoa thật thà có vẻ như vẫn đang để tâm tới việc vừa xảy ra cùng độ tuổi nhưng tề vân lại mạnh hơn hổ hoa rất nhiều hắn đã nghe qua lai lịch của tề hạo từ lâu tề hạo là một công tử thế gia tu luyện từ nhỏ được đưa tới hàng nhạc tông còn thiếu niên tên tề vân kia đương nhiên cũng là người nhà họ tề cũng được đưa tới hàng nhạc tông để tu hành đại sở không thiếu các gia tộc danh giá tu luyện giống như thượng quan gia của đông nhạc từ đồ gia của tây thục tề gia của nam cương và vương gia của bắc xuyên còn tề hạo và thiếu niên tề vân kia đều là con cháu của nhà họ tề ở nam cương các gia tộc tu luyện mặc dù không thâm hậu như tông môn nhưng cũng không hề đơn giản con cháu trong gia tộc từ nhỏ đều được ngâm mình trong linh dược chỉ cần điểm này thì không chỉ hổ hoa mà ngay cả diệp thành hắn cũng không thể sánh kịp đệ vừa trở thành tu sĩ con đường sau này còn dài diệp thành vỗ vai hổ hoa cười khích lệ có phải đệ không nên lên núi không đã tới rồi thì phải chấp nhận trên đời này vẫn luôn tồn tại kẻ mạnh, kẻ yếu, nhưng ông trời rất công bằng, khi huynh mới tới đây, không phải cũng bị người khác coi thường đấy sao? Ừm, đệ sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định không để huynh mất mặt. Nói rồi, cả hai cùng tới linh khí các, vừa đi vào trong đã thấy trưởng lão Chu Đại Phúc của linh khí các đang say rất chợt bừng tỉnh. Vào đi, chỉ được lấy một thứ, Chu Đại Phúc khoát tay. Đi thôi, Diệp Thành đẩy hổ hoa về phía trước, lấy một món thuận với tay mình, sau này ta sẽ kiếm cho đệ binh khí tốt hơn sự xuất hiện của diệp thành có vẻ như khiến chu đại phúc tỉnh táo hơn ông ta ngồi dậy vươn vai sau đó lại ngáp dài thấy chu đại phúc tỉnh dậy mà hổ oa còn chưa ra ngoài diệp thành bèn tiến lên trước một bước cười hỏi trưởng lão nơi này của người có huyền thiết và huyền cương không ạ huyền thiết và huyền cương chính là thứ quý giá để luyện binh khí trước nay chỉ có thể mơ mà không thể có được còn diệp thành hỏi tới hai thứ này mục đích rất rõ ràng hắn muốn dùng huyền thiết và huyền cương để tôi luyện vào thanh kiếm xích tiêu của mình huyền thiết rắn chắc huyền cương dẻo dai hai thứ này kết hợp với nhau chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời chí ít thì trong luyện khí quyết có nói như vậy huyền thiết và huyền cương rất quý giá cho ta mặc dù có nhưng chỉ sợ ngươi không mua nổi thôi chu đại phúc rụi rụi đôi mắt nhập nhèm của mình ông ta không nói gì mà chỉ giơ ra một ngón tay mười nghìn mười nghìn ngươi nghĩ gì vậy là một trăm nghìn ực diệp thành nuốt nước bọt cái ực một trăm nghìn đã là rẻ lắm rồi vạn bảo các của bàng đại hải bán còn đắt hơn chu đại phúc nước nhìn biểu cảm thú vị của diệp thành rồi nói tiếp và lại, 100.000 linh thạch cũng chỉ đủ mua Huyền Thiết và Huyền Cương cỡ to bằng quả trứng thôi. Nghe vậy, Diệp Thành lại một lần nữa nuốt nước miếng. Hắn biết sự quý giá của Huyền Thiết và Huyền Cương nhưng dù sao thì hắn cũng đã đánh giá thấp giá trị của chúng. 100.000 linh thạch, đây là khái niệm gì? Đệ tử ngoại môn cho dù sống cả đời trong tông môn cũng không thể nhận được nhiều như vậy, cho dù hắn có thể luyện chế ngọc linh dịch thì cũng cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể gom đủ 100.000 linh thạch. Đương nhiên, có một nơi sẽ rất rẻ, Chu đại phúc nói tiếp. Nơi nào ạ? À? Chợ đen U Minh, nghe vậy, Diệp Thành xoa xoa cằm, hắn thầm nhủ, suýt thì quên nơi này. Chợ đen U Minh nằm nằm ở con đường giao với ba tông môn hàng Nhạc Tông, Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, là nơi giao dịch buôn bán và là một nơi rất tốt để bán vật ăn cắp được, cũng chính vì vậy mà nơi này không được thái bình cho lắm, xuất hiện nhiều kẻ gian trá, tội ác tay trời. Diệp Thành mặc dù chưa từng tới chợ đen U Minh nhưng hắn đương nhiên đã từng nghe tới những mặt xấu của nó. Đương nhiên chợ đen U Huyền cũng không phải chỉ nổi tiếng về mặt này, Nơi này mặc dù hỗn loạn nhưng những thứ đồ buôn bán ở đây lại không thiếu bảo vật dị thương, và lại giá cả còn thấp hơn nhiều chợ chính thống, có không ít tu sĩ tới đây để tìm bảo bối. Huyền Thiết và Huyền Cương ở chợ đen U Huyền sẽ rẻ hơn nơi này bao nhiêu, Diệp Thành thầm nghĩ rồi nhìn Chu Đại Phúc. Huyền Thiết và Huyền Cương ở nơi đó lai lịch không rõ ràng, chủ nhân của nó đều là những kẻ ăn cắp cho nên có lẽ sẽ rẻ hơn 4, 50 nghìn. 4, 50 nghìn, Diệp Thành lại lần nữa xoa cằm. Đối với hắn mà nói thì 4, 50 nghìn linh thạch không phải là con số nhỏ, nếu thật sự mua được huyền cương và huyền thiết ở chợ đen u huyền thì hắn cũng không ngại tới đó một chuyến chợ đen u huyền không phải là nơi đất lành bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng người nghĩ cho kỹ chu đại phúc nước nhìn diệp thành cũng chẳng còn cách nào khác ạ à, ai bảo chỗ của người bán đắt quá bốn năm mươi nghìn thôi mà tiết kiệm là mua được chu đại phúc ho hắng huyền cương và huyền thiết chỗ ta cũng không phải tự nhiên mà có là ta tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được một chút nghe vậy diệp thành nhếch miệng thầm nhủ chu đại phúc và bàng đại hải giống nhau đều là những lão già xảo quyệt. Cả hai đang nói chuyện thì hổ hoa cầm binh khí của mình đi ra. Thứ mà cậu ta chọn không phải là linh kiếm mà là một cây gậy sắt. Mặc dù độ dài không tương xứng so với chiều cao của cậu ta nhưng miếng cưỡng có thể dùng được. Ô thiết côn, chu đại phúc trông thấy thì lên tiếng, tiểu tử, bao nhiêu binh khí như vậy, sao ngươi lại chọn nó? Hổ hoa, để có thể đi đổi món đồ khác, Diệp Thành cũng cười nói. Trong bao nhiêu binh khí như vậy, binh khí khó luyện nhất chính là thương, còn cây gậy ô thiết côn này chỉ kém trường thương một tí mà thôi độ khó khi luyện tập không cần nói cũng biết và đây chính là lý do mà Diệp Thành và Chu Đại Phúc không khuyên Hổ Hoa lựa chọn cây gậy này. Không cần đâu ạ, à, để rất thích cây gậy ô thiết côn này. Hổ Hoa cười khúc khích. Vậy thì chọn nó đi, biết tính Hổ Hoa một khi đã xác định điều gì thì sẽ không thay đổi. Diệp Thành cũng không tiện nói gì thêm. Kiếm có sự lợi hại của kiếm, côn có sự kỳ diệu của côn, chọn rồi thì cứ lấy thôi. Chu Đại Phúc cũng không phản đối. trưởng Lão, người có huyền thuật côn pháp không ạ? À, Diệp Thành nhìn Chu Đại Phúc. Hổ Hoa vừa bước vào hàng tu sĩ có rất nhiều thứ chưa hiểu, lại chọn binh khí là ô thiết côn, kể cả là Diệp Thành còn không hiểu gì về côn pháp chứ đừng nói là hổ hoa. Côn pháp thuộc thiên môn, chỗ ta không có, Chu Đại Phúc lắc đầu, người có thể tới vạn bảo các xem, có lẽ nơi đó có. Nghe vậy, Diệp Thành có phần thất vọng, đã vậy thì chúng con xin cáo từ, Diệp Thành chắp tay hành lễ, dẫn hổ hoa rời khỏi linh khí khác. Cả hai lại tới vạn bảo các nhưng cũng phải ôm nỗi thất vọng quay về. Diệp Thành dẫn hổ hoa tới ngọn núi mà hắn vẫn thường tu luyện và chỉ dẫn cho hổ hoa một vài điều hổ oa cần cù bù khả năng để phải cố gắng nhé vâng đệ sẽ cố gắng hơn nữa sẽ không làm huynh phải mất mặt một đêm yên tĩnh chớp mắt đã tới sáng hôm sau sáng sớm khi trời vừa sáng liền có tin tức giật gân truyền khắp ngoại môn hàng nhạc tông nghe tin gì chưa diệp thành muốn khiêu chiến với tề hạo thật không vậy tề hạo hiện giờ đang ở cảnh giới nhân nguyên tầng thứ hai đấy diệp thành ăn no rừng mỡ sao thông tin vừa lan đi liền kéo theo làn sóng mới đệ tử của tam đại chủ phong vừa mới chấm dứt chiến tranh sau cuộc hỗn chiến trên phong vân đài phong vân đài yên bình chưa lâu đã lại lần nữa trở thành nơi mưa gió bão bùng điều quan trọng hơn cả chính là diệp thành đã gây nên làn sóng vô cùng mạnh mẽ khiến các đệ tử giỏi hóng chuyện chạy tới phong vân đài từ trước coi thương nhân dương phong trừng trị hắn cũng tốt thôi thủ tọa nhân dương phong là thanh dương chân nhân tỏa trên thạch đài cao lên tiếng với giọng điệu tự tin về tề hạo tuân mệnh bên dưới tề hạo phất phạt áo phong động người người khóe miệng nở nụ cười tự tin tuyệt đối Chúng con cũng đi cùng, Tô Tâm Nguyệt và một đám đệ tử đi theo. Ở một nơi khác, phía dưới Phong Vân Đài, các đệ tử đến từ sớm để xem náo nhiệt đã âm thầm nhường đường cho Diệp Thành, kẻ đang vác theo thanh trọng kiếm Thiên Khuyết đi vào. Lần trước hắn đánh bại đệ tử của hai đỉnh khác, không biết lần này có đánh lại được Tề Hạo không? Vệ Dương và Triệu Long có thể so với Tề Hạo sao? Cảnh giới ngưng khí và cảnh giới nhân nguyên căn bản là hai đẳng cấp khác biệt. Trong tiếng xôn xao bàn tán, Diệp Thành vừa bước lên chiến Đài thì nghiêng đầu nhìn xuống dưới và trông thấy một bóng người xông ra kéo hắn lại. Diệp Thành trông vậy thì hơi ngỡ ngàng, và người kéo hắn không ai khác chính là Hùng Nhị, tên này trông bộ dạng hết sức thê thảm. Khuôn mặt vốn đã béo phệ núng nính thì lúc này còn sưng vêu lên, mặt mũi tím tái, trông bộ dạng cái ngữ này quay về đã bị tẩn cho một trận không nhẹ. Tiểu tử, người nói thật cho đại ca đây biết, người nắm chắc vài phần thắng, Hùng Nhị trợn chừng đôi mắt ti hí của mình và nhìn Diệp Thành. Mười phần, được đấy, Hùng Nhị đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh khiến Diệp Thành không khỏi cảm thấy kỳ lạ thu lại ánh mắt diệp thành đi lên phong vân đài nào 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 cược đi cược càng nhiều thì thắng càng nhiều không cược thì đừng có tiếc diệp thành vừa lên chiến đài bên dưới liền vang lên lời nói này nếu nhìn kỹ thì người nói chính là hùng nhị cái ngữ này không biết lấy từ đâu ra một cái bàn trên mặt bàn còn treo hai tấm thẻ bài trên một tấm viết tên diệp thành tấm còn lại viết tên tề hạo cá cược bên ngoài diệp thành đã nhìn thấu ý định của hùng nhị ngày thường những người đánh nhau trên phong vân đài đều sẽ cược gì đó khiến những đệ tử không hiểu tu đạo bên dưới phong vân đài vì nhàn rỗi mà cũng lấy linh thạch ra cược đây gọi là cá cược bên ngoài người nào may thì có thể phát tài chỉ trong một đêm còn nếu vận may kém thì cũng có thể táng ra bại sản nào đến đây đến đây cược nhiều thắng nhiều cược ít thắng ít đúng là biết ăn nói thật đấy nghe thấy lời hô hào của hùng nhị các đệ tử xung quanh lập tức xông lại như ong vỡ tổ ta đặt tề hạo ta cũng đặt tề hạo tề hạo thắng phần đặt cược chẳng có gì ngoài tưởng tượng tất cả đều cực tề hạo thắng khiến phần có tên tề hạo chất đầy linh thạch còn phía diệp thành lại chẳng có lấy viên linh thạch nào ta kém vậy sao trên phong vân đài diệp thành liếc xuống dưới mà không khỏi ngỡ ngàng nhưng khóe miệng hắn lại mang theo nụ cười được rồi bỏ tay xa ra nào không trả lại đâu nhé tiếng hô hào của hùng nhị vang khắp phong vân đài tên này không những có đầu óc buôn bán mà trong lúc bận rộn trên bàn cược vẫn không quên nháy mắt với diệp thành đang đứng trên chiến đài có tiền rồi diệp thành như nhìn thấy đống linh thạch lấp lánh trước mặt đang đau đầu vì kiếm tiền mua huyền cương và huyền thiết thì Hùng Nhị bày ra cách này, hắn nhất định phải lấy một ít. Chẳng mấy chốc, trên bàn cược chất đầy linh thạch, còn cao hơn cả đầu người, ước chừng cũng phải đến hơn năm, 60 nghìn. Các đệ tử đặt cược cũng đã về vị trí của mình, người nào người nấy xoa xoa tay chỉ đợi lấy tiền về. Tề hạo đến rồi, rất nhanh sau đó, đệ tử tinh mắt trong đám người liền lên tiếng reo hò. Các đệ tử bên dưới chiến đài lần lượt đưa mắt qua nhìn, tề hạo vẫn y phục trắng, tay cầm quạt trắng từ từ đi tới, phía sau còn có cả toán đệ tử của nhân dương phong đi cùng trông bộ dạng như đến để ứng cứu dưới con mắt của hàng chục nghìn người tề hạo nhếch miệng phong độ người người đáp lên chiến đài Wow, đẹp trai quá đột nhiên tiếng các đệ tử nữ xung quanh vang lên tề hạo hình như rất thích cảm giác này hắn khẽ xoay cây quạt xếp trong tay bày ra bộ dạng nho nhã thanh thao tề sư huynh xử hắn đi trận chiến còn chưa bắt đầu các đệ tử của nhân dương phong với sĩ khí ngút trời cổ vũ cho tề hạo sát niệm quá lớn người khó có thể thành chính quả tô tâm nguyệt đứng trong đám người liếc nhìn diệp thành trên chiến đài tề hạo nhìn diệp thành với vẻ mặt đầy ý tứ hắn mỉa mai diệp thành là ai cho ngươi dũng khí mà khiêu chiến với ta có phải ngươi tự đánh giá mình cao quá không diệp thành nói thản nhiên thế người người tên là tề hạo kia có đặt cược không nếu không đặt thì ta chốt tại đây bên dưới hùng nhị lên tiếng đặt đương nhiên đặt tề hạo khẽ phất quạt rút ra một túi đựng đồ đặt cược ta thắng 10.000 linh thạch qua wow, hắn vừa dứt lời bên dưới xôn xao bàn tán đặc biệt là những đệ tử nữ không ngừng ngưỡng mộ, thầm nhủ Tề Hạo không những gia thế giàu có, tu vi cao, trông đẹp trai mà vung tay cũng thật hào phóng, phù hợp với hình tượng Bạch Mã hoàng tử trong lòng bọn họ. Ta không có nhiều tiền như Tề Hạo huynh đây, ta đặt 100 thôi. Diệp Thành cũng ra tay nhưng đặt 100 linh thạch trên bàn về phía mình, thể hiện mình thắng. 100 linh thạch của hắn cũng chính là 100 linh thạch duy nhất cược cho hắn. Đóng cược, tiếng hùng nhị vang lên, hắn đập cái búa lên trên bàn cược. Bên dưới có vụ cược ngoài, người và ta không cược gì sao tề hạo nhìn diệp thành cười nói mặt nghếch lên cao cao tại thượng hắn còn nghếch cao hơn nữa thì có lẽ hắn bay lên trời luôn được mất ta không có tiền không cược lẽ nào ngươi sợ rồi không phải ta sợ diệp thành gãi tai đợi lát nữa ta đánh người ngất đi thì mọi thứ trên người ngươi chính là của ta thôi khẩu khí lớn lắm mặt tề hạo hiện lên ánh nhìn lạnh lùng hắn lập tức di chuyển muốn chân đùi xuống đất sau vài lần thoát ẩn thoát hiện hắn đã sát phát tới trước mặt diệp thành thân pháp dị thường phía sau còn kéo theo gió lạnh tốc độ nhanh quá thân pháp này thật huyền diệu, đến cả Diệp Thành, đối thủ của hắn thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Nói rồi, Tề Hạo đã tới trước mặt Diệp Thành, tạo sơ tay tung ra một đạo trưởng ấn. Thấy vậy, Diệp Thành lập tức giơ thanh thiên khuyết lên. Bang, Diệp Thành bị một trưởng kia của Tề Hạo đánh cho lui về sau, hắn không hề đỡ toàn lực, cũng sẽ không đỡ toàn lực, hắn đánh một chiêu bình thường ra để thăm dò thực lực của Tề Hạo. Không chịu nổi một chiêu, một chiêu đạt được mục đích, Tề Hạo bật cười lạnh lùng, hắn càng trở nên phóng khoáng hơn, tiếp tục sát phạt tới trước mặt Diệp Thành, trong lòng bàn tay chân khí lưu chuyển, ngừng tụ lại thành trường ấn hình sao năm cánh. Vút, Diệp Thành lập tức vung thanh thiên khuyết, Tề Hạo thấy vậy thì lập tức né người tránh qua thanh kiếm, trường ấn hình sao lập tức bạt về phía ngực Diệp Thành khiến Diệp Thành nhoài người về phía trước. Người đang coi thường khả năng chiến đấu thực tế của ta sao? Diệp Thành cười lạnh lùng, khi trường ấn hình sao sắp va vào người hắn, hắn nhanh chóng lùi về sau. Chậm quá, Tề Hạo di chuyển lên phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Chậm sao? Vậy thì nhanh hơn một chút, Diệp Thành bật cười khi hắn nhanh chóng lùi về sau thì thanh thiên khuyết đã vung về phía tề hạo còn hắn cũng đạp chân xuống đất cơ thể đang lùi về sau đột nhiên xông tới trước một trường của tề hạo đánh bay thanh thanh thiên khuyết có điều ngay sau đó diệp thành đã nhân cơ hội mà tấn công về phía trước bôn lôi trưởng sau âm thanh như sấm sét diệp thành tung ra bôn lôi trưởng tề hạo cứng đơ người đánh ra một đòn trong không gian dầm trường lực khủng khiếp của hai bên giao nhau trong không gian phát ra âm thanh như sấm rền có vẻ lực đạo của tề hạo không đủ mạnh nên hắn đã bị một trưởng của diệp thành đánh lùi nửa bước đối kháng trực diện khiến tề hạo yếu thế bên dưới bàn tán xôn xao người thì hiểu cái quái gì cũng vì trước đó tề hạo đánh bay thanh thiên khuyết còn chưa kịp vận chân khí lực đạo không đủ nên mới thua nửa chiêu có điều dù là vậy thì diệp thành cũng không hề đơn giản đúng là đã đánh giá người quá thấp rồi bị đánh lùi nửa bước tề hạo cười gian rảo nhưng không hề vì thua chiêu này mà phẫn nộ vì tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi đánh giá thấp ta người sẽ thua rất thảm vậy thì phải xem ngươi có thể tiếp chiêu này hay không ánh mắt tề hạo lạnh lùng hắn lập tức xoay chuyển bàn tay trên đỉnh đầu hắn trong chốc lát mấy giò biến hóa khôn lường từng đường kiếm khí hư ảo xuất hiện nhiều vô kể lăng không kiếm vũ theo tiếng hô khẽ của tề hạo bàn tay hắn vung mạnh kiếm khí khắp trời như cơn mưa trút xuống đẹp đẽ vô cùng thấy vậy diệp thành đã có sự chuẩn bị từ trước hắn rút thanh thiên khuyết đang cắm trên chiến đài lên sau đó đẩy chân khí vào bên trong thanh kiếm thanh thiên khuyết dày dặn được diệp thành dơ cao chĩa thẳng lên trời, sau đó hắn điên cuồng xoay thanh kiếm. Diệp Thành trở thành trung tâm, xung quanh hắn hình thành nên vòng xoáy chân khí, còn kiếm khí khắp trời kia đều bị vòng xoáy chân khí phá bỏ. Lệnh Thiên kiếm vũ bị phá, Tề Hạo không hề tức giận, khóe miệng hắn ngược lại còn nở nụ cười tôi độc. Thấy thế, Diệp Thành chợt run người, hắn cảm nhận được một luồng chính khí lạnh toát từ dưới đất đang lan tới mình với tốc độ nhanh chóng. Địa Long thuật, Tề Hạo đan hai tay vào nhau hô lên. Giây phút sau đó, luồng khí hình thường luồng hư ảo xung phá mặt đất, hướng về phía Diệp Thành mật thuật huyền diệu quá trước có lệnh thiên kiếm vũ sau có địa long thuật khiến bên dưới chiến đài không khỏi kinh ngạc cho dù ngươi là rồng hay là gì đi nữa thì ta cũng phải rất ngươi trên chiến đài vang lên tiếng hét của diệp thành hắn nắm tay thật chặt mấu trong cơ thể cũng chảy nhanh hơn chân khí cuồn cuộn hiện lên giữa những đầu món tay sau đó hắn giáng một đòn thật mạnh vào luồng khí thuồng luồng hư ảo kia một trường với lực đạo khủng khiếp khiến luồng khí kia tản đi những người bên dưới chiến đài thẳng thốt mãi không thôi diệp thành có thực lực mạnh thế này sao đúng là đã đánh giá hắn thấp rồi tiểu tử không ngờ ngươi còn có khả năng chiến đấu bá đạo như vậy bên dưới hùng nhị thấy đòn đánh vừa rồi của diệp thành thì lên giọng tán thưởng luồng khí kia tản đi mặt tề hạo lạnh hơn vài phần hắn lập tức xoay chuyển hình bàn tay ngươi cho rằng ta còn cho ngươi cơ hội sao giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa tới gần diệp thành giống như một con sư tử tung ra bôn lôi trưởng đánh bay ấn quyết mà tề hạo kết thành ấn quyết bị phá bỏ tề hạo mặt mày tối sầm cả lại hắn lập tức lùi về sau lúc này diệp thành đuổi tới bỏ lại thanh thiên khuyết vì không bị ảnh hưởng bởi thanh trọng kiếm, hắn di chuyển nhanh như một cơn gió, phía sau thậm chí còn có tàn ảnh. Tốc độ nhanh quá, không chỉ những người bên dưới Phong Vân Đài mà đến cả Tề Hạo cũng không khỏi ngạc nhiên. Bôn Lôi trưởng, Diệp Thành đạp vỡ một tảng đá xanh trên chiến đài sau đó ra tay. Trưởng này khiến hắn dùng mất 6 phần lực đạo, phía đối diện, Tề Hạo nheo mắt nhìn, vì trong lực đạo mà Diệp Thành tung ra, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh bá đạo khủng khiếp, trưởng này và trưởng trước đó rõ ràng không hề giống nhau. Hắn ta giấu thực lực Tề Hạo thoáng qua ánh nhìn lạnh như hàn băng, hắn dừng lại, tiến lên trước một bước, tung trưởng với trưởng ấn hình đầu hổ. Dầm, lại là một đòn mới nhưng Tề Hạo lại bị đẩy ngược về sau. Sao có thể có sức mạnh như vậy mà Tề Hạo tối sầm cả lại? Có điều hắn vừa dừng lại, chưa kịp cử động gì thì Diệp Thành ở phía đối diện đã như con sư tử được lao tới, ra tay mang theo bôn lôi trưởng với khí thế bá đạo. Huyền Quang Thuẫn Giáp, Tề Hạo cắn vào đầu lưỡi, hắn nói ra một câu và rồi phía trước hắn hóa thành Thuẫn Giáp màu mấu, bịch một trường của diệp thành chúng vào thuẫn giáp phát ra từng âm thanh bịch bịch phá cho ta sau tiếng hét lớn diệp thành lao tới vung mạnh cánh tay tung trưởng vào thuẫn giáp kia giác âm thanh chói tai vang lên thuẫn giáp mà tề hạo ngưng tụ lập tức nứt lìa đến cả hắn cũng bị bật ngược về sau tiểu tử này là loại quái thai gì vậy chứ tề hạo lùi về sau liên tục sắc mặt hắn rõ vẻ kinh ngạc chưa hết đâu diệp thành ở phía đối diện rõ ràng không định cho tề hạo cơ hội để thở hắn bước tới trước mặt tề hạo phá thuẫn chảm tê hạo vừa định kết ấn thì lại một lần nữa bị diệp thành phá tan bị ta đánh ở cửa ly gần người từ cậu phúc cho chính mình đi giọng nói lạnh lùng của diệp thành vang lên các loại chiêu thức của thú tâm nộ lập tức được triển khai hắn giống như mãnh thú hạ sơn ra tay dị thường quyết đoán lúc như mãnh hổ lúc như vượn dữ lúc lại như sư tử lúc như sói hoang các ngón đòn vồ đập kết hợp giữa chân tay đầu gối bả vai được hắn vận dụng linh hoạt mỗi bộ phận trên cơ thể đều trở thành binh khí hung hãn lại, lại là cách đánh này, phía dưới tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng phàm là những người từng thấy Diệp Thành đánh với Triệu Long thì đều biết cách đánh dị thường của Diệp Thành, chiêu thức không phức tạp rắc rối mà dứt khoát nhanh nhẹn, bá đạo mạnh mẽ. Nghĩ tới Triệu Long ngày hôm đó, chẳng phải cũng bị đánh tới mức không ngừng được đầu lên sao? Đây chẳng phải là những thuật pháp chiến đấu cơ bản nhất sao? Sao lại được Diệp Thành sử dụng khác thường như vậy? Sao ta lại thấy Diệp Thành không giống người mà giống hung thú nhỉ? Dị thường, quá dị thường, tiểu tử, người giỏi lắm, Hùng nhị trên bàn cược nhìn mà hoa mắt chóng mặt. A, à, trên chiến đài vang lên tiếng kêu thất thanh của Tề Hạo. Mặc dù hắn mạnh hơn Triệu Long rất nhiều, trên người lại có rất nhiều mật thuật nhưng mỗi lần thi triển đều bị Diệp Thành phá tan, càng không thể đấu trọi lại với Diệp Thành khi đánh ở cự ly gần, toàn thân chỉ toàn giấu chân giấu tay. Lúc này trên mặt hắn không còn mang theo nét cười nữa, hắn bị Diệp Thành đánh cho tới mức không ngừng nổi đầu lên. Đây, các đệ tử của Nhân Dương Phong thấy vậy thì thẫn thờ. Tề Hạo là ai? Hắn là sư huynh được bọn họ kính nể không ai có thể ngờ nổi tề hạo lại bị một tên đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí thứ nhất đánh cho liên tục lùi về sau như vậy. Ta, đây là lần đầu tiên ta thấy tề hạo sư huynh thảm bại như vậy. Tề sư huynh ở cảnh giới nhân nguyên đấy, tên Diệp Thành kia rõ ràng chỉ ở cảnh giới ngưng khí, tại sao lại có khả năng chiến đấu mạnh như vậy? Hắn rõ ràng dùng yêu thuật, tô tâm nguyệt lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta phải sợ, đặc biệt là khi trông thấy Diệp Thành tấn công tề hạo, cô ta càng hận hơn bao giờ hết, cứ thế nghiến răng mãi không thôi. Yêu thuật, đúng, chính là yêu thuật, lời của cô ta được các đệ tử của nhân dương phong đồng loạt hưởng ứng diệp thành người đừng yêu thuật đúng là vô liêm sỉ sau lời nói của đệ tử đầu tiên trong nhân dương phong các đệ tử còn lại cũng lập tức lên tiếng mắng chửi tạo ra phản ứng dây chuyền bên dưới chiến đài những đệ tử có mối quan hệ tốt với tề hạo lần lượt hưởng ứng người nào người nấy lên tiếng với lời nói xúc phạm mắng chửi tạo thành một làn sóng cút xuống đây người không xứng quyết đấu với tề hạo sư huynh trong đám người không biết là ai đã ném một quả trứng vào người diệp thành sau đó rất nhiều đệ tử làm theo nào trứng gà, nào rau củ, tất cả đều được người ta ném lên chiến đài, rồi từng hồi hò hét bất Diệp Thành xuống chiến đài vang lên khiến Diệp Thành đang đại chiến không khỏi dừng lại. Hàng Nhạc Tông là chính phái, không chứa chấp yêu thuật. Đưa hắn tới giới luật đường, đừng yêu thuật, đúng là ti tiện, bên dưới chiến đài sôi sục, người lên tiếng mắng chửi Diệp Thành nhiều vô kể. Vì bên dưới hỗn loạn như vậy nên cuộc đại chiến trên chiến đài cũng tạm thời ngưng lại. Tề Hạo bị đánh thảm bại lúc này mới có cơ hội để thở. Dùng yêu thuật, ti tiện bị ổi, đệ tử của nhân dương phong bám lấy lý do này càng chửi càng hăng, không kiêng rẻ gì. nghe vậy diệp thành lạnh mặt nhìn đám đệ tử của nhân dương phong chửi câu nữa ta xem sao dùng yêu thuật còn không cho người ta nói hả? À? một đệ tử mặc đồ trắng của nhân dương phong lên tiếng nạt người có thể bịt miệng một mình ta nhưng người có thể bịt miệng bao nhiêu người ở đây sao? không đi theo con đường tu luyện chính thống lại chọn tu luyện tà đào. đối diện với những lời vu oan đó mặc dù phẫn nộ nhưng một mình diệp thành cũng không thể cản lại đám đông toàn những lời vô căn cứ. Điều này Diệp Thành đương nhiên ý thức được, đương lúc Diệp Thành bị phân tán sự tập trung thì Tề Hạo ở phía đối diện đột nhiên tấn công, một đường kiếm hình bán nguyệt chớm tới. Phụt, mấu tươi bắn ra ngoài, Diệp Thành bị thương, phần trước ngực bị chớm tạo thành vết thương sâu. Chất đi, Tề Hạo với vẻ mặt tôi độc hét lên, trông hắn giống hệt con chó điên, trên đầu ngón tay còn có ánh sáng bao quanh được hắn chỉ về phía trước. Xoẹt, trên vai phải Diệp Thành lập tức xuất hiện vết rách sâu ứa máu. Lại bị đánh lén, Diệp Thành lảo đảo lùi về sau, khuôn mặt hắn lạnh tới cực điểm. Hôm đó ở ngọn núi đằng sau hàng nhạc tông, hắn cũng bị tề hạo đánh lén nên bị thương, còn cảnh tượng hôm nay và ngày hôm đó lại quá giống nhau. Vì đánh lén và bị thương liên tiếp nên trạng thái của Diệp Thành lúc này hết sức thảm hại. Tề hạo như kẻ điên, không hề cho Diệp Thành cơ hội để thở, nào trường ấn, nào trường ảnh, kiếm mang liên tiếp được tung ra. Mở kiếp, có cần thể diện nữa không chứ, hùng nhị phía dưới thực sự không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, hắn vỗ bàn nhảy lên rồi hét lớn. Lúc này, không ai quan tâm tới hắn cả, đánh bại hắn, thấy tề hạo phản công dữ dội các đệ tử của nhân dương phong càng hăng hái hơn tề sư huynh sao có thể thua được chứ thấy diệp thành bị đánh lùi liên tiếp tô tâm nguyệt thở phào ôi chao có lý không vậy hùng nhị cứ thế nhảy lên bàn hắng giọng nên biết rằng hắn chính là nhà cái trong vụ cá cược này số linh thạch cược tề hạo thắng lên tới hơn bảy tám mươi nghìn còn phần đặt cược cho diệp thành chỉ có 100 linh thạch điều đó có nghĩa rằng nếu diệp thành thua thì đồng nghĩa hắn phải đền cho người ta bảy tám mươi nghìn linh thạch tiền cược đương nhiên tất cả cũng không hẳn là vì chuyện linh thạch Mặc dù hắn quen Diệp Thành chưa lâu nhưng hắn có thể nhìn ra được tính cách chất phác của Diệp Thành, chắc chắn là một người đáng để kết bạn lâu dài. Hắn coi Diệp Thành là người bạn thực thụ của mình, thấy Diệp Thành trước là bị người ta vu oan, sau lại bị đánh lén, điều này khiến hắn không khỏi phẫn nộ. Phụt, phụt, trên chiến đài, mấu tươi cứ thế bắn ra. Ngoài, từ lúc bị Tề Hạo đánh lén, Diệp Thành không hề có thời gian phản ứng lại, cứ thế bị Tề Hạo đánh tới tấp về phía phần rìa của chiến đài. Chết đi, sau tiếng rít, Tề Hạo vung một nhát kiếm rẽ ngang trời phụt, lại là đường mấu bắn vào ra ngoài, chỉ là lần này Diệp Thành không hề né tránh mà nhẫn nhịn chịu cảnh bị đâm, và hắn không hề ngã khỏi chiến đài. Hôm nay, thù mới hận cô tính cả, giọng nói Diệp Thành lạnh vô cùng, tay trái hắn nắm chặt lấy thanh trường kiếm của Tề Hạo, tung một trường vào trúng mặt Tề Hạo. Tề Hạo trúng đòn, lảo đảo siêu vẹo, Diệp Thành không đợi hắn ta đứng vững, cứ thế tung trưởng khiến Tề Hạo lùi liên tục về sau. Chiến, sau tiếng hét, Diệp Thành không màng mấu chảy, hắn như con sư tử hung hãn lao vào Tề Hạo. Hắn thật sự đã bị chọc cho phát điên lên, đối diện với đám người tỏ vẻ đạo mạo nhưng lại nham hiểm vô cùng, Diệp Thành không hề nương tay, sát phạt tới trước mặt Tề Hạo. Các ngón đòn của thú tâm nộ được hắn thi triển linh hoạt, quyết tâm phản công. Gừ, gừ, mỗi một lần Diệp Thành ra tay đều mang theo tiếng gầm như của muông thú. A, à, Tề Hạo giống giận, đầu tóc hắn rối xù, cho dù hắn có bao nhiêu mật thuật trên người nhưng khi Diệp Thành thi triển thuật chiến đấu gần thì hắn lại một lần nữa bị chèn ép, không vận nổi sức mạnh toàn thân và bao nhiêu mật thuật cũng chẳng thể dùng tới được. Yêu thuật hắn lại thi triển yêu thuật thấy tề hạo lại một lần nữa yếu thế các đệ tử của nhân dương phong lại bắt đầu hô lên chẳng mấy chốc các đệ tử quan sát trận đấu lần lượt thêm lời khí thế không kém gì ban nãy không phải tất cả bọn họ đều là đệ tử giao hảo với tề hạo kỳ thực thì bọn họ tiếp số linh thạch mình bỏ ra hơn nên biết rằng phía dưới phong vân đài còn có vụ cá cược nữa tất cả mọi người có mặt ngoài hùng nhị và diệp thành ra thì còn lại đều đặt cược tề hảo thắng nếu như tề hạo thất bại thì há chẳng phải linh thạch của bọn họ một đi không trở lại sao dùng yêu thuật, thật là bị ổi, cút xuống dưới, người không xứng quyết đầu với tề sư huynh. Kéo hắn tới giới luật đường, tiếng mắng chửi, tiếng nạt nộ lại một lần nữa vang vọng. Người ta quy chụp cho Diệp Thành dùng yêu thuật, nếu còn dùng đến phương pháp này một lần nữa thì sẽ ngừng cuộc đấu trên chiến đài lại, và đó cũng là cách làm tranh thủ thời gian cho tề hạo được thở. Thế nhưng đã bị mắc bẫy một lần, Diệp Thành sao có thể tái phạm sai lầm lần thứ hai. Hắn không ngừng tấn công, giống như con mãnh thú, cứ thế ra tay hung hãn tới mức bá đạo, từng nắm đấm giáng xuống tề hạo mấu me be bét không có nổi sức mà phản kháng a à, sắc mặt tề hạo trông dữ dằn nhưng hắn vẫn không hề bất tỉnh nhân sự tiểu tử được lắm hùng nhị đứng trên bàn cược không biết hắn lấy đâu ra một miếng vải trắng cứ thế vẫy thật lực sư sư tỷ giờ phải làm sao bên dưới chiến đài đệ tử của nhân dương phong lần lượt nhìn sang tô tâm nguyệt tô tâm nguyệt cũng hoang mang dù thế nào thì cô ta cũng không ngờ diệp thành lại có khả năng chiến đấu như vậy cho dù liên tiếp bị thương thậm chí bị ép đến mức không còn đường lui vậy mà mọi thứ lại xảy ra ngoài dự liệu của cô ta. Bịch, trên chiến đài, Tề Hạo bị Diệp Thành đánh bay ra ngoài, sau đó, tiếng động mạnh vang lên và cơ thể Tề Hạo ngã rụi xuống đất làm chiến đài nứt lìa. Có điều khi hắn đứng dậy thì khóe miệng lại mang theo nụ cười tàn nhẫn, Diệp Thành, người cuối cùng cũng không thể đánh bại ta. Nghe vậy, Diệp Thành đang định sát phạt tới trước thì cau mày. Hắn nhận ra chân khí chảy trong cơ thể mình đều bị một sức mạnh khủng khiếp trói buộc, đến cả vùng đan hải cũng bị cấm cố. Thiên linh chú, diệp thành nhìn vào cánh tay và nhận ra trên cánh tay hắn bị dính một đạo hoàng phù màu vàng và từ từ thâm nhập vào cơ thể hắn nếu nhìn kỹ thì đây há chẳng phải là thiên linh chú sao là thiên linh chú các đệ tử bên dưới đều ngỡ ngàng thiên linh chú quý giá như vậy không ngờ tề hạo lại có phù chú này chân khí bị cấm cố diệp thành không còn khả năng phản kháng lần này không bị thua tiền rồi hóa ra tề sư huynh đã có kế hoạch từ trước người của nhân dương phong thở phào nhẹ nhõm cuộc đại chiến tiếp theo không phải lo nữa rồi tề hạo mở kiếp đúng là loại mặt dày tại hiện trường cũng chỉ có mình hùng nhị là lớn tiếng mắng chửi đối với một tên ở cảnh giới ngưng khí mà còn dùng tới thiên linh chú người còn có thể hèn hạ hơn được nữa không có điều tề hạo lúc này sao có thể nghe nổi những lời hùng nhị nói cơn phẫn nộ lấp đầy tâm trí hắn trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là đánh bại diệp thành bằng mọi giá phía đối diện diệp thành mặt lạnh như hàn băng đây cũng là lần đầu tiên hắn trúng thiên linh chú và là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của thiên linh chú Dựa vào thực lực lúc này của hắn thì tuyệt đối không thể phá được phù chú này. Chân khi bị cảm cố, Diệp Thành không thể đánh bại được Tề Hạo. Ánh mắt Diệp Thành tối sầm cả lại, vùng đàn hắn bị cảm cố có nghĩa là chân hóa cứng bị chân lại, cho dù có thể hắn có khỏe mạnh phản roi, cho dù hắn ngang chiến đấu thuộc về cửu hạng về cục vật trợ thì nếu mà rơi vào tình trong tình cảnh không có chân khi, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Ha ha ha, phía dưới chiến vang lên điệu cười tối độc không chút kiêng rẻ của Tề Hạo. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, Tề Hạo rút thanh kiếm sắt len ra, từ từ tủ tới. Hắn không vội ra tay mà muốn từ từ tận hưởng cảm giác sung sướng khi thưởng thức thấy Diệp Thành từ từ mà chẳng thể làm được gì. Ai sống ai chết còn chưa biết được, Diệp Thành nhé miệng cười lạnh lùng, hắn lại một lần nữa có sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Sao, Diệp Thành, người còn muốn tiếp tục đánh sao, thấy Diệp Thành lại có sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến, bên dưới không khỏi kinh ngạc. Chân khí bị cấm cố, chỉ có nước thua thảm bại. Xem ra đang giấy chất thôi, uổng công vô ích, ta xem người có thể trụ được tới bao giờ, Tề Hạo trên chiến đài như kẻ điên, hắn chớm ra một nhát kiếm khí sắc lạnh, còn Diệp Thành đã lùi về sau từ lâu. Khi lùi về sau, hắn rút thanh kiếm Thiên Khuyết đang cắm trên chiến đài ra. Keng, kiếm khí của Tề Hạo chớm vào thanh Thiên Khuyết tạo thành đốm lửa. Không có chân khí hộ thể, hai cánh tay Diệp Thành đau đớn vô cùng, sau đó hắn ói ra cả miệng máu. Chết đi, Tề Hạo phi như bay, trong chớp mắt đã tới, hắn chớm một kiếm vào không trung. Có điều kỳ lạ rằng Diệp Thành không hề né tránh, phụt, lại là dòng máu bắn tung tóe, cơ thể Diệp Thành bị đâm xuyên. Hắn cố gắng dùng tay nắm chặt lấy sát kiếm kia của Tề Hạo, còn tay trái một lần nữa tung đòn đánh chặn. Có điều, lần này Tề Hạo đã chuẩn bị từ tước. Hắn khẽ giơ tay, nắm lấy tay Diệp Thành. Diệp Thành bị cấm cố chân khí nên chiêu này của hắn quả thật không mang theo bất cứ sức mạnh nào. Yếu quá, Tề Hạo bật cười, hắn giáng một đòn khiến Diệp Thành ói ra máu và lùi về sau. Lần này người còn chưa chết, đánh lui Diệp Thành, Tề Hạo cầm sát kiếm đẫm máu sát phạt tới nơi. Thế nhưng vừa đi được một bước thì hắn lại tỏ ra kinh ngạc. Đây, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh thâm nhập vào cơ thể mình, áp chế cơ thể và cấm cố mọi sức mạnh trong hắn. Sao có thể, tề hạo không thể tin nổi, hắn nhìn vào đường thiên linh phù chú đang nhập vào cơ thể mình. Diệp Thành cũng có thiên linh chú, bên dưới xôn xao. Thiên linh chú quý giá như vậy, sao hắn có thể mua nổi? Xong rồi, tề hạo cũng trúng thiên linh chú. Đánh hay lắm, hùng nhị hô hào, hắn kích động đến mức nắm tay ngấn mỡ cũng nắm thật chặt lại hắn lấy đâu ra thiên linh chú tô tâm nguyệt ngạc nhiên rõ ràng trong tay diệp thành cũng có thiên linh chú và mọi chuyện hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu của cô ta không thể nào tề hạo giống lên trên chiến đài ta nói rồi ai thắng ai bại chưa biết trước được cách đó vài trượng diệp thành lảo đảo đứng dậy hắn nhìn tề hạo và bật cười lạnh lùng sao người có thiên linh chú mắt tề hạo nổi lên từng đường vân mấu hắn nhìn diệp thành chằm chằm điều này có quan trọng không diệp thành chậm rãi đi tới quan trọng là hiện giờ cần công bằng ngươi không có chân khí ta cũng không có chân khí cuộc chiến đấu bằng thực lực mới vừa bắt đầu mà thôi nghe vậy tề hạo vô thức lùi về sau đúng vậy hắn cũng không còn chân khí nữa vậy thì hắn có còn là đối thủ của diệp thành không nghĩ tới khả năng chiến đấu gần bá đạo của diệp thành trong mắt tề hạo rõ vẻ kinh ngạc mấy năm nay hắn dựa vào chân khí quá nhiều chưa bao giờ nghiêm túc tu luyện sát thuật hiện giờ lại không có chân khí hắn đâu thể là đối thủ của diệp thành chiến diệp thành hắng giọng âm vang hắn sải bước về phía trước thấy vậy Tề Hạo hoang mang lùi về sau, ngươi trốn nổi không, giọng nói lạnh như hàn băng vang lên. Diệp Thành đã sát phạt tới nơi, tung ra một đấm. Tề Hạo đỡ lại theo bản năng nhưng hắn khó có thể tránh được đòn sát phạt với cự ly gần của Diệp Thành. A, à, cho dù hắn gào thét thế nào thì cũng vô ích, thế nhưng đúng lúc Diệp Thành thi triển thần uy thì một đệ tử mặc đồ trắng của Nhân Dương Phong đột nhiên bay lên chiến đài. Tu vi của tên này không cao nhưng lại biết tính toán. Hắn biết lúc này chân khí Diệp Thành bị cấm cố, thực lực không còn được như trước, nên muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Diệp Thành chất đi, tên đệ tử mặc đồ trắng mặt mày tối sầm, hắn tung ra một đấm, không hề nương tay. Ngưng khí tầng thứ tư, người mà xứng sao, Diệp Thành lạnh giọng, hắn tung cước khiến Tề Hạo ngã nhào ra, sau đó lập tức quay người né qua một trường của tên đệ tử mặc đồ trắng kia. Một trường mạnh mẽ khiến tên đệ tử kia lảo đảo. Đây, các đệ tử bên dưới kinh ngạc, cho dù chân khí bị cấm cố nhưng Diệp Thành vẫn hung hãn dị thường. A, à, sau tiếng thét, Diệp Thành đã kéo một chân tên đệ tử mặc đồ trắng rồi nện hắn xuống chiến đài. Diệp Thành biết rằng ngay giây phút mình bị cấm cố chân khí thì chắc hẳn đệ tử của Nhân Dương Phong sẽ ra tay đánh lén. Cũng may các đệ tử của Nhân Dương Phong đến đây lần này ngoài Tô Tâm Nguyệt ở tầng ngưng khí thứ 9 ra thì còn lại đều ở dưới tầng thứ 5, và điều đó hoàn toàn phù hợp trong phạm vi mà Diệp Thành có thể ứng phó. Dù chân khí bị cấm cố nhưng khả năng chiến đấu thực tế của hắn hãy còn đó, lại thêm cơ thể khỏe mạnh của hắn không phải ai cũng có thể địch lại. A, à, lại là tiếng thét vang lên, tên đệ tử mặc đồ trắng bị Diệp Thành đập xuống chiến đài lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo cả lên khiến chiến đài vốn chắc chắn đã bị đập cho biến dạng. Hắn không có chân khí, lên cả đi, theo sau tiếng hét kia, đám đệ tử bên dưới của nhân dương phong ngoài tô tâm nguyệt ra thì tất cả đều xông lên như ong vỡ tổ. Mở kiếp, hùng nhị bên dưới chiến đài thấy vậy thì thức tối ra mặt, hắn cầm theo cây gậy răng sói định xông lên chiến đài, có điều hắn vừa giơ gậy lên thì lại tự giác thu hồi lại. Vì Diệp Thành phía trên chiến đài đang đại chiến thần uy. Một tay hắn nắm lấy một chân của tên đệ tử mặc đồ trắng đã ngất xỉu và coi hắn làm binh khí, cứ thế điên cuồng xoay tên này chỉ cần là đệ tử của nhân dương phong tiến lên trước thì lập tức bị quật bay ra khỏi đó giỏi thật hùng nhị suýt xoa khỏe quá đệ tử xung quanh vô thức nuốt nước bọt a à, theo sau tiếng thét một tên đệ tử của nhân dương phong lập tức bị diệp thành đạp bỏ vùng đan điền diệp thành bên dưới tô tâm nguyệt hắng giọng một tên đệ tử hại đồng môn tàn nhẫn như vậy không sợ giới luật đường hỏi tội sao hại đệ tử đồng môn diệp thành mình toàn mấu đôi mắt hắn đỏ ngầu hẳn nhìn chằm chằm vào tô tâm nguyệt mà gần giọng cuộc đấu trên phong vân đài ngoài hai bên giao chiến ra thì không được có bên thứ ba can dự đây là môn quy từ xưa tới nay cho dù ta diệt bọn họ ngay tại đây thì giới luật đường cũng không có quyền trị tội ta ngươi lại một lần nữa bị nạt tô tâm nguyệt mặt mày đỏ gay là người của nhân dương phong coi thường môn quy trước không thể trách ta được diệp thành nói với giọng lạnh băng nói rồi hắn quay người dáng một phát đấm vào tên tề hạo vừa mới bỏ dậy khiến hắn ngất lịm đi thấy vậy tô tâm nguyệt càng tức tối hơn cô ta toàn xông lên chiến đài Tô Tâm Nguyệt phải không? Ta khuyên tỷ biết điều chút đi, nếu không thì truy phong tiến không có mắt đâu, giọng hùng nhị sang sảng vang lên. Cây gậy răng sói trong tay hắn lúc này đã được thay bằng trường cung, lúc này trường cung như hình trăng tròn, còn có một đạo chân khí tiến di chuyển, một khi Tô Tâm Nguyệt dám lên chiến đài thì chân khí tiến này sẽ lập tức được bắn ra. Thấy vậy, Tô Tâm Nguyệt run rẩy, cô ta có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát từ chân khí tiến. Cô ta chắc chắn một điều rằng nếu mình dám di chuyển thì nhất định sẽ bị một mũi tên đâm xuyên tim. Thế rồi Tô Tâm Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, vừa định xài bước đi thì ngoan ngoãn thu chân về. Vậy có phải đúng không? Hùng nhị bật cười, sau đó không quên nhìn đám đệ tử mà mắng, ta đây không muốn nhầm vào ai nên các người ngoan ngoãn đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe vậy, đám đệ tử manh động tự khắc thu lại chân khí, không dám ho he. Trên chiến đài, Diệp Thành đã lấy đi túi đựng đồ của Tề Hạo sau đó lục tìm khắp người hắn một lượt, chỉ cần là bảo bối có giá trị thì hắn chẳng để sót. Diệp Thành vẫn để lại một chút thể diện cho Tề Hạo, nếu không thì với tính khí trước kia của hắn nhất định đã lấy sạch mọi thứ trên người tề hạo rồi làm xong xuôi diệp thành mới nhảy xuống khỏi chiến đài đi ra ngoài khi đi qua tô tâm nguyệt hắn liếc sang gương mặt lạnh như được phủ thêm lớp xương của cô ta mà cười nhạt tô sư tỷ khả năng đổi trắng thay đen của tỷ cũng không ai sánh bằng sư đệ hổ thẹn vì cảm thấy không được bằng ngươi tô tâm nguyệt định nói thêm gì đó nhưng diệp thành đã phất áo rời đi phía trước đệ tử ở hai bên tự động nhường đường cho diệp thành Cuộc chiến hôm nay khiến bọn họ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ kia. Tề Hạo ở cảnh giới nhân nguyên bị đánh bại, đến cả đệ tử của Nhân Dương Phong tới ứng cứu ngoài Tô Tâm Nguyệt ra thì tất cả đều ngả dạp. Từ nay về sau, e rằng không ai dám coi thường một đệ tử thực tập như Diệp Thành nữa. Đi thôi, sau khi Diệp Thành rời đi, Hùng Nhị cũng thu lại tất cả số tiền cược, vỗ vỗ mông và chuồn thẳng. Sau khi hắn rời đi, những đệ tử ở lại mới như được tỉnh mộng, vẫn luôn thấy rằng mình mất đi thứ gì đó. A, à, trên phong vân đài vang lên từng tiếng hét, linh thạch của ta, đó là cả gia tài của ta đấy. Vất vả mấy chục năm, giờ tay trắng rồi. Sau cuộc chiến trên phong vân đài, tiếng tâm của Diệp Thành lại càng vang dội ở ngoại môn. Một đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí thứ nhất trong một tháng liên tiếp đánh bại đệ tử của Tam Đại Chủ Phong, trong đó bao gồm một người ở cảnh giới nhân nguyên, điều này chắc chắn sẽ trở thành truyền kỳ. Đêm khuya, tại Nhân Dương Phong, trung lão đạo ôm ngực, ông ta đã bỏ lỡ một đệ tử có tài năng thiên bẩm nên không khỏi tiếc nuối. Ở địa Dương Phong, Cát Hồng bật cười lạnh lùng, thanh dương lão, So với địa dương phong của ta thì nhân dương phong của ông thảm bại hơn nhỉ. Ở nhân dương phong, Tề Hạo đã tỉnh lại, hắn trông như con chó điên không ngừng gào thét, "Rớt, rớt, ta phải rớt hắn." Ồn ào, Thanh Dương chân nhân nạt nộ, mặt mày tối sầm khiến người ta phải sợ, một tên ngưng khí tầng thứ nhất mà còn không đánh lại được, ta đúng là dạy các con phí công vô. "Ích, sư tôn, là tên Diệp Thành đó quá nham hiểm." Tô Tâm Nguyệt ở bên Hàn Học nói. "Không cần nói thêm gì nữa, trong tháng tới, các con đều phải yên phận trên núi." Cuộc so tài ngoại môn các con đừng để ta mất mặt nữa." Trong tiểu linh viên, Diệp Thành vận chuyển man hoang luyện thể hơn 6 canh giờ. Trận quyết đấu lần này trên phong vân đài khiến hắn bị thương không hề nhẹ, mình đầy thương tích, đặc biệt là hai vết thương đẫm máu trên vai trái và ngực phải. Có điều so với hình phạt soi lửa của giới luật đường thì những vết thương này chẳng đáng là gì. Nhờ có man hoang luyện thể mà vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, đợi tới khi đi ra khỏi phòng thì hắn đã như con hổ lừng lững, mình đầy sức mạnh rồi. Ôi chao, vừa ra khỏi phòng, Diệp Thành đã nghe thấy tiếng rít Lúc này hắn mới nhận ra trong tiểu linh viên ngoài hổ hoa và trương phong niên ra thì còn có một ụ thịt, à không, là một người khác nữa. Người này không phải ai khác mà chính là Hùng Nhị, tên tiểu tử nhà ngươi là xuất sinh sao, Hùng Nhị lập tức nhau tới, kiểm tra một lượt cơ thể của Diệp Thành nhưng không hề phát hiện ra có bất cứ vết thương nào. Hắn ngạc nhiên đến mức thẫn thờ, đưa đây, Diệp Thành giơ tay ra, yên tâm, sao thiếu phần của ngươi được, Hùng Nhị liếc xéo Diệp Thành, hắn biết thừa Diệp Thành đang đòi hắn số linh thạch thu về được sau cuộc quyết đấu, dù sao thì đây cũng không phải con số nhỏ nên Hùng Nhị đương nhiên không thể nuốt nó một mình được, và phần lớn đều do Diệp Thành bỏ công ra mới có được. Luật cũ, 50-50, mỗi người 40.000, Hùng Nhị lấy cái túi đựng đồ ra đưa cho Diệp Thành. Diệp Thành nhận lấy túi đựng đồ, nhìn vào trong, số linh thạch tròn 40.000 không hơn không kém, sau đó hắn nhét túi đựng đồ vào ngực mình. Trận quyết đấu lần này quả thực đem về cho hắn một món hời béo bở, 40.000 linh thạch đối với đệ tử ngoại môn hàng nhà tông mà nói thì chắc chắn là một thứ xa xỉ. Ở bên, Hùng nhị ghé lại gần, rõ ràng không định đi, hắn khẽ giọng hỏi, tiểu tử, người tới chợ đen u huyền bao giờ chưa? Chưa, Diệp Thành khẽ lắc đầu, vậy có muốn đi với ta không? Hùng nhị nhướng mày nhìn Diệp Thành, vài ngày nữa ở chợ đen u huyền sẽ có buổi bán đấu giá 3 năm một lần, nghe nói sẽ có rất nhiều bảo vật được bày bán ở đây. Nói rồi, tên này lấy chiếc gậy răng sói của mình ra, nói thấy không, gậy răng sói này chính là vật mà ta có được trong một buổi đấu giá lần trước ở chợ đen u huyền, 3 năm một lần, bỏ lỡ là phải đợi thêm 3 năm nữa đấy nhưng sao ta lại nghe nói nơi đó không được yên bình cho lắm, Diệp Thành xoa xoa cầm. Không mạo hiểm sao có được thu hoạch, Hùng Nhị hoang mang nói, và lại, trong thời gian diễn ra đấu giá, cấm rất hại lẫn nhau, chỉ đi xem thôi mà, nếu không được thì xem xong đi về. Thế nào, ngươi có đi không, nghe Hùng Nhị nói vậy, Diệp Thành lại xoa cầm, vậy đi xem xem. Được thôi, cứ thế nhé, ta đi kiếm chút tuyết ngọc lan hoa, ngày mai ra sau núi, chỗ cũ, không gặp không về. Hùng Nhị rời đi, vừa vỗ mông vừa chạy ra khỏi tiểu linh viên. Sau khi hắn đi khỏi, Diệp Thành mới lại nhốt mình trong phòng, hắn đem bình hồ lô tử kim đặt trên đầu giường để nó hút linh khí của đất trời, sau đó lấy túi đựng đồ của Tề Hạo ra. Mở túi đựng đồ, Diệp Thành không khỏi kinh ngạc, Tề Hạo không hổ là thanh niên anh tài của thế gia tu luyện, được gia tộc gửi cho bao nhiêu đồ hậu hĩnh, được thanh dương chân nhân yêu ái bồi dưỡng. Những thứ bên trong túi đựng đồ quả phong phú vô cùng. Đầu tiên, chỉ tính linh thạch cũng phải có tới hơn 30.000 viên. Tiếp theo, linh dịch bên trong túi đựng đồ đủ thể loại, có loại bổ dưỡng cho kinh mạch, có loại tăng tuổi thọ, có loại tăng cường sức khỏe, quả là gia tài cách xù. Tiếp nữa, bên trong túi đựng đồ còn có rất nhiều linh thảo và binh khí, có rất nhiều loại đến hắn. Cũng chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn là hàng hiếm số 1, còn binh khí thì toàn hàng thượng đẳng, có vài món đồ thậm chí có thể sánh ngang với thanh kiếm xích tiêu của hắn. Cuối cùng, trong này còn lại một tấm mai rùa trơ trọi. Mai rùa này, dưới ánh sáng lập lè của nến, Diệp Thanh sờ lên mai rùa và quan sát nó thật kỹ. Trên bề mặt mai rùa sặc sỡ nhiều màu sắc, nó chỉ to bằng nắm tay, bên trên có những phù văn mà hắn nhìn không hiểu và còn trong suốt khiến người ta có cảm giác khó nói thành lời, trông như cổ xưa lắm rồi vậy. Cũng chính vì khí tức cổ xưa nên mới khiến Diệp Thành chú ý. Thế nhưng đương lúc Diệp Thành sờ vào mai rùa thì bình hồ lô tử kim trên đầu giường rung lên. Không đợi Diệp Thành phản ứng, mai rùa cổ xưa kia trong tay hắn bị hút vào bình hồ lô, miệng bình hồ lô mở to, cứ thế nuốt chửng mai rùa. Chuyện gì vậy? Diệp Thành hoang mang nắm lấy bình hồ lô và nhìn vào bên trong. Diệp Thành kinh ngạc phát hiện mai rùa sau khi bị hút vào trong đã bị sức mạnh dị thường bên trong bình hồ lô tử kim làm tan chảy, cuối cùng biến thành một luồng khí. Cảnh tượng này khiến hắn ngỡ ngàng, đương lúc Diệp Thành còn đang đi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ kia thì bình hồ lô lại rung lên, luồng khí mà mai rùa kia hóa thành bị phun thẳng ra ngoài và trúng vào hai mắt Diệp Thành. A, à, Diệp Thành chợt thấy hai mắt mình có bóng đêm che khuất, đầu óc mộng mị. Không biết mất bao lâu hắn mới tỉnh táo để mở mắt. Có điều đôi mắt hắn đã trở nên dị thường, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra trong mắt hắn có từng hàng chữ nhỏ lướt qua. Tốc ảnh thiên hoan, tốc chi vô cực, tùy hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm tự hoan. Diệp Thanh nhầm niệm rồi nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái kỳ diệu. Trong căn phòng im ắng, chỉ có ánh nét lập lòe. Không biết từ lúc nào, Diệp Thanh lặng lẽ ngồi trên mặt đất hồi lâu mới từ từ bước đi, bước đi này của hắn mặc dù hết đối bình thường nhưng lại có thêm gì đó khác biệt. Sau một bước đi đó, Diệp Thanh không hề dừng lại. Hắn giống như người mộng du, từ từ chậm rãi bước đi, không ngừng di vòng tròn trong căn phòng, lúc đi về phía trước, lúc đi về phía sau một cách khó hiểu. Dưới bàn chân hắn không biết từ bao giờ có thêm khí lưu xuyên qua với tốc độ nhanh chóng, còn tốc độ bước của hắn cũng theo đó mà tăng nhanh hơn, phía sau còn xuất hiện một đạp tàn ảnh. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, bên trong căn phòng, Diệp Thành cứ thế đi mất một đêm. Khi trời gần sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Thành bước ra ngoài, hắn mặc y áo tại trong tiêu linh viên, bước đi lúc như ngọn gió xuân, lúc lại lướt đi không để lại dấu tích mỗi bước đi của hắn đều mang theo khí uẩn, thân pháp huyền diệu khiến người ta khó mà phỏng đoán và tốc độ nhanh chóng càng khiến người ta không theo kịp. Diệp Thành bất giác dừng lại, đôi mắt từ từ mở ra, trong đôi mắt hắn mang theo ánh nhìn hân hoan. Tốc trí vô cực, tùy hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm tự hoan. Hay, hay lắm, tốc ảnh thiên hoan, thu lại khí tức, Diệp Thành lại chạy vào phòng, lại lần nữa tới trước giường, Diệp Thành cầm bình hồ lô tử kim lên sau đó lau đi lau lại. Bảo bối, đúng là bảo bối. Diệp Thành cười rạng rỡ, hắn thầm nghĩ hơn một nghìn linh thạch của mình quả là đáng tiền hắn đã nghĩ thông rồi bên trong mai rùa cổ xưa kia có mật thuật thân pháp tốc ảnh thiên hoan kỳ diệu bình hồ lô tử kim bắt được điểm này nên mới nuốt chọn mai rùa kia từ đó luyện ra mật thuật bên trong nó ngươi rốt cục là bảo bối gì mà có khả năng như vậy cầm bình hồ lô tử kim trong tay diệp thành càng nhìn càng thích thú cắn càng nghĩ càng hân hoan vui mừng bình hồ lô này không những có thể nuốt chọn linh khí của đất trời mà còn có thể bắt chọn những thứ huyền diệu bên trong vật báu điều này khiến Diệp Thành càng có cảm giác lai lịch của Bình Hồ Lô rất kinh. Người, sao ta lại có cảm giác sắp phát tài rồi nhỉ? Diệp Thành xoa xoa cầm, chân hỏa của ta có thể cảm nhận được bảo bối, còn Bình Hồ Lô Tử Kim này có thể bắt chọn huyền cơ bên trong bảo bối, đây chính là phát tài. Nghĩ vậy, Diệp Thành rút ra một viên linh châu trông bất phàm, sau đó nhét vào trong Bình Hồ Lô, hắn xem xem Bình Hồ Lô có thể tìm ra được gì từ linh châu này. U, một viên linh châu được nhét vào Bình Hồ Lô khiến chiếc bình phát ra âm thanh khác thường, ngay sau đó viên linh châu bị bắn vọt ra ngoài xem ra chỉ là viên linh châu bình thường diệp thành trầm ngâm rồi lấy ra một con dao nhỏ nhét vào trong bình hồ lô cũng như lần đầu tiên bình hồ lô tử kim lập tức đẩy con dao này ra con dao này cũng vô dụng diệp thành cất con dao đi rồi lại tiếp tục lấy từng món đồ ra nào là linh ngọc binh khí từng món từng món được đem ra thử cuối cùng diệp thành đem một chiếc ngọc bình đủ màu sắc cho vào trong ôi chao đúng lúc này bình hồ lô nghiền ngọc bình thành vụn rồi cứ thế đẩy thứ vụn kia ra ngoài diệp thành ngỡ ngàng bình hồ lô dung lên giống như đang muốn nói, nhét thêm thứ gì đó vào xem. Thấy vậy, Diệp Thành có thể khẳng định một điều rằng bình hồ lô tử kim có khả năng nắm bắt huyền cơ bên trong bảo bối, nhưng chỉ là thứ đồ nó chủ động hút vào thì mới được, còn những thứ đồ vô dụng kia có nhét vào thì cũng phí công vô ích. Và lại hắn cũng có thể nhận ra bình hồ lô tử kim có linh tính. Diệp Thành chắc chắn rằng nếu còn nhét thêm mấy thứ linh tinh vào bên trong thì chắc chắn sẽ bị bình hồ lô kia nghiền nát. Thứ đồ nhỏ, tính khí lại không vừa, Mặc dù miệng mắng như vậy nhưng Diệp Thành vẫn cất bình hồ lô kia đi vì đây chính là bảo bối. Hắn ăn uống một bữa đơn giản rồi vội vàng ra khỏi tiểu linh viên. Khi đi vào sơn động phía sau núi, Hùng Nhị nằm dạng chân tay trong này ngủ một giấc no nê ngáy khò khò, nước rãi chảy ra mặt đất. Khổ, khổ, Diệp Thành ho hắng mà Hùng Nhị không hề phản ứng lại. Thấy vậy, Diệp Thành đạp hắn một cái, tên béo kia, dậy làm việc đi. Vẫn như lần đầu tiên, hắn không hề tỉnh. Hai, Diệp Thành thở dài, nữ nhân kia sao không mặc đồ thế nhỉ? hắn vừa dứt lời hùng nhị còn đang ngáy khò khò lập tức nhảy dựng lên đâu ở đâu chiêu này quả nhiên có tác dụng diệp thành ở bên lên giọng tên nhóc nhà ngươi biết bị chơi khăm hùng nhị trợn mắt mắng chửi diệp thành đừng dùng mấy chiêu vô dụng này nữa nhanh lên đem linh thảo đến đây chưa thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm hùng nhị lập tức nhét tay vào túi sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ ông đây mất bao công sức mới lấy được đấy cát, Diệp Thành nghe vậy thì có vẻ không tin, nhưng khi mở túi đựng đồ ra và nhìn thấy số lượng linh thảo bên trong túi đựng đồ còn nhiều hơn trước gấp 3 lần. Người cũng được đấy, Diệp Thành tặc lưỡi nhìn hùng nhị, người lấy nhiều thế này, cậu ngươi có đồng ý không? Không đồng ý, vậy ngươi lấy bằng cách nào? Ta gọi mợ ta tới, hùng nhị gại gãi mũi, rồi cho thêm thứ khác vào trong đồ ăn của cậu mợ. Cho thêm gì, Diệp Thành nhướng mày, thứ gì? Hợp hoan tán, hắn dứt lời, Diệp Thành giật giật khóe miệng, hắn không thể không tán thưởng hùng nhị, giỏi lắm. Sau một hồi, cả hai bắt tay vào việc, Diệp Thành là người chỉ đạo còn hùng nhị hối hả ở bên làm chân chạy. Chẳng mấy chốc, trong sơn động tỏa ra mùi dược liệu thơm nồng. Diệp Thành đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ thuốc này, khi bắt đầu luyện chế ngọc linh dịch, hắn đã lấy bình hồ lô tử kim ra từ lâu, khí của dược liệu đều được bình hồ lô nuốt chọn. Đây là bảo bối gì vậy, còn có thể nuốt chọn linh khí nữa, hùng nhị nằm bò ra đất, hai con mắt tì hí của hắn đảo qua đảo lại. Đừng nhìn nữa, tới đây giúp ta đi, vì thủ pháp luyện chế ngọc linh dịch của Diệp Thành càng, ngày càng thuần thục nên lần này Ngọc Linh dịch luyện chế ra còn nhiều hơn gấp 3 lần trước, cả hai chỉ mất 6 ngày. Đêm muộn, cả hai tên giống như con lợn chất nằm dạp ra đất, 6 ngày điên cuồng luyện chế Ngọc Linh dịch khiến cả hai mệt dã rời. Ngày mai xuất phát, việc đầu tiên là tới Vạn Bảo Các lấy thứ gì đó có ích, hiểu chưa? Hùng Nhị vừa nhét từng bình Ngọc Linh dịch vào túi vừa dặn dò Diệp Thành. Thứ có ích, Diệp Thành bất giác quay sang nhìn thăm dò, hắn lên tiếng hỏi ý của ngươi là. Thiên Linh Chú, Thiên Hành Chú và Thiên Lôi Chú, nghe mấy cái tên này, mắt Diệp Thành chợt sáng lên, tam đại phù chú của hàng nhạc tông bao gồm thiên linh chú thiên hành chú và thiên lôi chú thiên linh chú chủ phong có thể cấm cố chân khí của tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn thiên hành chú chủ đào có thể nhanh chóng tăng nhanh tốc độ của tu sĩ còn thiên lôi chú chủ công uy lực cực mạnh mang theo uy lực rời non lấp bể tam đại phù chú của hàng nhạc tông mỗi thứ có một điểm đặc biệt riêng cùng phối hợp hỗ trợ lẫn nhau như vậy sẽ có được thu hoạch ngoài mong đợi vạn bảo các cũng bán tam đại phù chú này sao diệp thành nhìn hùng nhị hỏi bán đương nhiên bán rồi thiên linh chú 10.000 linh thạch, thiên hành chú 30.000 linh thạch, còn thiên lôi chú cần 90.000 linh thạch, có điều uy lực của thiên linh chú quá mạnh, bị cấm dùng ở hàng nhạc tông nhưng bên ngoài thì có thể dùng. Cha mẹ ơi, cái này ai mà mua nổi, Diệp Thành nuốt nước bọt cái ực. Người bên ngoài hàng nhạc tông đông nhiều vô kể, trong đó không thiếu những tu sĩ xuất thân thế gia, giàu có vô cùng. Diệp Thành nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi, trong ngày hôm qua, hắn còn lấy được 30.000 linh thạch trong túi đựng đồ của Tề Hạo, những đệ tử thế gia khác không lộ liễu nhất định giàu có vô cùng những phù chú này mặc dù đắt nhưng rất có ích hùng nhị nói đây là vật cần có khi ra ngoài vào thời khắc quan trọng có thể cứu mạng so với linh thạch thì ta vẫn yêu cái mạng nhỏ này của mình hơn câu này nghe rất có lý diệp thành đồng ý với quan điểm của hùng nhị linh thạch dù có nhiều nhưng mạng chẳng còn thì cũng vô dụng hắn tự nhủ trước khi tới chợ đen u minh thì sẽ tới vạn bảo các một chuyến không mua được thiên lôi chú thì cũng phải mua được thiên linh chú và thiên hành chú tới tối cả hai tên rời khỏi núi hùng nhị về linh thảo viên còn diệp thành đi về phía vạn bảo các đêm khuya trời đầy sao diệp thành lại tới vạn bảo các, đúng lúc bàng đại hải đang nhâm nhi rượu một mình ô đêm hôm mà còn có người tới mua đồ thấy có món hời bàng đại hải đứng dậy đôi mắt sáng quắc của ông ta trở nên có thần hơn hẳn trưởng lão nay cao hứng quá ạ à. diệp thành tươi cười lấy túi đựng đồ đưa cho bàng đại hải trưởng lão giúp con xem đồ bên trong này đáng giá bao nhiêu với ạ à. bàng đại hải nhận lấy túi đựng đồ nhìn vào trong rồi lại nhìn sang diệp thành đây đều là những thứ ngươi cướp được từ tề hạo phải không diệp thành ho hắng một tiếng hắn gại gại mũi rồi gật đầu. Bàng đại hải thu lại ánh mắt, rút ra một bàn tính nhỏ bên trong ngực sau đó kiểm đếm từng món đồ bên trong túi. Cuối cùng, ông ta mới đặt bàn tính xuống, vuốt vuốt bộ dâu và giơ ba ngón tay lên. Mà mười nghìn ít quá, Diệp Thành bĩu môi, hắn thầm nghĩ nếu không phải cần tiền gấp thì hắn cũng không đem những bảo bối này đi bán làm gì. Ba mươi mốt nghìn, không thể thêm được nữa, bàng đại hải nói và không quên liếc nhìn Diệp Thành nhưng trên mặt Diệp Thành rõ ràng không có ý muốn bán. Thế vậy, Bàng Đại Hải lại hỏi một câu thăm dò, hay là 32.000. Con không bán nữa, Diệp Thành lập tức lấy lại túi đựng đồ. Mặc dù hắn không nhạy cảm với giá cả nhưng bảo bối bên trong túi đựng đồ của Tề Hạo sao có thể chỉ 32.000, chỉ cần tính những binh khí bất phàm. Kia cũng đã không phải cái giá này rồi. Thấy Diệp Thành muốn đi, Bàng Đại Hải vội kéo hắn lại, đừng đi mà, nếu không được thì ta thêm cho ngươi một ít. 50.000, Diệp Thành cứ thế hết giá. 38.000, Bàng Đại Hải cũng không phải dạng vừa, ông ta cố hét xuống cái giá thấp hơn, cho người hai nghìn, bốn người tám nghìn, bốn người nghìn, không thể nhiều hơn được nữa. Trưởng lão, người cũng ép con quá đấy, bốn người bảy nghìn, đúng cái giá này, nếu không thì. Quyết định vậy đi, không ngờ bàng đại hải lập tức ngắt lời Diệp Thành, đồng ý một cách dứt khoát. Trả thấp quá rồi sao, Diệp Thành nhếch miệng, thầm nghĩ mình bị bàng đại hải làm cho hồ đồ. Nào nào, bốn người bảy nghìn, không nhiều, không nhiều, người đếm đi, bàng đại hải tươi cười hớn hở. Ông ta nhét một cái túi đựng đồ vào ngực Diệp Thành, chỉ sợ Diệp Thành đổi ý. Diệp Thành dứt khoát đẩy lại, cho con ba đạo thiên linh chú và một đạo thiên hành chú. Vậy không được, còn thiếu ba nghìn, bàng đại hải không chịu. Vậy con không bán nữa. Hừ, người đúng là danh ma, bàng đại hải như muốn phát điên nhưng vẫn nở nụ cười rào hoạt đẩy tới. Thế này, người thêm hai nghìn nữa, ta bớt cho người một nghìn linh thạch, thế nào? Cùng lắm thì thêm cho người năm trăm, bị ông ta làm lung lay một lần, Diệp Thành cũng thông minh hơn, hắn cố gắng hét giá xuống. Cứ thế đi, mở kiếp, không ngờ bàng đại hải lại đồng ý luôn trong lòng Diệp Thành thật sự chỉ muốn tự bạt cho mình hai cái, lại ra giá cao rồi sao? Gừng càng già càng cay. Diệp Thành cố gắng hết giá xuống nhưng vẫn không thể chơi lại Bàng Đại Hải. Trong bộ lão già này có thể làm trưởng lão của Vạn Bảo Các không phải là không có lý. Ba đạo thiên linh chú, một đạo thiên hành chú, cầm lấy đi. Lần này Bàng Đại Hải nhét vào người Diệp Thành bốn đạo linh phù. Sau đó ông ta cứ thế lấy túi đựng đồ của Diệp Thành. Diệp Thành vội cất linh phù vào túi, nói trưởng lão, tối người mà đi đường thì đừng để bị lọt hố nhé. Hừ tiểu tử nhà ngươi, ở bên, không đợi bàng đại hải nổi trận lôi đình, Diệp Thành đã chuồn khỏi vạn bảo các. Quay về tiểu linh viên đã là đêm muộn, u trong tiểu viên, tiếng thiết côn vung trong không gian phát ra tiếng kêu, hùng nhị vẫn chưa ngủ, đang chăm chỉ tu luyện. Gậy ô thiết côn kia trong tay hổ hoa trông cũng hợp với người. Mặc dù trông có hơi vụng dại nhưng dần dần cũng trở nên thuần thục hơn. Cũng may hùng nhị luyện tập chăm chỉ, không có ý định quay đầu lại. Diệp Thành không làm phiền tới cậu ta, cứ thế lặng lẽ về phòng mình. Khi vào phòng, hắn vẫn quay lại nhìn hổ hoa mồ hôi nhễ nhại lần nữa. Côn, hổ hoa có lẽ trời sinh được định là làm bạn với nó, nói rồi, Diệp Thành nhấc chân bước vào phòng. Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng, trời vừa sáng, Diệp Thành đã ra khỏi tiểu linh viên. Dưới chân núi, Hùng Nhị cũng đã xuất hiện. Hùng nhị hôm nay ngoài chiếc quần cộc hoa ra thì trên người còn mặc cái áo giáp nhỏ và trên ngực còn treo thêm một món đồ nữa, chính là hộ tâm kính. Hay là chúng ta thuê một con linh điểu bay tới đó, Diệp Thành nhìn sắc trời, nói. Không được, hùng nhị lập tức gạt đi kẻ mạnh đều ngự không phi hành ngồi trên linh điều bay trên trời không an toàn chút nào cả nghe ta đi đi dưới đất an toàn hơn trên trời nhiều nói rồi hùng nhị rút ra hai đạo linh phù từ trong túi quần thiên hành phù diệp thành sáng mắt như nhận ra linh phù này hắn biết khả năng của linh phù này một khi sử dụng có thể đi tới ngàn dặm trong một ngày ôi chao người biết thiên hành phù cơ à hùng nhị tỏ vẻ ngạc nhiên ta từng nghe nói hùng nhị không hỏi lại hắn lấy một tấm thiên hành phù đưa cho diệp thành dán lên chân đẩy chân khí vào, điều khiển phương hướng cho đúng, tốc độ của linh phù này rất nhanh, tên nhóc nhà ngươi đừng có va vào núi đấy. Xem ngươi nói kìa, Diệp Thành phất tay, dán linh phù lên chân, sau đó hắn đẩy chân khí vào trong khiến linh phù phát sáng và còn có các đường hoa văn nhập vào cơ thể. Vút, giây phút trước còn đứng ở mặt đất mà giây phút này Diệp Thành đã bay lên trên. Hùng nhị cũng không kém phần, hắn giống như một con rắn dài, cứ thế đi theo bước chân Diệp Thành. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh khiến Diệp Thành có phần chưa quen, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng thiên hành chú, thiên hành chú quả là phi phàm diệp thành vừa điều chỉnh phương hướng vừa cười nói tai hắn chỉ nghe thấy tiếng gió tốc độ của thiên hành phù mặc dù không nhanh bằng tốc ảnh thiên hoan nhưng chân khí tiêu hao lại hơn tốc ảnh thiên hoan nhiều vút vút bóng hai người không ngừng di chuyển phía sau còn có khói xương mờ mịt một đêm nhanh chóng trôi qua cả hai tên xuyên qua một khu rừng hoang còn có một canh giờ nữa là tới rồi hùng nghị ước chừng thời gian và khoảng cách ta đã ngửi thấy mùi mấu tanh diệp thành trầm ngâm thả lỏng ra không sao đâu có ca ca ở đây bàn tay béo mút của hùng nhị vỗ vỗ diệp thành cẩn thận chỉ nghe diệp thành nói một câu sau đó hắn kéo hùng nhị lại và giảm tốc độ dầm cả hai người vừa rời khỏi vị trí đó thì nơi này liền xuất hiện tiếng nổ đột nhiên đá vỡ bay tứ tung cây cối rậm rạp xung quanh nghiêng ngả đến cả mặt đất cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mà xuất hiện hố sâu ba trượng ôi chao thấy vậy hùng nhị lập tức hét lớn nếu không phải trước đó diệp thành phản ứng nhanh thì bọn chúng đã banh sát rồi mở kiếp là tên chất tiệt nào cài bẫy ở đây vậy hùng nhị gào ầm lên diệp thành nhơ mắt quay lưng lại với hùng nhi hắn cảnh giác nhìn xung quanh vừa ra ngoài chưa lâu đã gặp phải rắc rối khiến hắn không khỏi lo lắng cho sự an nguy của bản thân trong chuyến đi này vù 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 trong màn đêm vang lên âm thanh kỳ lạ từng luồng gió lạnh thổi tới mang theo mùi mấu tanh có thể thoát khỏi chán pháp của ta ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi theo sau tiếng cười lạnh lùng một gã đàn ông vạm vỡ vác theo thanh đại đao đầu quỷ đi ra tên này để tóc xóa hõm mặt sâu, đôi mắt hằn lên từng đường máu đỏ, trên mặt còn những vết sẹo do dao, khắp người toàn khí tức bạo tàn, lại thêm khuôn mặt tôi độc chỉ cần nhìn là biết không lương thiện gì rồi. Cảnh giới chân dương, cảm nhận được khí tức của gã đàn ông này để lộ, khuôn mặt Diệp Thành và Hùng Nhi khó coi hon hẳn. Lấy túi đựng đồ ra, ta có thể cho các ngòi chất thoải mái hơn một chút, gã đàn ông hung tàn kia vác theo đại đao từ từ đi tới. Thấy vậy, Hùng Nhi liếc nhìn Diệp Thành, làm hay không? Làm, Diệp Thành khẽ gật đầu, nếu như người nào khác nghe thấy thì không giật mình mới lạ, cả hai tên một tên ở cảnh giới ngưng khí một tên ở tầng một cảnh giới nhân nguyên mà dám đánh với cảnh giới chân dương nếu như người nào đó ở cảnh giới chân dương nghe thấy thì hai tên này chắc chắn sẽ không thể sống nổi thế nhưng khí thức của gã đàn ông này mặc dù rất mạnh nhưng lại không ổn định chỉ cần nhìn là biết vừa mới đột phá lên cảnh giới chân dương chưa lâu một tên ở cảnh giới chân dương vừa đột phá diệp thành và hùng nhị đương nhiên sẽ không phải sợ cướp sau tiếng hét tên này đạp mạnh vào mặt đất và lao lên trước như mũi tên ra khỏi cung cướp Diệp Thành cũng hét lên, sau đó sát phạt theo Hùng Nhị. Thấy vậy, gã đàn ông chợt xứ người, trong chớp mắt, cây gậy răng sói của Hùng Nhị đã vung ra mạnh mẽ. Muốn chết, gã đàn ông phản ứng lại thì mặt mày chợt tối sầm lại, hắn ta vung tay nhưng trong mắt hắn, cây gậy răng sói đang nện xuống kia lại biến to lên gấp 5 lần. Người biết thì không sao, nhưng nếu người nào không biết thì còn tưởng đây là một cái cây đại thụ mất. Vì không ngờ gậy răng sói lại biến to như vậy, lại thêm Hùng Nhị chỉ là một tên ở cảnh giới nhân nguyên nên gã đàn ông kia lại càng khinh địch, gã ta tưởng rằng với sức mạnh của mình có thể khiến Hùng Nhị và Diệp Thành người ngợm mấu me. Có điều mặc dù khiến gã đàn ông kia bị thương nhưng Hùng Nhị cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Gã đàn ông kia nổi điên, vừa định ra tay thì đã bị Diệp Thành sát phạt tới. Muốn chết, sau tiếng hét phẫn nộ, gã đàn ông tung ra một trường. Diệp Thành lạnh giọng gọi chân hỏa, một ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn biến thành cái roi lửa dài, cứ thế được hắn dùng và quất ra. Vút, âm thanh này vang lên khiến mặt gã đàn ông kia hằn lên vệt mấu đen thui. Chân hỏa, gã ta kinh ngạc. Đương lúc gã ta còn đang ngỡ ngàng, tiếng gầm của hổ lại vang lên. Diệp Thành thi triển thuật hổ vồ trong thú tâm nộ và tiến tới đánh ở cự ly gần với gã. Hắn giống như mãnh hổ hạ sơn, ra tay tung đòn chí mạng, lúc như mãnh hổ, lúc như vượn dữ, lúc lại như sư tử, lúc như sói hoang, các ngón đòn vồ, đập kết hợp nhuần nhuyễn giữa chân, tay, đầu gối và vai đều được sử dụng triệt để. Mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn là binh khí vô cùng hung hãn vì không ngờ nổi một tên ở cảnh giới ngưng khí lại có thể có kỹ thuật chiến đấu gần bá đạo như vậy nên gã đàn ông kia bị đánh đến mức chân tay khô loạn xạ hừ hùng nhị rít lên hắn vùng cây gậy răng sói bổ nhào tới cùng phối hợp với diệp thành chiến với gã đàn ông kia khiến gã ta rối rắm thế nhưng dù sao hắn cũng ở cảnh giới chân dương chẳng mấy chốc đã phản đòn nhanh chóng bôn lôi trưởng long hổ quyền diệp thành và hùng nhị lần lượt xông lên tung trưởng dầm quyền trưởng va vào nhau phát ra âm thanh kinh người một trường ở cảnh giới chân dương vô cùng khủng khiếp khiến Diệp Thành và Hùng Nhị ói ra mấu lùi về sau. Khoảng cách quá lớn, Diệp Thành thầm than thở, mặc dù có thực lực vượt trội nhưng khi đối diện với kẻ địch mạnh thế này, hắn vẫn không khỏi thẳng thốt. Các người đều phải chết, bị hai tên miệng còn hôi sữa đánh cho thảm bại, gã đàn ông kia nổi cơn thịnh nộ. Ai chết cũng chưa chắc, Diệp Thành lạnh giọng, "Tiểu tử, chơi đẹp lắm, ở bên." Hùng Nhị đứng song song với Diệp Thành, hắn giơ ngón tay cái tán thưởng người cũng không vừa sao có thể hiện trường lập tức vang lên tiếng hét kinh ngạc của gã đàn ông khí thức và tốc độ của gã tan biến lúc này gã ta mới nhận ra trên người mình đã bị dán phù chú và lại còn bị dán hai đạo phù chú thiên linh chú gã ta ngỡ ngàng có vẻ như gã biết về thiên linh chú gã ta ở cảnh giới chân dương hai đạo thiên linh chú cũng chỉ có thể cấm cố một phần chân khí của gã mà thôi hùng nhị nói với diệp thành nhân lúc gã ta như vậy rất gã làm luôn khu rừng vừa mới yên ắng lại vì hai tên Diệp Thành và Hùng Nhị mà bị phá vỡ bầu không khí này. Gã đàn ông thấy vậy thì mặt mày thay đổi hẳn, gã ta vừa lùi về sau vừa điên cuồng tung đòn vào cấm cố trên thiên linh chú. Gã biết chỉ cần thoát khỏi cấm cố một phút thôi thì hắn hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Có điều Diệp Thành và Hùng Nhị sao có thể để hắn có thêm thời gian. Bôn lôi trưởng, Long hổ quyền, biết thời gian chính là sinh mạng, cả hai tên không dám nương tay, mật thuật lớn mạnh cứ thế được thi triển về phía gã đàn ông kia. Phụt, mấu tươi bắn ra tung tóe, diệp thành vung cây kiếm xích tiêu của mình suýt chút nữa thì chớm chất gã đàn ông kia gã ta ói ra mấu lùi về sau nhưng vẫn không dừng lại hùng nhị vung cây gậy nện tới cây gậy giang sói nện xuống lại biến to hơn gấp 5 lần nó chứa đựng toàn bộ chân khí của hùng nhị không 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 thấy gậy giang sói nện tới gã đàn ông kia kinh hãi hét lên sao hắn có thể ngờ được hắn đường đường là một tu sĩ ở cảnh giới chân dương mà lại bị một tên ở cảnh giới ngưng khí và cảnh giới nhân nguyên rất chất được hắn còn bao nhiêu mật thuật còn chưa kịp thi triển nữa thế nhưng cho dù gã ta có hết thế nào thì diệp thành và hùng nhị lúc này cũng sẽ không nương tình nương tay với kẻ định chính là tự dứt chất mình nếu bọn chúng không dứt gã đàn ông kia mà để gã ta phá được cấm cố thì chắc chắn người phải chất chính là bọn chúng đây chính là thế giới của tu sĩ rất tàn khốc dầm sau khi gậy răng sói nện xuống cả vùng đất lớn đều như rung chuyển đợi tới khi mây khói tản đi diệp thành và hùng nhị mới tiến lên trước gã đàn ông ở cảnh giới chân dương toàn thân suýt chút nữa bị dập thành một đống mảnh đất này không nên ở lại lâu cả hai tên lần lượt ra tay, lấy lại túi đựng đồ của gã đàn ông kia. Những món đồ có giá trị trên người gã đều bị lấy đi sạch sẽ. Làm xong xuôi, cả hai mới biến mất dạng. Sau khi hai tên rời đi, trong màn đêm đen có một bóng người mặc áo choàng tím bước ra. Có chân hỏa, nhìn về phía thấy Diệp Thành và Hùng Nhị rời đi, tên này khẽ vuốt râu, nói: "Diệp Thành và Hùng Nhị lại hiện thân, là nơi rất sâu trong khu rừng hoang. Cả hai tên phải mất một canh giờ để hồi phục lại nguyên trạng, sau đó mới lấy túi đựng đồ của gã đàn ông kia và các bảo bối trên người ra. Ôi chao, đột nhiên, cả hai tên ngỡ ngàng lên tiếng, không hổ là cảnh giới chân dương, đúng là giàu có. Hai đạo thiên linh chú không hề lãng phí, luật cũ, 50-50, cả hai tên chúi đầu lúi húi chia nhau, trong túi đựng đồ của gã đàn ông chỉ cần tính linh thạch cũng đã có tới hàng trăm nghìn. Linh thạch, linh dịch, linh thảo sau khi được hai tên chia nhau thì trên mặt đất cũng chỉ còn lại một cây đại đao đầu quỷ, hai bộ cổ quyển và một cái vạc to chừng nắm tay trẻ con. Đúng lúc này, chân hỏa lay động khiến Diệp Thành sáng mắt, hắn nhìn sang hai bộ cổ quyển và cây đại đao đầu quỷ kia, cuối cùng dừng lại trên cái vạc. Bảo bối đây rồi, ta lấy cây đại đao này, ta lấy cái vạc này, cả hai tên lần lượt nói, nói xong xuôi rồi nhìn nhau, huynh đệ tốt. Cuối cùng, chỉ còn lại hai bộ cổ quyển, cả hai tên mỗi tên một quyển. Hám Sơn trưởng Hùng Nhị nhìn cái tên cổ quyển, sau đó liếc sang quyển trong tay Diệp Thành, hỏi của ngươi là gì? Đây là cái gì cơ chứ? Diệp Thành nhếch miệng nhìn bộ cổ quyển trong tay mình. Tráng Dương Mật Tịch, Diệp Thành nói. Tráng Dương Mật Tịch, hùng nhị nghe xong chật sáng mắt nào nào chúng ta đổi nhé hùng nhị lập tức giật lấy cổ quyển sau đó đem cổ quyển của mình nhét vào ngực diệp thành khóe miệng diệp thành giật giật hi hi không tồi không tồi hùng nhị cúi đầu đọc nhìn có vẻ rất thích thú hắn vừa xem vừa cười khoái chí mà không nhận ra ánh mắt tò mò của diệp thành kỳ lạ diệp thành cau mày hắn chú ý tới quyển hám sơn trưởng diệp thành lật cổ quyển đọc qua hắn nhận ra hám sơn trưởng và bôn lôi trưởng đều kỳ diệu như nhau đều là huyền thuật chủ công yêu cầu thể chất cao nếu không thì nhất định đã bị nội công bá đạo kia phản vệ rồi sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ cả hai lại tiếp tục lên đường lần này hai tên đi đường rất thuận lợi tới khi màn đêm buông xuống cả hai mới dừng chân trước một mảnh đất rộng rãi lại tối thui đó chính là chợ đen u minh hùng nhị chỉ về phía trước không cần hùng nhị nói diệp thành cũng đã nhìn về phía xa rồi chợ đen u minh chiếm diện tích vài chục dặm giống như một mảnh đất khô cằn cả một vùng u tối còn chưa vào trong hắn đã có thể ngửi thấy mùi mấu tanh nồng sực lên và bầu không khí tàn khốc mấu lạnh nơi đây đi thôi hùng nhị kéo diệp thành đi vào vừa vào chợ diệp thành đã cảm nhận được luồng sức mạnh vừa dị thường lại vừa mạnh mẽ khiến tu vi của hắn bị đẩy xuống tầng ngưng khí thứ nhất chuyện gì vậy diệp thành không khỏi quay sang nhìn hùng nhị không phải giật mình hùng nhị nói khi diễn ra bán đấu giá cấm chế được bố trí ở đây rất mạnh người nào vào đây thì tu vi đều bị đẩy xuống tầng ngưng khí thứ nhất cả đến cả những kẻ mạnh ở cảnh giới không minh cũng Bị áp chế như vậy sao? Diệp Thành nhìn Hùng Nhị hỏi. Không có ngoại lệ, lợi hại vậy sao? Diệp Thành ngỡ ngàng, rốt cuộc là cấm chế do ai bố trí mà lại mạnh đến vậy? Thiên huyền môn, Hùng Nhị nói và không quên chỉ về một phía của chợ đen U Minh. Diệp Thành theo hướng tay hắn chỉ và nhìn theo thì mới phát hiện ra nơi trung tâm của chợ có một lầu các nổi giữa không trung, cách mặt đất mấy chục trượng. Lầu các đó đại khí rồi rào, giống như biểu tượng, không để kẻ nào mạo phạm vậy. Cách xa như vậy, Diệp Thành có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Vậy thiên huyền môn hôm đó có lai lịch gì? Sao ta chưa từng nghe thấy đại sở có thế lực này nhỉ? Diệp Thành cảm thấy kỳ lạ, nhìn sang Hùng Nhị. Hùng Nhị trước nay không có gì không biết, thế mà lần này lại khẽ lắc đầu, nghe cậu ta nói trước khi hàng nhạc tông lập phái, thiên huyền môn đã tồn tại ở đây rồi. Bọn họ không thuộc môn phái nào cả, nhưng các thành viên trong môn đều rất thần bí và rất mạch, nghe nói môn chủ của bọn họ chính là một vị tu sĩ ở cảnh giới thiên tịch. Cảnh giới thiên tịch, Diệp Thành không khỏi ngỡ ngàng, tu sĩ có 6 cảnh giới, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch, một bước lên trời, cho dù là tam đại tông môn và thị huyết biển cũng không có tu sĩ ở cảnh giới này, điều này bảo Diệp Thành không kinh ngạc làm sao được. Mặc dù bọn họ tọa lạc ở chợ đen U Minh nhưng từ trước tới nay không bao giờ nhúng tay vào cuộc tranh đấu ở đất này, cũng chỉ vào buổi đấu giá diễn ra 3 năm một lần nới nghiêm cấm tàn sát ở đây, hùng nhị lên tiếng. Tương truyền, người của thị huyết điện từng tới đây gây sự nhưng lại đại bại quay về. Thiên huyền môn chính là một biểu tượng của vùng đất này, cho dù là môn phái hay các thế gia tu luyện đều không dám khiêu khích sự uy nghiêm của bọn họ, Diệp Thành không nói thêm gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên thiên huyền môn kia và trong mắt mang theo sự kính nể vô cùng. Thế rồi hai tên tiếp tục đi sâu vào trong, Diệp Thành phát hiện ra tu sĩ tới đây khí thức mặc dù mạnh mẽ nhưng tu vi đã bị áp chế xuống tầng ngưng khí thứ nhất, điều này không khỏi khiến hắn suýt xoa, cho dù ở ngoài có mạnh thế nào thì tới đây cũng như nhau cả thôi. Càng đi sâu vào trong, Diệp Thành lại càng trầm trồ. Chợ đen u minh quả như lời đồn, hỗn loạn vô cùng. Cả chặng đường tới đây, những đình đài hắn từng thấy không hề ít, nhưng những căn nhà đổ sụp còn nhiều hơn, rất nhiều nơi còn có vết máu chưa khô, khắp nơi đều vì đại chiến mà để bừa bãi lộn xộn. Và lại người ở đây cũng rất dũng mãnh, người nào người nấy đều mang theo sát khí ngút trời, đôi mắt đỏ ngầu bạo ngược. Nào nào, mau tới xem, linh thạch, linh dịch không gì không có. Đạo hiếu, có mua binh khí không? Đây toàn là hàng thượng đẳng cả đấy. Hai người tới một nơi phồn hoa, khắp nơi đều chào mời mua bán, xung quanh đủ hàng sạp, những món đồ được đem ra bán phong phú đủ loại. Tiểu Linh Long, Diệp Thành nhìn thấy một bảo bối bầy trên sạp hàng thì mắt sáng rực cả lên huyết tinh thạch bảy màu, xích huyết liên dung, trên đường, Diệp Thành thấy hết thứ này tới thứ kia mà mắt cứ sáng cả lên. Thế nào, thú vị chứ, Hùng Nhị đi trước trông như vị Phật di lạc bé, cơ thể béo mập của hắn núng na núng nính khiến những người xung quanh phải chú ý. Rất thú vị, Diệp Thành suýt xoa, người đừng coi thường những chủ sạc ở đây, Hùng Nhị khẽ nói, bọn họ phần lớn đều đã dị dung, nói không chừng còn có cả trưởng lão của môn phái nào đó hoặc là kẻ mạnh của thế gia tu luyện. Cái này thì ta tin, buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu, chúng ta cứ đi lượn xem buổi tối ở đây cũng rất náo nhiệt hùng nhị nói rồi lấy ra một cái chân gà trong túi hắn cứ thế nhai ngấu nghiến không hề quan tâm tới ánh mắt rẻ biểu của những người xung quanh ấy tên này đang đi thì chợt rít lên mắt sáng hẳn có vẻ như đã ngắm chúng món gì rồi người cứ đi lượn đi ta tới bên kia xem xem hùng nhị nói rồi nhét cái chân gà còn ăn dở vào lại trong túi sau đó vội nhìn về một hướng diệp thành nhìn theo rồi bất giác cao mày phía đó người ta tụ tập rất đông đứng thành vòng trong vòng ngoài ở đó còn dựng một tấm bia tráng dương hổ tiện. Kỳ lạ, Diệp Thành tặc lưỡi, thầm nghĩ chợ đen u minh này muốn mua gì cũng có. Hùng nhị rời đi, hắn cũng lượn tới một sạp hàng. Hắn lựa đi lựa lại, chỉ hy vọng có chân hỏa của mình tìm được món gì đó là bảo bối, nếu không thì hắn thật sự chẳng nhìn ra được món nào là bảo bối, món nào không. Tiểu Hữu chỗ ta đều là bảo bối đấy, không mua đừng hối hận nhé, bỏ qua chỗ này thì không còn bảo bối nữa đâu. Diệp Thành đi cả đoạn đường đều nghe những lời nói sáo rỗng này, những món đồ trên sạp hàng khiến hắn nhìn hoa cả mắt rất nhiều đồ hắn chưa từng thấy bao giờ còn rất nhiều đồ lại chẳng thể nhìn thấu rồi đột nhiên diệp thành chợt dừng bước nhìn về phía không xa nơi đó có một nữ nhân mặc đồ trắng đang di chuyển mái tóc bồng bềnh xuân mượt bộ y phục bay trong gió khiến cô nàng trông như đóa liên hoa đang hé nở vậy người này nếu nhìn kỹ thì chẳng phải là cơ tuyết băng của chính dương tông sao cô ấy cũng đến đây sao nhìn từ xa diệp thành thầm nhủ tim hắn đập thình thịch lòng hắn chợt nhói đau gặp người trong lòng ở đây khiến hắn không khỏi có cảm giác như cách xa vời vợi. Đối với cơ tuyết băng, hắn không còn yêu, cũng sẽ không hận, nỗi đau trong lòng cũng chỉ nhói lên chút rồi thôi. Diệp Thành rút ra mặt nạ quỷ, che đi khuôn mặt của mình. Cơ tuyết băng cứ thế theo dòng người đi tới, cô ta không đi một mình mà còn đi cùng một thanh niên tuấn tú khí chất người người, văn hoa nho nhã. Diệp Thành biết người này, đây chính là Hoa Vân, đệ tử chân truyền hàng đầu của chính Dương Tông. Cơ sư muội tới kia xem đi, Hoa Vân khe xoay quạt xếp, nở nụ cười tươi như gió xuân khiến người ta nhẹ lòng. Cơ tuyết băng mặt vẫn thản nhiên nhưng không hề từ chối. Cô và Diệp Thành đi ngang qua nhau, người trong lòng tuổi nào, nay lại trùng phùng nhưng lại như người vô hình lướt qua. Diệp Thành chậm rãi bước đi, không hề quay đầu, không biết từ bao giờ, Hùng Nhị mới tìm được hắn. Người đeo mặt nạ làm gì, Hùng Nhị nhìn Diệp Thành với ánh mắt khó hiểu, hại ông đây tìm mãi không thấy đâu. Ta vừa mua đấy, đẹp không, Diệp Thành gỡ mặt nạ xuống. Đốt tiền, Hùng Nhị mắng một câu, đi thôi, ta đã tìm được nơi tốt để ở rồi, nghỉ ngơi chút đã. Cả hai người một trước một sau đi vào nơi rất sâu của chợ đen. Phía trước là một hàng toàn lầu các, là nơi nghỉ ngơi của những người tới phiên chợ. Đi vào một căn phòng, Hùng Nhị tự nhốt mình trong phòng, trông bộ đang chuyên tâm nghiên cứu tráng dương mật tịch. Đừng có đọc đến chất đấy, Diệp Thành mắng chửi một câu rồi quay người đi về phòng mình. Khóa cửa phòng lại, hắn lại lấy ra cái vạc nhỏ kia. Cái vạc này trông giống như bị chôn vùi dưới đất lâu lắm rồi, các hoa văn trên đó còn mang theo khí cổ xưa không biết bên trong huyền diệu thế nào nói rồi diệp thành lấy bình hồ lô tử kim và mở nắp bình ra vù đột nhiên bình hồ lô rung lắc sau đó một vòng xoáy nhỏ xuất hiện cái vạc kia lập tức bị bình hồ lô kia hút vào trong vù vù sau khi nuốt trọn cái vạc nhỏ bình hồ lô không ngừng rung lên cứ thế lắc lư rất mạnh thấy vậy hai mắt diệp thành sáng hẳn lên đến bình hồ lô cũng phản ứng dữ dội thế này vậy thì huyền cơ bên trong cái vạc này nhất định bất phàm rốt cục là huyền cơ gì diệp thành nắm tay hắn không thể kiềm chế nổi nữa rồi cứ thế nhìn vào trong bình hồ lô bên trong bình hồ lô mênh mang toàn là linh dịch khiến người ta mát lòng mát dạ còn cái vạc nhỏ kia lại lơ lửng bên trên linh dịch không có ánh sáng hiện lên cứ thế tĩnh lặng lơ lửng như vậy diệp thành khẽ cao mày tiếp tục chờ đợi mãi tới một canh giờ sau bình hồ lô mới rung lên và đẩy cái vạc kia ra ngoài chỉ là diệp thành không nhận ra rằng giây phút cái vạc bị đẩy ra có một dòng mấu tươi chảy ra khỏi vạc dung hòa vào với linh dịch bên trong bình hồ lô vậy Vậy là xong sao, không đạt được huyền cơ, Diệp Thành ngỡ ngàng nhìn Bình Hồ Lô còn Bình Hồ Lô lúc này lại đang hút lấy linh khí của đất trời. Diệp Thành phất tay thu lại Bình Hồ Lô, sau đó nhặt cái vạc nhỏ lên khỏi mặt đất. Cái vạc vẫn giống như bộ dạng ban đầu, không có gì thay đổi. "Ta không tin." Diệp Thành thầm mắng chửi, hắn lập tức triệu gọi chân hỏa bao quanh cái vạc. Một canh giờ sau, Diệp Thành thu lại chân hỏa, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Còn cái vạc kia vẫn như ban đầu, dù bị Diệp Thành dùng chân hỏa đốt một canh giờ nhưng vẫn không hề chảy. Ngươi làm bằng gì mà lại có thể không bị chân hỏa thiêu chảy? Diệp Thành cầm cái vạc trong tay mà tặc lưỡi, đến cả chân hỏa cũng không thể khiến nó tan chảy, hắn thật sự đã mất hứng rồi. Diệp Thành lại cầm bình hồ lô tử kim, sau đó nuốt vài hơi linh dịch. Linh dịch chảy vào cơ thể như dòng nước mát lành, có điều điều khiến Diệp Thành ngỡ ngàng đó là linh dịch lần này hắn nuốt vào lại không giống như trước đây, còn có gì không giống thì hắn lại không tả được. Sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này nhỉ? Diệp Thành phất phạt áo, cảm giác cơ thể hơi nóng. Chẳng mấy chốc, máu tươi trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn, thậm chí còn sụp sôi khiến hắn thấy như có ngọn lửa đang thiêu trong người mình. Diệp Thanh liếm liếm cái miệng khôn ran, hắn lại cầm bình hồ lô lên rồi lại ngẩng đầu chút linh dịch vào miệng. Ngay sau đó, cảm giác như thiêu như đốt kia càng mãnh liệt hơn. Hắn xoay đầu vì cảm thấy có phần chênh choáng, cảm giác khát khô cổ họng lại ập đến, linh dịch bên trong bình hồ lô tử kim được hắn uống lấy uống để, nhưng càng uống lại càng khát. Không biết từ khi nào, linh dịch bên trong bình hồ lô đã bị hắn uống mất hơn một nửa. Sao thế nhỉ, Diệp Thành mơ màng, đến nhìn mọi vật cũng trở nên mơ hồ. Vị uống quá nhiều linh dịch khiến tu vi của hắn tiến giới tới tầng ngưng khí thứ sáu mà hắn cũng không nhận ra. A, à, Diệp Thành chợt rít lên, cởi y phục và cảm thấy toàn thân giống như có ngọn lửa cháy bừng, thậm chí mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều có ngọn lửa thiêu đốt. Nước, hắn vô thức cầm bình hồ lô lên rồi lại uống điên cuồng hồi lâu không ngừng. Hừ, ngay sau đó, trong cơ thể hắn chợt vang lên âm thanh này, hắn vừa tiến giới chưa lâu, tu vi ở cảnh giới từ tầng ngưng khí thứ sáu lại nhảy vọt lên tầng ngưng khí thứ bảy, và lại tu vi còn là ở tầng ngưng khí thứ bảy đỉnh phong nếu cứ vậy thì hắn có thể đột phá lên tầng ngưng khí thứ tám cũng nên a à, lại là tiếng thét lên hình thái của diệp thành có sự thay đổi đôi mắt hắn hằn lên vân mấu trên chán từng đường vân xanh nổi nhưng chưa hết cơ thể hắn chợt có khói đen bao phủ mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều mang theo luồng khí màu đen tóc màu đen và sau đó lại chuyển sang màu mấu điều quan trọng hơn cả chính là giữa hai đầu lông mày hắn có ánh sáng ma mị và có một đường ma văn dị thường xuất hiện ôi hắn ôm đầu cứ thế lảo đảo, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Không biết từ bao giờ hắn ngã vật ra đất, chìm vào cơn mê. Trong căn phòng yên tĩnh, không biết mất bao lâu hắn mới hồi phục lại nguyên trạng. Một đêm trôi qua trong yên lặng, trời đã sáng lúc nào chẳng hay. Khi một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt hắn, hắn liền giật mình ngồi bật dậy. Sau một khoảnh khắc ngơ ngác, hắn vội vàng kiểm tra thân thể mình, mới phát hiện y phục của mình đã bị chính hắn xé rách nát. Tu vi của ta, khi cảm nhận được sức mạnh hùng hậu trong cơ thể, hắn không khỏi kinh ngạc cảnh giới của hắn đã tăng lên ba bậc, đạt đến tầng thứ 8. Của ngưng khí, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tâm trí hắn thoáng chốc trở nên mơ hồ, rồi hắn nhớ lại những sự việc đêm qua. Hắn vẫy tay lấy bầu hồ lô tử kim, ánh mắt trở nên mờ mịt khó lường. Đêm qua chính là uống linh dịch trong đó mà dẫn đến những chuyện kỳ quái sau này, cơ thể như bị thiêu đốt, trong đầu vang lên những tiếng nổ ầm ầm như muốn bùng nổ. Linh dịch này có vấn đề, hắn rút nắp hồ lô ra, định kiểm tra cẩn thận, nhưng lúc đó cửa phòng lại bị tên hùng nhị đạp mạnh một cái mở toang ra đi thôi, đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ừm, hắn đáp lại một tiếng, đậy nắp hồ lô lại, sau đó cất bầu tử kim vào rồi theo hùng nhị bước ra ngoài. Đợi tới khi hai người xuống lầu mới nhận ra trên đường toàn người là người, tất cả đều tới trung tâm của chợ đen. Nơi này rộng lớn thật đấy, Diệp Thành nói rồi lấy chiếc mặt nạ đeo vào. Đây chính là dị dung hoàn và biến thanh hoàn, ăn lấy một viên, Hùng Nghị lấy ra hai viên đưa cho Diệp Thành, có thể thay đổi khuôn mặt và giọng nói cơ à diệp thành vốn định lấy nhưng nghĩ tới vừa rồi hùng nhị lấy hai thứ này từ trong túi ra nên lại ho hắng ngươi cứ giữ lấy mà dùng ta đeo mặt nạ là được rồi nói rồi hắn lấy mặt nạ ra và đeo lên không cần hả hùng nhị vô tư không hề để ý tới ánh mắt chê bôi của diệp thành cứ thế nuốt lấy nuốt để biến thanh hoàn và dị dung hoàn túi đựng đồ của ngươi sao lại bỏ trong túi quần vậy an toàn trung tâm của chợ đen có một tòa lầu các cao sừng sững đại khí bao quanh lầu các này có tên tàng long các chính là nơi diễn ra bán đấu giá lúc này người từ trên trời hạ xuống tứ phương tụ hội người nào người nấy đều không hề đơn giản hành sự thận trọng không lâu sau trước cửa tàng long các đã là cả biển người sao còn chưa mở cửa có một vài người đợi đến mức sốt ruột chưa tới giờ vội cái gì không biết lần này thiên huyền môn có gì hay ho đấu giá chủ trì của thiên huyền môn quả nhiên bất phàm trong đám người diệp thành thầm nhủ không lâu sau đó cánh cửa của tàng long các từ từ mở ra cánh cửa vừa mở ra đã có lão già mặc đồ đen cầm cây thanh long trượng sải bước ra Người này là ai, người này mà ngươi cũng không biết sao, đó chính là Hắc Sơn Lão Nhân, bá đạo một phương. Là ta có mắt như mù rồi, phía sau Hắc Sơn Lão Nhân là một lão già khác đi vào, à tiếp theo đó là dòng người tranh nhau vào trong. Đi thôi, đi thôi, Hùng Nhị cũng chen vào đám người, cơ thể béo tròn của hắn suýt nữa thì ép người ta thành bánh. Đợi tới khi thưa người Diệp Thành mới xảy bước vào trong. Vừa vào tới nơi, Diệp Thành phát hiện ra một thế giới mới bên trong tàng long các. Bên trong đại điện được điêu khắc đủ thứ ngọc, thần hóa xoay vần, đến cả linh thảo linh hoa trang sức cũng bất phàm. Đúng là giàu có, Diệp Thành suýt xoa, người đi vào rất nhanh đã tìm được vị trí, những tu sĩ lần đầu tiên đến xem đấu giá không khỏi trầm trồ, còn những tu sĩ đã từng tới đây thì vẻ mặt thản nhiên hơn nhiều. Đúng chỗ này rồi, Hùng Nhị kéo Diệp Thành tới trước một bàn ngọc thạch, hắn chẳng thể hiện khách khí gì, cứ thế cầm linh quả trên bàn nhét vào miệng, vừa nhét vừa không quên ôm lấy vài quả vào ngực. Ôi chao, tên nhóc nhà ngươi để ý chút đi, Diệp Thành mắng nhiếc. Ngươi đeo mặt nạ, không thể ăn, ta ăn thay ngươi, Ta bóp chất ngươi, không biết từ khi nào, ở cái bàn bên cạnh bọn họ có thêm một lão già ung dung ngồi vào, nếu nhìn kỹ thì đây chẳng phải là lão già mặc đồ tím ở trong khu rừng hoang kia sao? Diệp Thành nghiêng đầu nhìn lão ta và không khỏi giật mình. Mặc dù tu vi bị áp chế nhưng lão già mặc đồ tím vẫn cho hắn cảm giác áp lực như có ngọn núi đè xuống. Diệp Thành thu lại ánh mắt, lão già mặc đồ tím hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Thành nhưng trong mắt lão lại có ánh nhìn dị thường. Người của nhà họ Tề ở Nam Cương đến rồi, không biết là ai hét lên. Ờ cửa đã có ba lão già mặc đồ sám đi vào, cứ thế đi lên lầu thứ hai. Tư đồ gia ở Tây Vực cũng đến rồi, đó là vương gia ở Bắc Xuyên sao, họ cũng tới rồi sao, thượng quan gia ở Đông Nhạc, những người tới đây đa phần đều là những thế gia tu luyện, thanh thế không vừa, khiến cho từng cặp mắt của các tu sĩ không khỏi tò mò. Nhà họ Hùng không có ai tới sao, Diệp Thành liếc nhìn người của các đại thế gia đi vào rồi lại nhìn sang Hùng Nhị. Đến chứ, Hùng Nhị đang ăn ngấu nghiến linh quả thì chỉ về một người tai to mặt lớn, thân hình dày dặn đó, là nhị đại gia nhà ta đó nhị đại gia nhà ngươi trong cũng thật là tùy ý, người của hàng nhạc tông cũng tới rồi, lại là ai đó hét lên. Nghe vậy, Diệp Thành và Hùng Nhị liền đưa mắt qua nhìn, một người trung tuổi cầm kiếm đi vào cửa chính, thân hình vững như núi, khi di chuyển như long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt. Người này là người của hàng nhạc tông sao? Sao chưa từng gặp nhỉ? Diệp Thành thắc mắc nhìn Hùng Nhị, người gặp bao giờ chưa? Người này là người của hàng nhạc tông, sao ta chưa từng thấy? Diệp Trần quay đầu hỏi Hùng Nhị, người có nhận ra không? Phong chủ của ngự kiếm phong trong nội môn, Hùng nhị nhận ra, nói, hình như tên là Phong Vô Ngân. Chính Dương Tông cũng đến, đang nói, phía dưới lại có người hô lên, lần này là một lão giả tóc xám. Ngô Trường Thanh, Diệp Trần lập tức nhận ra người này, chẳng phải là trưởng lão của đại điện chấp pháp chính Dương Tông sao. Ngày trước trục xuất hắn khỏi chính Dương Tông, chính là người này. Thanh Vân Tông cũng cử người đến, lời vừa dứt, một lão giả áo xanh chống gậy bước vào, sau lưng còn có một lão bà và một thanh niên áo tím, khi diệp trần nhìn tới ánh mắt lập tức nheo lại đặc biệt là khi thấy thanh niên áo tím trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo người đã phế bỏ đan điền của hắn chẳng phải chính là thanh niên áo tím này sao diệp trần nhận ra hắn dù hóa thành cho cũng nhận ra đó là lữ trí một trong chín đại chân truyền của thanh vân tông xếp hạng thứ hai thù này ắt phải báo diệp thành nắm chặt tay đợi tới khi người của ba tông môn lên trên lầu hai thì cánh cửa lại có ba người đi vào một lão già đầu bạc một người trung tuổi mặc đồ tím và một thanh niên mặc đồ trắng thấy vậy Diệp Thành nheo mắt, ba người này chẳng phải hôm đó truy sát sở linh trong khu rừng rậm đó sao? Diệp Thành không ngờ lại gặp bọn họ ở đây, người của thị huyết điện, nhiều người có mặt ở đây ngỡ ngàng. Trong ba tông của đại sở thì thị huyết điện hùng bá bắc sở, khiến các tông còn lại không dám động vào. Lần này náo nhiệt đấy, muốn có bảo bối e rằng không hề đơn giản. Bên dưới, một lão già đi vào, người ở đây gọi lão ta là Dương Các Lão. Quy định ở đây mọi người có lẽ đều biết cả rồi, ta không nói thêm nữa, Dương Các Lão nói dứt khoát, buổi đấu giá bắt đầu. Sau đó liền có người lấy một thanh linh kiếm đi lên, thanh linh kiếm này có ánh sáng tím bao quanh, chốc chốc còn phát ra âm thanh, là một thanh sát kiếm khủng khiếp. Tử Dương kiếm, giá thấp nhất là 50.000 linh thạch, người nào ra giá cao thì có được nó, Dương Các lão điểm tĩnh nói. Ta ra 51.000, rất nhanh, bên dưới liền có người dơ bảng lên nói. 53, 60.000, chỉ mới đó mà giá trị của thanh kiếm đã được đẩy lên cao, và cái giá đó còn không ngừng được hết cao hơn nữa. Buổi bán đấu giá hết sức sôi nổi, đắt quá, Diệp Thành đứng ở góc không khỏi tặc lưỡi, mới món bảo bối đầu tiên đã có giá thế này rồi, bảo hắn sao có thể đem chỗ linh thạch ít ỏi của mình ra mà đọ được chứ. Người chưa từng nghe tới khởi đầu tốt đẹp sao, Hùng Nhị nói, món đồ đầu tiên chính là món đồ tạo không khí, sau đó sẽ càng rẻ hơn. 80.000 linh thạch, 85.000, 90.000, bên dưới vẫn sôi nổi như vậy, vì có được tử dương kiếm mà người nào người nấy. Điên cuồng hết giá, hết đến đỏ mặt tía tai, Đúng lúc này, một giọng nói từ lầu hai vọng xuống, người ra giá chính là Ngô Trường Thanh của chính Dương Tông. Lần này những người bên dưới không dám ho he thêm, nếu không ai trả hơn thì thanh tử Dương Kiếm này thuộc về chính Dương Tông, trên cao đài, Dương các lão đảo mắt một lượt, thấy không ai trả giá thì vung tay thu thanh kiếm về. Sau đó bên dưới có người lên trên cao đài, trong tay còn cầm một cái lưu đồng, bên trên lưu đồng khắc đầy phù văn, còn có ánh sáng bao quanh. Mặc dù nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại mang theo luồng khí rồi rào. Chí Dương Đồng Lưu, giá khởi điểm 30.000, bắt đầu trả giá. Chẳng mấy chốc, bên dưới đã có người trả giá, và lại còn thêm 10.000 linh thạch. 50.000, 70.000, ta ra 90.000, từng tiếng hết giá vang lên, bọn họ đều nhìn lưu đồng bằng ánh mắt thèm thuồng. Lưu đồng này trông không tồi, Diệp Thành xoa xoa cầm. Muốn có thì phải tăng giá, Hùng Nghị nói, không có tiền, coi như ta chưa nói gì. Mới đó, bên dưới đã có người ra giá 150.000, và lại trong bộ 150.000 mà còn rất khó có thể lấy được lưu đồng. 160.000, Thanh Vân Tông của ta lấy nó, bên trên vang lên giọng nói của trưởng lão Thanh Vân Tông. Đột nhiên bên dưới trở nên im ắng vì Thanh Vân Tông là một tông môn vững mạnh, không ai dám đụng vào. Đã không ai ra giá thì vật này thuộc về Thanh Vân Tông, dương các lão đảo mắt, thấy không ai trả giá thêm thì phất tay thu lại lưu đồng. Tiếp sau đó, ông ta lấy ra một linh khí, đó chính là một cái gương bát quái. Cái gương vừa xuất hiện, linh quang chiếu sáng trói mắt người nhìn, nó mang theo khí tức khủng khiếp vô cùng. Giá khởi điểm 100.000 tệ, bắt đầu trả giá. 110.000 tệ, bên dưới có một người mặc đồ tím trả giá. Chu thương, người không lấy được gương bát quái này đâu, ở một nơi khác, một lão già tóc bạc mặt mày tối sầm lạnh giọng. Ta trả 112.000, lão già tóc bạc bật cười. Chu thương nheo mắt lạnh giọng, hơn người 10.000, 113.000. 115.000, ta ra 117.000, cả tàng long các chỉ có giọng nói của hai người này vang lên, cả hai giống như có ân oán trừ trước, trong mỗi câu nói đều mang theo ý chiến đấu đến cùng, cho dù có sứt đầu mẻ chán vẫn phải tranh nhau. Quả nhiên, buổi đấu giá của chợ đen U Minh không hề yên bình, thực ra bọn họ đều âm thầm tranh đấu. 20 vạn, hơn người một vạn, 21 vạn, cuộc đấu giá tấm bát quái kính diễn ra vô cùng gai cấn, hai người đỏ mặt tía tai tranh giành, cho đến khi người thứ ba tham gia, mới phá vỡ sự cân bằng, sau đó là người thứ tư, người thứ năm. Với sự tham gia của nhiều người, giá của tấm bát quái kính đã tăng vọt lên đến hơn 30 vạn. Đạp ngựa, ta vừa định chen chân vào đây mà, hùng nhị bực bội, đẩy giá lên cao thế này, đúng là một lũ cầm thú sao ta cảm thấy cuộc đấu giá này chẳng liên quan gì đến chúng ta nhỉ? Không có tiền, thật là tức tối. Phía dưới, cuộc đấu giá tấm bát quái kính đã kết thúc, người giành được nó lại là một lão già gầy guộc như con khỉ. Hừ, hừ, những tu sĩ vì tấm bát quái kính mà kết đoán đều hừ lạnh, trong mắt toát ra ánh nhìn lạnh lùng. Lúc này, món đồ đấu giá thứ tư đã được Dương Các lão lấy ra, vẫn như các món đồ trước, đây là một tháp linh long với ánh sáng bảy màu, trông như con rồng đang bay lượn xung quanh. Tháp linh long bảy màu, giá khởi điểm là 80.000 Sức ảnh hưởng của tháp Linh Long bảy màu gần như lớn hơn cả ba món đồ trước đó, nó vừa được lấy ra, bầu không khí bên trong thiên các sục sôi, điều quan trọng chính là gia tộc thế gia tham gia tranh giành. 100.000, 150.000, 200.000, các gia tộc thế gia tham gia vào khiến phần đấu, giá này náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là các thế gia đối đầu, cuối cùng cũng tìm được lý do giao đấu, từng giọng nói lần lượt vang lên trong tàng long các. Bên trong tàng long các bốc lên mùi hỏa dược nồng nặc nếu không phải ở đây cấm đánh nhau thì e rằng những đại môn phái ở đây đã nhảy ra hỗn chiến lâu rồi. Trong các gia tộc thế gia tu luyện, ân oán đã xảy ra từ lâu. Buổi đấu giá trong chợ đen U Minh khiến bọn họ tụ tập về đây. Mặc dù không thể huyết chiến nhưng chỉ ít có thể giao đấu tới số về tiền bạc, có điều điều kiện là phải có tiền. 300.000, bên dưới, một lão già tóc bạc nghiến răng, cuối cùng cũng hét ra cái giá này. Sao, muốn bị diệt môn sao, bên trên vang lên nụ cười tôi độc, nếu nghe kỹ thì đây chính là giọng nói vang ra từ thị huyết điện mang theo sự uy nghiêm vô cùng, khiến lão già tóc bạc kia chột dạ. Không cần nữa, lão già tóc bạc hoang mang, chỉ sợ đụng chạm với thị huyết điện, vì gia tộc của mình mà dẫn tới họa diệt thân. Coi như ngươi biết điều, buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, tiếp sau đó là vài món đồ linh khí khác. Một cây gậy sắt màu đen được đưa lên cao đài, thiết bổng, giá khởi điểm là 100.000, bắt đầu đấu giá, Dương Các lão có vẻ như đã mệt, ông ta ngáp một cái rồi nói rất tùy ý. Ừm, thiết bổng vừa được lấy ra, Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ nơi ở một góc chợt mở to đôi mắt vì chân hỏa lay động. Bảo bối, Diệp Thành sáng mắt, hắn nghĩ một lúc rồi liếc nhìn thiết bổng, cây gậy thiết bổng màu đen, lại còn hằn lên từng vết gì lồi lõm, có vài chỗ trông có vẻ đã hỏng, sao nhìn mãi mà không nhận ra nó có gì đặc biệt nhỉ? Các tu sĩ khác cũng giống Diệp Thành, cũng trợn tròn mắt nhìn cây thiết bổng này. Đây là gì vậy? Có người nhìn Dương Các lão, không phải nói rồi sao? Thiết bổng, Dương Các lão liếc nhìn người kia một cái, đương nhiên, người cũng có thể coi nó là thiêu hỏa bồng nghe vậy không chỉ người kia mà tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng có gì nghiêm túc đã không coi trọng nó như vậy thì chắc chắn không phải là bảo bối đồ đem ra bán cũng khó coi quá đi có tiền cũng chẳng mua không ai cần sao thấy bên dưới không ai ứng đáp dương các lão định thu lại cây thiết bồng xin đợi đã đúng lúc này một giọng nói ở bên góc vang lên tôi mua cây thiết bồng này giọng nói này khiến tất cả mọi người đều đổ xô mắt qua nhìn và người nói không ai khác chính là diệp thành khó lắm mới gặp được bảo bối khiến chân hỏa lay động, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Tiền bối, 10.000 linh thạch, tôi mua nó. Người bị bệnh sao? 10.000 linh thạch mua một cây thiết bổng rác rưởi ở bên, hùng nhị mắng chửi. Rẻ mà, ôi trời, cuộc đối thoại của hai người khiến người ta bật cười. Nếu không ai ra giá thì cây thiết bổng này thuộc về tiểu hữu. Xin đợi đã, Dương Các Lão đang nói thì bị kẻ khác ngắt lời. 11.000, cây gậy thiết bổng này chính Dương Tông của ta lấy. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhìn về phía người vừa lên tiếng, người hết giá không ai khác chính là Ngô Trường Thanh, trưởng lão của chính Dương Tông. Bộ dạng ông ta cao cao tại thượng, có vẻ như đã ngắm trúng cây thiết bổng này. Ở trong góc, mắt Diệp Thành nheo lại, hắn ra giá ta trả 112.000. Nghe vậy, bên dưới lại xôn xao bàn tán, tên nhóc này là ai? Dám tranh đồ với chính Dương Tông, và lại còn tranh cây gậy sắt đen kỳ thế kia nữa. Tên này não bị úm nước rồi, Ngô Trường Thanh bật cười, tiểu tử, người biết người đang tranh đồ với ai không? Trưởng lão, người dò con sao, Diệp Thành liếc nhìn lên lầu 2. Rất tốt, có khí phách đấy, Ngô Trường Thanh bật cười, rất lâu rồi chưa có ai dám tranh đổ với chính Dương Tông của ta, đã vậy thì bổn tọa chơi với người tới cùng. Ta ra 20.000 linh thạch, 21.000, Diệp Thành hét lên, 30.000, 31.000, Diệp Thành, tiếp tục ra giá, hắn nhếch miệng, hắn đã định bụng đánh đổi cả tài sản của mình để chơi với Ngô Trường Thanh đến cùng. Cho dù không phải vì cây gậy thiết bổng kia thì cũng vì chút giận sau khi bị đuổi khỏi chính Dương Tông ngày hôm đó. Tốt lắm, ta trả 40.000, Ngô Trường Thanh vẫn cười tôi độc, vài chục nghìn linh thạch trong mắt ông ta thật sự không đáng để nhắc đến. 100.000, khổ khổ, Diệp Thành ra giá khiến người ta không khỏi kinh ngạc, ôi chao, người điên rồi sao, Hùng Nhị mắng chửi Diệp Thành. Diệp Thành không quan tâm gì đến hắn, cứ thế ngẩng đầu nhìn lên lầu 2, trưởng lão, chơi thế này người có vui không? 100.000 thôi mà, Ngô Trường Thanh không ngờ Diệp Thành hét luôn tới cái giá này, mặt ông ta tối sầm cả lại. Nên biết rằng ông ta là trưởng lão của một phái, lại bị một tên tiểu bối ép giá như vậy, sao không tức cho được. 110.000, Ngô Trường Thanh hắng giọng tiểu tử, có gan ngươi tăng giá đi. 200.000, ô, oh, Diệp Thanh dứt lời, bên dưới ai nấy đều ngỡ ngàng. Tên này là người ở đâu vậy? 200.000, cái giá cao quá. Diệp Thanh lúc này trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, đến cả dương các lão trên cao đài cũng giật mình, một hậu bối mà dám tranh đồ với chính Dương Tông, sao có thể không khiến ông ta chú ý cho được. Phía dưới có rất nhiều người quay sang nhìn Diệp Thành. Diệp Thành lại coi như không có ai xung quanh, hắn từ từ thưởng trà. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của Ngô Trường Thanh nhưng vì món bảo bối kia, hắn vẫn quyết định đấu với Ngô Trường Thanh tới cùng, cho dù không có được món bảo bối đó thì cũng phải khiến cho Ngô Trường Thanh bỏ ra nhiều linh thạch hơn. Đương nhiên 200.000 đối với hắn chính là giới hạn cuối cùng và đã tính cả thêm chỗ ngọc linh dịch mà hắn có rồi. Vốn dĩ hắn định dùng tiền mua huyền cương và huyền thiết nhưng hiện giờ xem ra hắn phải liều một phen ở đây rồi. Lại nhìn sang Ngô Trường Thanh, sắc mặt ông ta đã tái xanh cả đi sao ông ta có thể ngờ nổi một tên tiểu bối lại dám ngang nhiên tranh đồ với chính dương tông của ông ta, lại còn ra cái giá 200.000. Ông ta không thiếu tiền nhưng dùng 200.000 mua một cây gậy nát kia thì quả thực là không đáng. Giờ đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà xuống được, nếu mua thì không hợp lý nhưng nếu không mua thì lại mất thể diện, ông ta sẽ trở thành trò cười của cả chính dương tông. 211.000, có gan thì hét lên đi, dưới con mắt nhìn của tất cả mọi người, Ngô Trường Thanh vẫn nghiến răng hét ra cái giá này. Bên dưới, lúc này Diệp Thành bị làm khó, 200.000 với hắn đã là giới hạn rồi. Tiểu tử, người thật sự muốn mua cây thiết bổng này sao, thấy Diệp Thành bị làm khó, Hùng Nhị ở bên khẽ hỏi. Diệp Thành gật đầu, thấy vậy, Hùng Nhị lập tức rút ra một cái túi đựng đồ, ta chỉ có 300.000, cho người mượn, nhớ phải trả cho ta đấy. Nghe vậy Diệp Thành hơi bất ngờ, hắn không ngờ đúng thời khắc quan trọng Hùng Nhị lại có nghĩa khí như vậy, điều này khiến hắn chợt cảm thấy ấm lòng. Cùng lắm thì lần tới lại làm tiếp, Hùng Nhị phủi phủi tay. Cảm ơn, Diệp Thành cười cảm động, 300.000 hắn vừa dứt lời, xung quanh lại được phen xôn xao, lúc này đến cả cơ tuyết băng mặt lạnh tanh cũng không khỏi đưa ánh mắt sang nhìn Diệp Thành, khi thấy Diệp Thành đeo mặt nạ, cô ta hơi cau mày. Còn về phía Ngô Trường Thanh, mặt ông ta tối sầm cả lại, ông ta lúc này chỉ muốn rất người. Còn dám manh động muốn rất người lần nữa thì đừng trách ta không khách khí thấy Ngô Trường Thanh định rất người, dương các lão trầm giọng Bị nạt ngay trước mặt nhiều người, Ngô Trường Thanh nắm chặt tay, ông ta nghiến răng ta ra 310.000, 500.000, tên tiểu tử này muốn phản rồi, mọi ánh mắt quay ngoắt sang nhìn Diệp Thành. Ai mà ngờ nổi chỉ một cây gậy sắt thôi mà, hét tới giá trên trời thế này, e rằng cũng chỉ có nó có cái giá cao nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Ầm, um, chỉ nghe trong nhã gian của chính Dương Tông vang lên tiếng đồ đặc bị đập nát, Ngô Trường Thanh hoàn toàn nổi giận. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng không nâng giá thêm nữa. Mấy vạn linh thạch đối với ông ta không đáng kể, nhưng 50 vạn linh thạch thì không phải con số nhỏ. Dù ông ta là một trường lão, cũng không có đủ can đảm để bỏ ra 50 vạn linh thạch chỉ để mua một cây thiết bổng. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, không thấy Ngô Trường Thanh ra giá thêm, Diệp Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, 50 vạn, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói rồi, Diệp Trần còn không quên liếc nhìn cây thiết bổng trên đài. Nếu không có ai ra giá thêm, cây thiết bổng này sẽ thuộc về vị tiểu hữu kia. Dương Các lão tuyên bố kết quả, tiếp theo, vài món linh khí khác cũng được đem ra đấu giá. Tuy giá cả không thấp và cuộc đấu giá cũng khá náo nhiệt, nhưng không món nào gây cấn như cây thiết bổng kia khi mặt trời lặn về phía tây, buổi đấu giá hôm nay mới kết thúc. Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Những ai đã thắng đấu giá, mang linh thạch đến hậu đường để nhận hàng. Sau khi Dương Các Lão nói buổi đấu giá hôm nay kết thúc, người của Tàng Long các lần lượt đứng dậy, bọn họ vẫn còn chưa hết bất ngờ với lần đấu giá cây gậy thiết bổng kia nên khi rời đi, tất cả đều quay sang nhìn Diệp Thành một cái. Ta đi lấy thiết bổng, người về trước đi, nhìn xung quanh một lượt, Diệp Thành liếc lên lầu hai sau đó mới nhìn sang Hùng Nhị, lúc ra ngoài nhớ để ý phía sau mình không sao, có nhị đại gia của ta mà, Hùng nhị xua tay, cứ thế đi vào trong đám người, mới thoát cái đã không thấy đâu. Sau khi Hùng nhị rời đi, Diệp Thành nhìn về phía tảng Long Các. Người đến lấy vật đấu giá rất đông, trong đó còn có Ngô Trường Thanh. Thấy Diệp Thành, mặt Ngô Trường Thanh tối sầm cả lại, ông ta lạnh giọng, tiểu tử, ta sẽ cho người biết va chạm với chính Dương Tông sẽ có kết cục thế nào. Cạnh tranh công bằng, người nào ra giá cao thì được, tiền bối không nỡ bỏ tiền thì cũng không thể trách vãn bối được, Diệp Thành đáp lại. Hy vọng tới khi buổi đấu giá kết thúc cái miệng của ngươi vẫn còn có thể lanh lợi được như vậy, Ngô Trường Thanh phất áo rời đi. Ông tưởng tôi sẽ cho ông cơ hội sao, Diệp Thành nhìn theo bóng Ngô Trường Thanh rồi cũng quay người đi vào sau sân khấu. Thấy Diệp Thành, Dương các lão ngồi trên đệm hương bồ không khỏi chú ý, tiểu tử, hôm nay ngươi gây được sự chú ý rồi đấy. Tiền bối chê cười rồi, Dương các lão không hỏi gì thêm mà phất tay lấy ra cây thiết bổng màu đen. Còn Diệp Thành đã lấy túi đựng đồ của mình ra từ lâu, đưa túi đựng đồ cho Dương Các lão với ánh nhìn đầy tiếc nuối và xót xa. 500.000 linh thạch thật sự khiến hắn khuynh ra bại sản. Đa tạ tiền bối, thu lại thiết bổng, Diệp Thành chắp tay, lần này hắn đang định rời đi thì bị Dương Các lão gọi lại. Tiểu Hữu xin dừng chân, nghe vậy, Diệp Thành quay đầu lại, nhìn Dương Các lão hỏi, tiền bối, người còn có việc gì sao? Ta không có việc gì cả, có điều có người tìm ngươi có chút chuyện nhỏ, Dương Các lão tươi cười, khi nói còn không quên giơ tay ra, làm tư thế mời Tiểu Hữu, mời vào trong. Dương Các lão đột nhiên khách khí như vậy khiến Diệp Thành cảm thấy bất ngờ. Vào trong đi, có người đợi ngươi, Dương Các Lão lại lần nữa nở nụ cười hiền từ. Mặc dù bất ngờ nhưng Diệp Thành vẫn đi theo hướng Dương Các Lão chỉ, hắn biết khi đã ở tàng long các này thì vào hay không vào không vào không phải hắn nói mà được, thay vì vậy thì chủ động vẫn hơn. Cứ thế đi vào cánh cửa phía sau, Diệp Thành mới nhận ra ở đây là một cái sân nhỏ. Khoảng sân này trở thành một thế giới mới, ánh sáng chan hòa, hòn non bộ sừng sướng khiến Diệp Thành không khỏi. Ngỡ về nơi này, ai mà ngờ được bên trong chợ đen U Minh lại có một nơi đặc biệt thế này. Tiểu Hữu Mời đi bên này, đương lúc Diệp Thành còn đang thẫn thờ, bên trong khoảng sân chợt có một giọng nói ôn hòa vang lên. Diệp Thành đưa mắt nhìn thì sứ người nhìn người ngồi trong mái đình nghỉ người kia, đây chính là lão già mặc đồ tím ngồi bên cạnh hắn trong buổi đấu giá. Ông ta là người của thiên huyền môn, đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Diệp Thành, nếu không thì sao ông ta có thể xuất hiện ở khu vườn phía sau tàng long cắt được, và càng không thể khiến dương các lão tỏ thái độ khách khí như vậy. Đến đi, lão già mặc đồ tím vẫy tay gọi Diệp Thành. Diệp Thành không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đi tới mái đình cung kính chắp tay hành lễ với lão già mặc đồ tím vãn bối chào tiền bối ạ à. không phải đa lễ người ngồi xuống đi lão già mặc đồ tím bật cười mặc dù là một kẻ mạnh nhưng ông ta không hề tỏ thái độ gì khác thường khiến diệp thành tưởng rằng đây chỉ là một người bình thường không biết tiền bối cho gọi vãn bối tới là vì việc gì ạ à? diệp thành nhìn lão già mặc đồ tím với vẻ mặt tò mò ta muốn nhờ ngươi giúp một ta một chuyện cần cần con giúp sao ạ à? diệp thành ngỡ ngàng đường đường là thiên huyền môn mà lại phải tìm người giúp đỡ sao Nói chính xác hơn là ta muốn mượn chân hỏa trong cơ thể ngươi để giúp ta một việc, lão già mặc đồ tím nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy ý tứ. Nghe vậy, Diệp Thành khẽ cau mày, việc hắn có chân hỏa cũng chỉ có hắn và Hùng Nhị biết, hắn tự nhận mình đã che giấu rất kỹ rồi, không ngờ vẫn bị lão già mặc đồ tím phát hiện. Thấy Diệp Thành tỏ vẻ cảnh giác, ông ta mới tươi cười ôn hòa, tiểu hữu yên tâm, ta chỉ nhờ ngươi giúp đỡ mà thôi. Diệp Thành nghe vậy thì khẽ mỉm cười, hắn không yên tâm thì cũng chẳng thể làm gì hơn, ở đây, hắn chỉ là một tu sĩ ở cảnh giới ngưng khí tầng thứ nhất, lão già mặc đồ tím không tiết lộ bí mật của hắn trước mặt người khác đã là rất khách khí với hắn rồi. Đương nhiên cũng không phải ta nhờ ngươi làm công không, ta sẽ báo đáp ngươi hậu hĩnh, hoặc có thể nói cho ta biết ngươi cần gì, lão già mặc đồ tím lên tiếng. Diệp Thành ho hắng một tiếng, gại gại mũi rồi nói con cần tiền. Hắn vốn dĩ dành dụng tiền vì để mua huyền cương và huyền thiết, nào ngờ vì cây gậy thiết bổng kia mà giờ chẳng còn lấy một xu, lại còn nợ tên béo hùng nhị kia 300.000, lúc này hắn thật sự chỉ thiếu tiền. Đương nhiên hắn cũng không nói cần bao nhiêu, thứ nhất, hắn thật sự không biết nên đòi bao nhiêu. Thứ hai, hắn giành quyền quyết định cho lão già mặc đồ tím, dù sao thì thứ hắn cần là tiền, ông ta muốn đưa bao nhiêu thì đưa, muốn đưa ít thì đưa ít, còn nếu không đưa thì hắn cũng chẳng dám làm gì. Ở bên, lão già mặc đồ tím cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, thấy Diệp Thành không nói gì thì lên tiếng, chỉ vậy thôi sao? Diệp Thành cười xòa, gật đầu, lão già mặc đồ tím mỉm cười, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thành. Đa tạ tiền bối, Diệp Thành hoang mang nhận lấy, nhưng hắn không nhìn vào bên trong luôn vì nhìn cũng chẳng có tác dụng, cho ít thì cũng đâu có thể đòi thêm. Dù hắn có muốn đòi thì cũng chẳng có cái gan đó. Bắt đầu đi, vâng, vâng, nghe vậy, Diệp Thành vội cất túi đựng đồ đi. Phía này, lão già kia đã sắn tay áo lên, để lộ phần cánh tay. Diệp Thành khẽ cao mày vì tay của ông ta có màu đen, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy lớp phù văn dị thường trên đó. Đây là gì ạ? À? Diệp Thành ngẩng đầu nhìn lão già. Vô chú, vô chú, nghe vậy, Diệp Thành không khỏi nhớ lại những thứ hắn đã từng đọc được về vu chú ở tàng thư các trong chính Dương Tông. Vu chú chính là chú ấn kịch độc, cũng chỉ có trong tộc người vu trong truyền thuyết, một khi chúng phải, nếu không kịp thời khắc chế hoặc giải trừ thì nhất định sẽ gặp họa diệt thân. Còn vu tộc chính là một tộc, thần bí cổ xưa, được xưng là viễn cổ cửu tộc cùng với các tộc như ma tộc, tiên tộc, linh tộc, cổ tộc, yêu tộc, thần tộc, long tộc, man tộc, mỗi một tộc đều mạnh vô cùng. Diệp Thành kinh ngạc, hắn không ngờ trong cơ thể lão già khỏe mạnh thế này lại có phù ấn của vu tộc. Tiền bối, chân hỏa của con có thể giúp người khắc chế vô chú sao biết được sức mạnh của vô chú diệp thành không mấy tự tin chân hỏa bình thường đương nhiên không được nhưng chân hỏa của ngươi thì có lẽ là được nghe vậy diệp thành chợt xứng người hắn nhìn lão già mặc đồ tím mà hỏi tiền bối lẽ nào chân hỏa còn phân yếu mạnh đương nhiên nghe diệp thành hỏi vậy lão già mặc đồ tím khẽ mỉm cười chân hỏa mà ta từng thấy không hề ít nhưng chân hỏa màu vàng kim như ngươi có thì đây là lần đầu tiên ta từng thấy nhưng con thấy chân hỏa của con không phải mạnh lắm diệp thành gãi gãi đầu Chân hỏa do trời sinh, trời sinh đã có linh tính, đương nhiên cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng từ tu vi của chủ nhân. Ngươi mới ở cảnh giới ngưng khí, chân hỏa của ngươi cũng chỉ có khả năng tương ứng với tu vi của ngươi, và lại. Nói tới đây, lão già mặc đồ tím chợt ngưng lại, nhìn sang Diệp Thành với ánh mắt y tứ, và lại chân hỏa của ngươi vẫn chưa thức tỉnh. Chưa thức tỉnh, Diệp Thành càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Ta chỉ có thể nói nó không phải là chân hỏa bình thường, chỉ ít thì theo ta thấy, nó mạnh hơn những chân hỏa mà ta từng gặp, lão già mặc đồ tím như thể muốn che giấu điều gì, sợ nói nhiều sẽ không có lợi với Diệp Thành. Diệp Thành do dự nhưng lại biết điểm dừng, hắn không hỏi tiếp nữa. Bắt đầu đi, lão già đã giơ cánh tay lên, Diệp Thành không kéo tay lão mà cũng giơ cánh tay mình ra, để bàn tay mình và bàn tay lão áp vào nhau. Hắn nhầm nhiệm triệu gọi chân hỏa, chân hỏa lập tức xuất hiện, thông qua lòng bàn tay thâm nhập vào giữa cánh tay của lão già kia, hóa thành vô số đường bao lấy từng đường phù văn. Ma huyết, khi tiếp xúc với cơ thể Diệp Thành, lão già mặc đồ tím trợn tròn mắt kinh ngạc. Lão ta quan sát Diệp Thành như thể nhìn thấy dòng máu chảy trong người hắn, lão ta có thể cảm nhận được luồng khí mang theo sự khát máu, hung tàn và bạo ngược từ bên trong cơ thể Diệp Thành. Lão ta nheo mắt liếc nhìn Diệp Thành, sao cơ thể tên nhóc này lại có ma huyết, lão ta thầm nghĩ, và lại lão có thể nhận ra Diệp Thành rõ ràng không biết mình mang huyết mạch của ma tộc cổ xưa. Lão còn đang chìm vào những câu hỏi không lời đáp thì cơn đau đớn trên cánh tay kéo lão về thực tại. Lão già mặc đồ tím thu lại suy nghĩ, nhìn vào cánh tay mình. Vì bị chân hỏa kia thiêu đốt nên chú ấn của vu chú cảm nhận được sự uy hiếp vô cùng khủng khiếp, cứ thế vật lộn đấu tranh. Thấy vậy, lão già mới chỉ điểm để chú ấn trên vu chú kia bị giam trên cánh tay mình, tránh nó làm hại tới những bộ phận khác trên cơ thể. Sau một canh giờ, Diệp Thành mồ hôi nhễ nhại, chân hỏa của hắn cháy liên tục nhưng chú ấn kia lại thâm căn cố đế, ngang ngửa với chân hỏa của hắn khiến thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà hắn chỉ có thể thiêu đốt một phần chú ấn. Huyền Cương và Huyền Thiết không dễ gì có được, Diệp Thành lau mồ hôi nghĩ vậy hắn lại thấy có phấn hối hận vì thù lao ít ỏi những chú ấn của vu chú khó diệt trừ hơn tàn niệm bên trong cây gậy răng sói của hùng nhị không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa được muốn giải trừ triệt để cần phải bỏ thời gian dài thấy diệp thành có vẻ mệt mỏi lão già mặc đồ tím khẽ vỗ vai hắn đẩy tinh nguyên vào cơ thể hắn tinh nguyên vào cơ thể khiến diệp thành tỉnh táo hẳn tiểu hữu chỉ cần luyện hóa một chú văn trong đó là được lão già lên tiếng vu chú do chú văn đan xen với nhau chỉ cần một đạo chú văn bị luyện hóa ta sẽ có cách phá giải vu chú vâng Diệp Thành gật đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, chân hỏa lại cháy rực. Sau 6 canh, giờ, lần đầu tiên hắn kiệt sức, thở dốc thu lại chân hỏa. Lúc này thấy cánh tay của lão già chẳng chịt chú Văn, còn vu chú kết nối với chú Văn cũng trở nên mờ đi hẳn. Lão già kia đúng là thần thông, lão khép hai ngón tay vào nhau, ấn lên cánh tay, bắt đầu từ bả vai trở xuống, không ngừng di chuyển khiến những chú ấn trên cánh tay bị đẩy ra ngoài. Diệp Thành không làm phiền lão, khẽ lùi ra khỏi mái đình kia. Hắn quay lại hậu đường, rồi lấy túi đựng đồ lão già kia đưa ra, vội nhìn vào trong mà không khỏi ngỡ ngàng. Năm, 500 nghìn, thấy số lượng linh thạch, Diệp Thành nuốt nước bọt cái ực. Đúng là hào phóng, hắn tắc lưỡi, tim hắn đập thình thịch. Ai mà ngờ nổi lão già kia lại có nhiều linh thạch như vậy, tất cả đều nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Ấy, lúc này Diệp Thành lại phát hiện bên trong túi đựng đồ ngoài 500 linh thạch ra thì còn một mẩu giấy nhỏ, hắn vội mở ra xem, cây gậy thiết bổng kia coi như là món quà thiên huyền môn ta tặng cậu, 500 linh thạch trả lại cho cậu. Quả nhiên là người của Thiên Huyền môn, Diệp Thành xoa xoa cầm Nghĩ vậy, hắn xài bước ra khỏi hậu đường, đi ra đường lớn, trong lòng hân hoan, 500 linh thạch quay lại với hắn rồi, điều này khiến hắn tự tin hơn hẳn. Trời đã tối nhưng hàng người vẫn nối nhau đi trên đường, những tiếng chào mời mua hàng vang lên không dứt. Diệp Thành không định về luôn mà đi dạo trên đường, đảo mắt nhìn sạp hàng hai bên đường tìm Huyền Cương và Huyền Thiết. Cuối cùng, hắn ta dừng chân trước một sạp hàng của một lão già trông có vẻ giàu hoạt. Huyền Cương Huyền Thiết, Diệp Thành vừa dừng chân lại thì đã chăm chú nhìn ngay hai hòn đá trông không ra hình thù gì, một hòn màu đen, một hòn màu trắng, thể tích không quá to, chỉ bằng quả trứng gà. Sự xuất hiện của hắn khiến lão già kia chú ý, lúc này lão ta đang mải ngắm nhìn một nữ nhân đi qua đường, vừa nhìn còn vừa nở nụ cười gian dảo. Không biết vì sao mà khi nhìn lão ta, Diệp Thành chỉ muốn đánh người. Tiền bối, tiền bối còn nhìn là con lấy đồ đi đấy. Lão già kia lập tức đưa mắt qua nhìn, lão ho hắng một tiếng sau đó lau đi vết rãi trên miệng, thay đổi thái độ hoàn toàn, trước là vuốt vuốt sâu, sau đó lại bày ra bộ dạng của bậc cao nhân tiền bối. Diệp Thành nhếch miệng, thầm khen lão ta diễn xuất quá đạt, giây phút trước còn đang nhìn mỹ nữ với vẻ mặt thèm thuồng mà giây sau đã quay về với bộ dạng của bậc tiền bối rồi. Người không biết còn tưởng rằng lão ta là tiền bối thanh tao lắm. Vị khách quan này, chỉ cần nhìn cậu là ta biết cậu biết chọn đồ rồi. Chỗ ta đều là bảo bối, chỉ đợi người có duyên thôi, lão ta vuốt vuốt dâu nói. Cát, Diệp Thanh nghe mà thấy nhàm chán, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu sạp hàng, gần như người nào cũng nói vậy, hắn nghe mà chẳng còn xa lạ với những câu thế này nữa. Con muốn mua viên huyền cương và huyền thiết này, Diệp Thành nói thẳng. Một trăm nghìn, lão già kia giơ một ngón tay lên và đáp. Năm mươi nghìn, Diệp Thành cứ thế trả giá. Lão già này, một trăm nghìn linh thạch thì tôi đây tới chỗ Chu Đại Phúc mua cho rồi, còn phải đi ngàn dặm xa xôi tới cái chợ này làm gì? Ta nói này cậu nhóc, cái giá này cậu hét cũng thấp quá đấy, lão già kia thổi phù bộ dâu, trợn mắt nói. Sư phụ con dạy con mua đồ gì phải hét xuống một nửa, Diệp Thành dùng bộ mặt vô hại nhìn lão ta ta, lão già kia sắp phát điên đến nơi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, 90.000, không bớt thêm được nữa. 60.000, được, thành giao, Diệp Trần còn định tiếp tục có kè với lão già gian xảo, nhưng không ngờ lão ta lại đồng ý nhanh chóng đến mức khiến hắn hơi bất ngờ. Đưa tiền đi, mau mau, lão già gian xảo như có việc gấp, nhét khối huyền thiết và huyền cương vào tay Diệp Trần, rồi vội vàng thu dọn quầy hàng của mình, trông có vẻ như lão ta đang có chuyện gì khẩn cấp. Diệp Trần vô cùng kinh, ngạc, nhưng vẫn thò tay vào túi chữ vật của mình, Chu Cát Dụ, lão khốn, đồ đáng chất, chưa kịp lấy linh thạch ra, Diệp Trần đã nghe thấy một tiếng chửi rủa từ xa vọng lại. Không khỏi liếc nhìn, thấy một lão giả mập mạp đang tức giận xông tới. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Trần mới hiểu ra, hóa ra lão giả gian xảo kia vội vàng là vì có người đang tìm lão tính sổ. Nghĩ vậy, nhưng Diệp Trần vẫn lấy linh thạch ra, dù sao mua đồ cũng phải trả tiền. Nhưng chưa kịp đưa linh thạch cho lão giả kia, lão đã cuốn gói và chạy mất, tốc độ chạy trốn của lão thật không phải dạng vừa. Đạp ngựa chứ, lão già mập mạp kia cũng như một cơn gió lốc lao qua làm cả con phố vốn đã ồn ào nay trở nên hỗn loạn thêm vì trò quấy rối của hai lão già không biết xấu hổ đi rồi à diệp trần ho khan một tiếng tay cầm túi linh thạch vẫn còn chưa kịp đưa ra đành tự giác nhét trở lại vào túi chữ vật diệp thành đi lượn một vòng thấy không cần mua thêm gì thì rời khỏi con đường huyên náo kia vừa đi vào nhà trọ hùng nhị đã lao tới hắn kéo diệp thành mà liên mồm tên nhóc nhà ngươi ông đây còn tưởng ngươi bị ám sát rồi chứ chẳng phải ngươi nói trong thời gian diễn ra buổi đấu giá cấm tàn sát đánh nhau sao? Ngô Trường Thành có to gan cỡ nào cũng không dám tìm ta tính sổ ở đây, Diệp Thành nói rồi không quên rút ra một cái túi đựng đồ nhét vào tay Hùng Nhị, này, linh thạch của ngươi, 300.000 tròn đấy. Nhận lấy túi đựng đồ, Hùng Nhị liếc nhìn vào trong sau đó nhìn sang Diệp Thành với con mắt có vẻ ngỡ ngàng, sao ngươi còn linh thạch? Ta nhặt được, nhặt, nhặt được, Hùng Nhị đi sau đít Diệp Thành, nhặt được ở đâu, ta cũng đi nhặt lấy một túi về. Thiên huyền môn, Diệp Thành đáp đại một câu sau đó vươn vai, vừa giơ tay vừa đi về phòng mình, hôm nay đủ mệt rồi, nghỉ sớm đi. Hùng nhị còn định nói gì đó nhưng Diệp Thành đã đóng cửa lại rồi. Nhặt được ở thiên huyền môn, ta tin người có mà lạ, Hùng nhị lầm bẩm hắn cầm chắc túi đựng đồ trong tay rồi cười khúc khích. Quay về phòng, Diệp Thành đóng chặt cửa, lấy bình hồ lô tử kim ra. Hắn còn nhớ tối qua sau khi uống linh dịch trong bình hồ lô, hắn cảm thấy cơ thể nóng ran như thiêu như đốt, cơn đau đớn tê dại như muốn nổ tung đầu óc vẫn còn để lại dư âm. Người như lửa đốt, đầu muốn nổ tung thế mà lại khiến tu vi của mình đột phá tới tầng thứ 8, linh dịch này chắc chắn có vấn đề, Diệp Thành rót ra một giọt linh dịch từ trong bình hồ lô tử kim. Linh dịch hiện ra với màu tím long lanh, đây là kết quả sau khi dung hợp ngọc linh dịch và linh khí dịch, hương thơm dược liệu thơm nồng sực mũi, mới ngửi đã khiến tâm trạng vui tươi sảng khoái. Không vấn đề gì, sau khi nhìn một lúc, Diệp Thành mới xoa xoa cằm, chẳng khác gì so với bình thường. Nói rồi, hắn rót giọt linh dịch kia vào miệng, vẫn giống trước đó, linh dịch vào cơ thể hóa thành linh khí đậm đặc, Căn bản không hề khiến hắn nóng nực như hôm qua. Kỳ lạ, thấy có gì đó không đúng, Diệp Thành gãi gãi đầu. Tiếp sau đó, hắn lại không ngừng uống Ngọc Linh dịch nhưng cơ thể lại chẳng hề thấy đau đớn như đêm qua, ngược lại toàn thân ngứa ngáy. Thật lạ, lại uống thêm một ngụm nữa, Diệp Thành bỏ đi suy nghĩ, sau đó lấy cây gậy thiết bổng màu đen có được sau buổi bán đấu giá ra. 500.000 linh thạch mới đổi được mày về, mày đừng làm tao thất vọng." Vừa nói, Diệp Thành vừa cho cây gậy vào bình hồn lô tử kim. Vù! gậy thiết bổng vừa được nhét vào trong bình hồ lô chợt rung lên và vang lên âm thanh khác thường thấy vậy diệp thành sáng mắt lên xoa xoa tay chăm chú nhìn bình hồ lô hy vọng có thể tìm được huyền cơ bên trong chiếc bình có điều bình hồ lô sau khi phát ra âm thanh kia thì không hề thấy có gì khác thường nữa nó nằm im trên bàn ngoài việc chảy ra khí có màu tím thì không thêm gì có vậy thôi sao diệp thành ngỡ ngàng cầm lấy bình hồ lô và vô thức lắc lắc sau đó nhìn vào bên trong hắn phát hiện gậy thiết bổng nằm bên trong bình hồ lô tử kim không hề xảy ra hiện tượng gì khác thường mà vẫn yên lặng lơ lửng bên trong không gian của bình giống như thể khí sắc tím kia không hề liên quan gì đến nó vậy không biết mất bao lâu diệp thành mới bất lực để bình hồ lô tử kim về chỗ cũ người đấy 500 linh thạch của ta mà mua lại một cây thiết bổng chẳng ra sao về vù bình hồ lô tử kim như có linh tính nghe lời diệp thành nói vậy lại rung lên như đang muốn đáp lời đừng có nhét thêm cái gì vào bụng ta nữa sau đó bình hồ lô đẩy cây gậy thiết bổng ra ngoài keng một tiếng, cây gậy nằm dài trên mặt đất. Gì mà tức giận vậy chứ, Diệp Thanh liếc nhìn hồ lô một cái sau đó cầm gậy thiết bổng lên. Khi quan sát gậy thiết bổng ở khoảng cách gần thế này hắn mới nhận ra đây rõ ràng là một cây côn bằng sắt màu đen, không những chẳng chịt vết gì mà còn gồ ghề mấp mô, thực sự trông không có gì là hay ho cả. Mày khiến chân hỏa của tao chú ý đến cơ đấy, tao lại không tin mày là một cây côn sắt bình thường, nghĩ thầm như vậy nhưng Diệp Thành vẫn không bỏ cây gậy xuống mà chịu gọi chân hỏa bao quanh gậy sắt. Chân hỏa màu vàng kim cháy rực khiến nhiệt độ căn phòng lên cao dưới ngọn lửa thiêu đốt kia gậy sắt màu đen vẫn không hề có sự thay đổi nào cả nó như ngó lơ sự tồn tại của chân hỏa khiến diệp thành không khỏi cau mày thử lại diệp thành lại điều chỉnh cho ngọn lửa cháy to hơn có điều cây côn sắt màu đen kia vẫn không hề xuất hiện trạng thái khác thường sau ba canh giờ diệp thành thở dốc thu lại chân hỏa chân hỏa cháy liên tục trong ba canh giờ nhưng không thể khiến cây côn sắt bị nung chảy ngược lại còn khiến hắn mệt nhoài Ông đây vẫn không tin, Diệp Thanh lầm bẩm hắn rút kiếm xích tiêu ra sau đó vận toàn bộ chân khí đẩy chân khí vào trong kiếm, rồi cứ thế chớm về phía cây côn sắt. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh chát chúa, kiếm xích tiêu lập tức bị đánh bay ra, đến cả Diệp Thành cũng lảo đảo lùi về sau, cả cánh tay tê nhức, không còn cảm giác. Nó cứng một cách khác thường, cầm kiếm xích tiêu lên, Diệp Thành nhìn vào vết nứt trên kiếm rồi lại nhìn cây côn sắt vẫn đang đứng vững như núi Thái Sơn cắm vào sàn đất, còn kiếm của hắn lại chẳng thể để lại bất cứ vết tích gì cho cây côn sắt cả, rốt cuộc nó làm bằng gì vậy thu lại kiếm diệp thành nhìn côn sắt với ánh mắt khó hiểu đến chân hỏa cũng chẳng làm gì được mày còn xích tiêu lại không thể để lại vết tích gì trên mày vậy vật liệu để tạo ra cây côn sắt này bất phàm thế nào chứ cũng vì lý do này nên trong lòng diệp thành mới được cân bằng hơn một chút bỏ ra 500.000 linh thạch để mua về một cây côn sắt rắn chắc vô cùng cũng không đến mức không đáng một xu như trong tưởng tượng dùng để đánh người cũng không tồi diệp thành xoa cầm, thu lại côn sắt sau đó hắn rút ra huyền cương và huyền thiết hai viên đá này với linh tính kim loại đặt ở trước mắt hình thành nên thế cân bằng huyền thiết màu đen rắn chắc huyền cương sáng trong dẻo dai hai nguyên liệu này kết hợp với nhau chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu để chế tạo ra binh khí diệp Thanh lại triệu gọi chân hỏa rút kiếm xích tiêu ra sau đó cho chân hỏa bao quanh ba vật này chân hỏa cứ thế thiêu đốt nung ra phần tinh túy nhất trong huyền cương và huyền thiết rồi luyện vào trong kiếm xích tiêu đây là cả một quá trình mất nhiều thời gian đợi tới khi trời gần sáng diệp thành mồ hôi nhễ nhại mới thu lại chân hỏa vút vút trong căn phòng chỉ nghe tiếng kiếm chớm giữa không trung kiếm xích tiêu lúc này càng trở nên bất phàm vẫn là màu gạch đỏ đó không cần đẩy chân khí vào mà đã có kiếm khí bao quanh có lúc còn có kiếm mang hiện lên sắc lạnh ghê người khiến diệp thành không khỏi bất ngờ không tôi không tôi diệp thành cầm thanh kiếm không nỡ buông hắn hân hoan vui mừng và quan trọng nhất chính là thanh kiếm này chính là vật hắn tạo ra